Bà ngộ một cái hả? Mình làm ác ghê lắm hả? Ác về với mình bắt đầu mình la trời la đất, than thân trách phận. Chứ lúc mình làm ác mình vui lắm, mình cũng thấy mình đang ác với người ta. Cái cả ích kỷ với người bên cạnh mình đã ác rồi. Mình ích kỷ một cách tột đỉnh là mình đã ác với mọi người xung quanh rồi. Rõ không? Chứ người tu phải mở lòng, rộng tấm lòng mình dành cho bá tánh chúng sanh. Nếu làm được điều gì an lạc thì làm. Nếu không làm được ngồi xuống tụng kinh. Nếu nghĩ điều gì an lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ tiếp tục. Còn không nghĩ được ngồi xuống niệm Phật. Nếu không mà nói được điều gì an lạc cho bá tánh sanh, ngồi xuống tụng bài kinh để đừng nói bậy. Cho nên mình giúp cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác là thế. Mà người tu phải luôn luôn như thế. Người tu không được cằn nhằn. Hả còn cằn nhằn là cái tôi mình nó còn. Người tu không được bắt lỗi huynh đệ. Hả còn bắt lỗi cái tôi mình còn. Người tu không được hơn. Hả hơn là sẽ thua. Người tu không được thắng. Hả muốn thắng là bại. Thua với chính mình mà. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu là phải thắng mình, có đúng không? Không thắng ai hết. Rõ chưa? Cho nên cái tôn chỉ của người tu phải nhớ rõ câu này, tôn chỉ của Trung Đạo này. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết tất cả. Cái người này mới thật sự là dễ thương đó. Thì không có cái gì phiền đó, đó. Nó khen cũng A Di Đà Phật, nó chê cũng A Di Đà Phật, nó chửi cũng A Di Đà Phật, nó lấy của mình đi mình cũng A Di Đà Phật. Thực sự cái người này là rất là dễ thương. Mình tu đến niệm Phật, đến cái lúc mà mình không còn vướng mắc gì rồi, lúc đó mà gọi là tự tại đúng nghĩa. Quý vị hiểu chữ giải thoát không? Trung Đạo đó học sách nhiều quá, cái giải thoát nghe kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm mà nó cao siêu vô cùng. Khi mà hiểu được rồi á, thiệt sự là rất dễ vô cùng. Giải, giải cái gì? Thoát, thoát cái gì? Giải trừ những tánh mê chấp, mê lầm, ngoan cố, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, cứng tai, cứng chân, cứng miệng. Cái gì nói chung là những cái gì mê lầm, mê chấp, mê muội, mê mang, mê tín, si mê của mình giải trừ hết tất cả những cái xấu hư thật xấu của mình rồi đó. Lúc đó mình có hy vọng sống sự an lành 5 phút mình mới thoát được sanh tử. Đơn giản ghê ha. Nhưng mà mình nghĩ ở đâu á, giải thoát phải ghê lắm. Không có đâu. Giải trừ những cái mê lầm mê chấp với thế gian, dễ giải trừ tất cả những thế gian pháp trần gian tánh, không còn vướng mắc nó rồi á, thì thực sự mình hòa nhập vào Phật Pháp. Lúc đó mình có hy vọng thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đó là việc làm chúng ta là phải vậy đó. Tụng kinh là phải biết bỏ nha, không được ôm vô. Thầy thấy cái chùa ở chùa nào không nhớ tên, ở Bà Rịa gần Tịnh Xá Ngọc Hải, ở ở Bà Rịa đó, thì để cái chùa lớn khổng lồ, cục đá trước chùa cao thì cao để chữ buông xả. Phải buông xả, phải không? Tu là phải buông xả, đừng có ôm. Nếu mình đều có cái tâm mà buông xả rồi, tự nhiên mình không bao giờ cảm thấy bệnh hoạn mệt mỏi, không có. Trung Đạo lấy bản thân mình chứng minh á, thiệt nhiều người nói câu, nhiều câu sốc ốc cái lắm, Trung Đạo nghe răng cười hè. Chỉ cái chỗ nó muốn chọi đá vô nhà mình mà nó chọi không có được. Nếu mà mình phản ứng lại, tức là mình chụp cục đá mình chọi lại, là hai thằng chọi qua chọi lại, là hai thằng cùng xuống địa ngục hết. Nó chọi cục đá vô nhà Trung Đạo, lấy cục đá giấu luôn, rồi hết đồ chọi, xong chuyện. Thấy chưa? Mắc chứng phải chọi lại chứ. Trung Đạo luôn luôn lấy cục đá người ta giấu luôn, rồi nhe răng ra cười, xong chuyện. Đơn giản mộc mạc. Hết chuyện à. Nó muốn xin chuyện với mình, không cần. Nó muốn giữ cũng kệ nó luôn thì kệ nó. Mà chắc gì nó giữ bằng mình không? Mình giữ con ghê nó phải không? Nhưng mà mình giữ ở cái mặt khác, là mình dám hành hạ mình. Còn nó hành hạ mình là chuyện bình thường. Mình hành hạ mình để chi? Để mình giết chết cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Bên Nam Tông họ ngồi thiền, cái minh sát tuệ của họ là giết cái phàm ngã để nhập vào vô ngã. Còn bên Trung Đạo thì đơn giản lắm. Thằng tôi là cái thằng không nên xài, hết chuyện. Mày đói bữa mày đâu có chết đâu. Mày thiếu cà phê mày đâu có chết. Mày thiếu thuốc lá đâu có chết. Cho mày chết luôn. Mày chết đi tao sướng hơn. Hả mày còn sống tao còn phiền não. Cho nên mình tu mục đích chính là giết cái thằng phàm phu tục tử ẩn ngự trong cơ thể của mình. Mà thằng này là cái thằng thủ phạm giết chết Phật tánh của chính mình đó. Cái gì là Phật? Có đúng vậy không? Đúng không? Mình gây lộn với người ta cũng vì cái tôi của mình thôi. Nó nói một câu hen mình đâu thích đâu.
nó đẹp trai hơn mình đâu ưa, phải không? Nó phải xấu hơn mình, nó dở hơn mình mới thích, bởi vì cái tôi của mình mà. Và phải nhớ, tất cả chúng ta hả tu theo Phật, hả muốn thắng là sẽ bại, muốn hơn là sẽ thua, có vậy thôi. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất, vĩnh viễn nhất. Hỏi lại coi thế gian này có bao nhiêu vị thắng bản thân mình, rất là hiếm. Người tu thì như lông trâu, thành đạo thì như sừng thỏ, phải không bác? Tu thì nhiều lắm, còn thành đạo thì thành tổ thì được, tổ chút được. Việt Nam mình đâu cần tu, tổ dân phố đầy, thấy không? Chứng tổ dân phố là khắp nơi, còn chứng tổ này chỗ kia thì khó lắm. Bên Trung Quốc chứng tổ mà không có chứng Phật, bởi vì không có chánh pháp cho nên không chứng Phật. Chúng ta tu theo, bắt chước theo cũng không chứng Phật, bởi vì chúng ta không đi vào cái đại thể của việc tu. Tu như thế nào để niệm Phật có kết quả, sống như thế nào để việc tu chúng ta có kết quả. Những điều chúng đạo vừa nói là những cái chứng nghiệm tâm linh cho bản thân này, chứng minh trong cuộc sống. Chúng ta muốn đạt kết quả như ý trong việc niệm Phật, tu tụng, chúng ta phải sống như vậy đó, và sống tròn bổn phận đối với anh em huynh đệ của mình. Thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó huynh đệ mới có cơ hội biểu lộ cái tánh đại từ đại bi của chư Phật. Tánh đại từ đại bi này sẽ giúp cho mình tròn cái nhân đạo. Mà nhân đạo đã tròn rồi thì Phật đạo chắc chắn mở cửa để chờ đón mình đó. Mà huynh đệ không cần phải xin xỏ điều gì, mở mắt dậy, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ này thôi mà không làm được thì dứt khoát việc học đạo chúng ta không thể nào như ước mơ được. Nghĩ thiện làm lành thường xuyên thì đâu còn nghĩ tánh xấu nữa, phải không? Tụng kinh trì chú thì phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành thì tạo phước, phước huệ phải đầy đủ chứ. Mà người tu phải có đủ phước đủ huệ thì mới phát triển, mới tiến hóa được, phải không? Thì đang nghĩ thiện làm lành để giúp chúng ta không vía vớ vẩn bậy bạ thế gian. Tụng kinh thì chú để giải trừ những oan gia trái chủ, giúp đỡ âm linh huynh đệ âm binh siêu sanh tịnh độ, và nó đủ, vừa có phước dương đức vừa có phước âm đức, cho nên âm dương đầy đủ gọi là công đức tròn đủ, phước báo cao dày. Người tu phải làm những điều này thì việc tu học mình mới có kết quả như mong muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo cái thói quen của mình là nói chuyện đàm đạo với nhau để chia sẻ tất cả những cái chứng nghiệm, chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bên cạnh đó huynh đệ cũng phải nói lại những điều, hỏi những điều cần thiết trong việc tu học của mình. Trung đạo không muốn có một chiều thâu vô mà không phát ra đó thì nó thiệt là bất công quá. Chúng ta cần phải hỏi nhiều vô, tu như thế nào để được tiến hóa, làm thế nào để bỏ được thói tật xấu. Trung đạo sẵn sàng chỉ và sẽ vui vẻ hạnh phúc để được chia sẻ. Mong rằng huynh đệ phải mở tấm lòng ra để cùng với trung đạo đàm đạo với nhau, mà chúng ta cùng tiến hóa, cùng học hỏi với cùng trở về cha mẹ Như Lai của mình. Rõ không? À, trung đạo nói như vậy huynh đệ có dễ hiểu không? Có dễ làm không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh cái câu đó muốn nghe đó. A Di Đà Phật. Rất là dễ, không có khó. Rất là tu, rất là nếu mình hiểu được cái sự tu á, như vậy đúng cái khuôn á, cho nên mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ngài nói á, nếu con theo ta, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp. Thì sư đạo rị mỏ viết hoài, viết cái sự suy nghĩ của mình, mà đâu biết rằng sự suy nghĩ này là do cái sự gọi là thu thập kiến thức của những sách vở khác đó, cái ngồi viết lại theo cái thứ tự của mình để mình hiểu mà. Nhưng mà càng viết càng ngu, bởi vì toàn là phàm trí không thôi chứ không có thánh trí. Mình lấy cái thuộc lòng của mình ghi lại mà sắp theo thứ tự, rồi ghi tên là Thích Chao Đụng. Trung đạo á thì mới hiểu được. Nếu đi theo ngài không cần phải viết, bởi chư Phật có bao giờ viết sách đâu, đúng không? Bây giờ huynh đệ có thấy ông A Di Đà viết cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Mẹ Quán Thế Âm một viết cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Cũng đâu có đâu. Các ngài sống biểu lộ, sống với đạo lý để đạt tới chân lý. Chúng ta phải biểu lộ chân lý chứ không có lý luận suông. Nếu mình lý luận suông trở thành lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn hí ngữ,
Mình mở miệng là sách, mở miệng là sách, mở miệng là sách, trong khi mình chẳng có gì. Thuộc nhiều sách không có nghĩa là giỏi trong đời sống tâm linh. Thuộc nhiều sách chỉ là một con vẹt, nói đi nói lại trong những từ ngữ mình đã luộm lặt trong sách vở. Tại sao gọi là sách vở? Mình ngốn nhiều sách, ý tưởng của thiên hạ, của bá tánh, của phàm phu nhiều quá, thì tâm tư trí tuệ mình nó vỡ từng miếng một, mà không phải của mình, của người ta không à. Sách vở. Hiểu chữ sách vở chưa? Sách là nó vỡ đó. Việt Nam mình xài chữ vô cùng tuyệt vời luôn. Xá lợi. Xá là có lợi. Cho nên mình xây ra cái chùa Xá Lợi. Tới xá với Phật thì có lợi lắm á, đúng không? Gặp thầy gặp cô xá. Xá là biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cúi đầu trước huynh đệ bá tánh là biểu lộ tánh khiêm nhường. Mà tánh khiêm nhường này cho mình rất là nhiều cơ hội học hỏi. Huynh đệ đừng có tưởng đầu trọc áo vuông. Huynh đệ đây là Bồ Tát sống không à. Bồ Tát không ở trong chùa đâu. Nếu Bồ Tát vô chùa hết á, thầy chùa này đói hết rồi. Lấy gì ăn? Có làm ra tiền không? Không. Trên các ngày sắp xếp, đầu trọc vô chùa ngồi hết, bá tánh Phật Bồ Tát ở ngoài. Đến chi? Đem đồ cho thầy chùa Nico ăn chứ, thì mới có sức tu. Tu cho giỏi vô để hồi hướng công đức của huynh đệ, để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên Bồ Tát vô chùa là mấy thầy cô đói hết. Hiểu ý thầy không? Bởi vì cái lòng đại lượng, rộng lượng, khoan dung của các ngài đều là hình tướng của Phật tử, cư sĩ, bá tánh chúng sanh. Mới mở cái hồ bao ra chia sẻ cho các chùa, cho các cô, các thầy có phương tiện ăn uống tu học, mặc quần mặc áo. Người tu đâu có làm ra tiền. Nếu mà tất cả kẹo hết thì mấy ông này là hơi đau tụng, sức đầu nói, đúng không? Cho nên trung đạo là người hiểu được việc này, cho nên rất là cảm niệm công đức, sự kính trọng huynh đệ cho trung đạo có một cơ hội tiến hóa. Cho nên hãy nhận của đàn na tính thí. Chú tôi thiệt là giỏi, 10 phần công đức người tu chỉ có một mà thôi, còn mấy ông kia ngoài kia hưởng tới 9 lần. Nhưng nếu đàn na tính thí đổ hết cho thầy, thầy nhận hết luôn, mà thì tu bê bối hả? Ác là 9 phần, còn huynh đệ bị một phần gọi là cộng nghiệp. Ghê chưa? Đừng có tưởng giỡn nha. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Hiểu không? Cho nên huynh đệ há xá là thầy cúi đầu. Bởi vì huynh đệ là Phật sẽ thành, thầy cũng giống như vậy, cũng là một bá tánh. Nhưng bá tánh này cạo cái đầu mặc cái áo khác màu, khác kiểu thôi. Chứ thực sự lột ra hai thằng xà lõn cũng giống nhau y chang. Đúng không bác? Hai thằng đi bộ ngoài công viên mặc xà lõn giống nhau, có thằng nào chỉ có cái đầu trọc thôi, đội cái nón vô thì ai biết trọc chứ không trọc. Mình cũng là bá tánh bình thường, nhưng mà mình chấp nhận cuộc đời, hy sinh cuộc đời mình để làm lợi lạc cho bá tánh sanh, mà mình nhận của đàn na tính thí, phải tu cho tròn, không thôi sẽ nợ không bao giờ trả hết được. Thầy nói cái đơn giản để hiểu là sợ liền. Trung đạo có chùa bên Mỹ, đệ tử tới cúng 100 đồng tam bảo thì tiền này không đụng tới của cái cô thủ quỷ, còn cúng dường cho thầy 50 đổ xăng thầy lụng vô. Tại vì tam bảo nó có 3 phần: Phật, Pháp, Tăng. Mình là trụ trì thì mình có quyền chứ, thì mình đại diện. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Một ngày tu học của mình là tiền của đàn na tính thí của chùa cung cấp cho mình. Cho nên phải trọn một ngày này, phải làm sao cho lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho quan gia trái chủ, lợi lạc cho của quyền thất tổ, làm lợi lạc cho chùa, thì mình mới làm đủ bổn phận người nhận của đàn na tính thí đó. Sự thật là phải thế. Cho nên trung đạo rất là cảm trọng, cảm ơn, cảm niệm công đức của huynh đệ đã cho trung đạo có cơ hội chia sẻ, và trung đạo ăn mỗi ngày mới có sức nói, mới có sức tu. Nên phải tu cho thật là đầy đủ để hưởng công đức lại các vị đã cho trung đạo có phương tiện cơ hội. Mà phải biết nhớ, nhớ ơn. Cái ơn này ngộ lắm. Mình nhớ hoài, nhớ hoài. Mình trả bằng cách là tu cho giỏi để chia sẻ lại chứng nghiệm tu tập, để không có mắc nợ. Đi nó nhẹ nhàng, nhe răng cười rồi xong. Không có dãy đạch đạch. Cho nên huynh đệ cố gắng tu, đừng có dãy đạch đạch. Ăn của đàn na tính thí là phải nhớ. Một ngày tu là một ngày rất là quan trọng, để mình được an lạc một ngày. Đúng không? Một ngày để phải thật là an lạc. Để chi?
để cái công phu mình nó được tính toán, kết quả tu học có được như ý. Là thế đó. Thấy chưa? Cái quan trọng ghê không? Một chút xíu thôi là chết, trật chút xíu là chết. Người tu rất là quan trọng trong cách hành xử, đối xử, cư xử, tiếp xử. Không thôi là phải tự xử. Nó như vậy luôn đó. Thấy ghê không? Ghê lắm đó. Thành ra huynh đệ để ý, Bồ Tát, Phật sống, các ngài nói phụng sự bá tánh chúng sanh là bấy cho chư Phật. Bởi vì bá tánh là Phật, Phật là bá tánh, không sai. Cho nên mình làm việc cho bá tánh bằng cả con tim, trí tuệ, sức mạnh, là mình đang báo hiếu chư Phật còn sống. Báo hiếu chư Phật đã quá vạn, đã chứng ngộ. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình thì chẳng có lỗi lầm gì, chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mình không còn vay mượn điều gì cả ở thế gian, cho nên mình bỏ gánh nặng rất là dễ dàng, đi rất là thoải mái, không còn gì để luyến tiếc. Rõ không? Chúng đạo chia sẻ tận tình để huynh đệ có cơ hội, chúng ta cần lấy thì lấy, không cần thì bỏ ngay tức thì, không luyến tiếc nó, để chúng ta không phải mang cái hành trang nặng nề đi trở về kia. Rõ ràng như thế luôn. Cho nên huynh đệ cúi đầu chào chúng đạo cúi đầu chào huynh đệ. Chúng ta kính trọng lẫn nhau, tôn quý lẫn nhau để cùng tiến tu với nhau. Một câu chuyện rất là đơn giản. Trung đạo đi khắp nơi gặp các thầy các cô đều cúi đầu. Mấy vị đó không cúi đầu cũng không sao. Huynh đệ phải biết rằng là coi vậy chứ ngồi đây nè, ngồi đây nè. Cúi đầu, một ông thầy không có tu hành, chỉ mặc đạo đồ vô thôi mà làm chuyện có thế gian nhiều và vẫn mặc đồ này thôi, mà Bồ Tát bên ngoài cúi đầu chào hoài á, cái tôi của ông nó bự phình, một ngày nó bùm xong luôn. Ông Phật không có chỗ ở, đi lang thang gọi là ma. Người ta cúi đầu đảnh lễ mình phải cẩn thận. Nếu mình coi như mình được như vậy đó thì cái tôi mình sẽ to theo cái lạy của bá tánh, nó càng ngày càng to. Mình không biết ông Phật mình ở đâu hết đó, chỉ biết mình thôi. Nếu nó không lại mình là mình sẽ tức, nó không xá mình sẽ giận, bởi vì nó hỗn. Hỏi lại coi mình xá người ta chưa, mình xá Phật sống chưa? Chưa. Đừng có nghĩ rằng là cái đầu này với cái áo này được mọi người cùng chào, không có đâu. Qua Mỹ nó coi mình như cái cục rác nào đó. Ở đây thầy cô còn nhìn quý chào phải không? Bên Mỹ à, ê khỏe không mày? Ở mày đàm hôm nay mày làm gì rồi? Kêu mày không à? Nói vậy đó. Thì nó không cần biết thầy chùa hay ông nào á, mày tao hết. Thấy chưa? Chứ mình đâu có gì cái chỗ đó mình giận đâu. Hay là huynh đệ xá mình cũng đâu có vui, cũng vậy mình cũng xá lại, mình đáp lễ lại thôi, để biểu lộ cái tánh khiêm cung tôn kính của mình dành cho ba tánh chúng sanh. Mà ba tánh sanh chính là Phật. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát dạy chúng ta gặp ai cũng cúi đầu đó. Ở đây ai tụng pháp hoa giơ tay lên coi. Ai tụng pháp hoa chưa? Có rồi hả? Vậy tụng pháp hoa học được cái gì trong pháp hoa? Pháp hoa là vua của các kinh, đúng không? Mình tụng xong mình làm vua của bá tánh ha? Không có hả? Như Đạo Phật. Vậy cũng phước rồi đó. Khi mình tụng xong mình thấy vua là đời mình đen còn hơn là mắm nữa. Khi mình tụng pháp hoa mình thấy mình trên hết mọi người là mình vô cái địa ngục rồi đó. Cho nên ngài dạy mình phải cúi đầu trước huynh đệ. Các vị là Phật sẽ thành, các vị là Phật sẽ thành các. Bởi vì dạy cho mình cái cách khiêm nhường tuyệt đối với ba tánh chúng sanh. Cho nên cuốn pháp hoa quan trọng nhất là thường bất khinh Bồ Tát. Hỏi lại coi ai có học được cái bài này chưa? Chỉ có một bài duy nhất đó thôi mà phải học cả cuốn pháp hoa đó. Hỏi lại coi bao nhiêu vị biểu lộ được tánh thường bất khinh Bồ Tát chưa? Thấy chưa? Một bài đơn giản mà không ai học hết thì bá tánh chúng sanh chính là Phật. Phụng sự bá tánh là báo hiếu chư Phật, là thế. Chứ không phải phụng sự bá tánh báo hiếu cho mấy ông này đâu. Không có, không hề có. Rõ không? Nói gì là Phật. Đừng có giận nha, giận ráng chịu. Trung đạo có viết một bài thơ, ngài nói rõ ràng mà chúng ta không chịu chấp nhận đó là sự thật. Ngài nói, ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Đúng không? Câu này lặp đi lặp lại cả thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng hỏi là coi mấy ai xài cái chữ này? Không ai xài hết. Trung đạo viết thêm, ngài là Phật đã thành,
còn ta là Phật tương lai. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. A Di Đà Phật. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở đâu? Hả? Ngay đây nè, ngay đây luôn. Mình sống trong cõi này, mình sống trong tịnh độ hiện tiền, mình sống trong cực lạc hiện tiền, chính là cực lạc quốc trong này nè. Cho nên vui vẻ hạnh phúc một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi, nhật nhật cứ như thử, ngày nào như ngày đó. Tức là mình sống trong cõi cực lạc hiện tiền đó. Nếu mà không có cực lạc hiện tiền, đừng có hòng đi cực lạc bên kia, không có đâu. Nếu mà đau khổ hoài, niệm Phật còn đau khổ hoài, thì khi chết dãy đành đạch đạch là cũng vô cảnh khổ thôi. Cái thức cuối cùng của người tu là sẽ cho mình về cảnh giới mình còn ôm ấp nó. Chết rồi 23 năm sau vẫn còn mê một ly cà phê sữa đá. Trước khi chết ba hỏi con còn thích cái gì, nó dạ con thèm cà phê sữa đá. Đứa em gái nhào vô nói em cúng cho chị mỗi ngày. Chỉ có câu này thôi, cô này ở lại tới 23 năm sau mới gặp thầy. Sáng ra phải có ly cà phê sữa đá, không thôi là sẽ kiếm chuyện nhập vô đứa em quậy tan nát cái nhà. Đứa em lấy chồng, thằng chồng chửi đứa em, nó nhập vô đứa em đánh thằng chồng. Nếu mà đứa em nó không cúng ly cà phê sữa đá, ngày đó là có chuyện lớn. Một ly cà phê sữa đá ở lại 23 năm, huống chi là một cái gì bự hơn. Ông sư ngoại của thầy ở lại cái chùa 28 năm không chịu siêu, bởi vì cái chùa nó giao cho đứa cháu ngoại, cháu nội đích tôn, mà sợ là nó sẽ làm hư chùa, cho nên ở lại canh chùa, ở với nó luôn, không chịu đi. Sư ngoại của thầy ở ngoài Vũng Tàu á. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà không đạt tới cảnh giới tịnh độ của chính mình, thì dứt khoát chúng ta không thể nào trở về cõi tịnh độ của chư Phật được, đúng không? Tu niệm mà đây còn đau khổ phiền não thì dứt khoát vẫn còn tâm phàm phu. Còn tu niệm mà sống với cái tâm chân như an lạc hạnh phúc vĩnh viễn, thì chứng tỏ rằng mình đang nhập thể với cảnh giới tịnh độ cực lạc. Cho nên từ giờ trở đi, hãy hướng vào tim của mình mà niệm Phật. Đừng phóng tâm ra ngoài kiếm cảnh cực lạc, trừu tượng không hiện hữu, không thực thể. Niệm Phật mà tưởng riết sẽ sống trong tưởng thức, và tưởng thức này sẽ thành hình ảnh cho ta vào cảnh giới không thực. Bây giờ mình biết mình là Phật, sống luôn cái tâm Phật của mình, biểu lộ cho bá tánh chúng sanh là mình đang sánh với Phật tánh của chính bản thân mình. Rồi ngày nào đó chính ông Phật của mình sẽ dẫn mình về cha của mình là Như Lai. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc huynh đệ học đạo tinh tấn, nhìn biết bản thân mình là Phật, để được sống với các ngài đã và đang sống, được làm những điều các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, được phụng sự bá tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Đó là tôn chỉ của chư Phật mà chúng ta phải noi gương. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thời gian còn lại, huynh đệ hỏi trung đạo trả lời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Có dễ hiểu không? Huynh đệ dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh nhan. Trong con mắt trung đạo, cho dù già trẻ bé lớn, trung đạo được cái phước là đều nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Nhờ vậy mà trung đạo rất là hiền từ với huynh đệ, rất là cung kính huynh đệ, là chỗ đó đó. Con mắt mình nhìn được rồi thì cái gì cũng vui hết. Trung đạo không có gì phiền, khó phiền lắm. Muốn chọi đá vô nhà trung đạo là mơ đi. Lụm tao giấu luôn, khỏi chọi lại. Ở dưới là Phật, huynh đệ có hỏi gì thì hỏi nha. Mô Phật, con xin phép thầy. Quỳ lên con... để đúng cái nghi đi. Có một người hỏi là em đi chùa, em có hiểu là bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật
sáu chữ nghĩa như thế nào? Nam mô Di Đà Phật, nam mô là kính lễ quy về A Di Đà Phật. Ông Phật này ông tên là A Di Đà. Không thôi là thí dụ Nam Mô Di Đà Chúa cũng được, ông chúa này tên A Di Đà. Con tên gì? Dạ thưa con là tên Nga nhưng mà con Nam Mô A Di Đà Nga. Dạ. Ngồi xuống đi. Ảnh hỏi con vậy, con trả lời với ảnh như vậy, con không biết con trả lời có đúng hay không. Hôm nay con có duyên thầy nên con muốn hỏi thầy để coi. Dạ đúng đó, thì luôn luôn dùng chữ Nam Mô để mình biểu lộ sự tôn kính, mình quay về niệm danh hiệu của Ngài để mình sống được như Ngài. Chúng ta niệm Phật là phải sống giống. Mình niệm Phật tức là mình kính quý cái tên này, mình sống giống như cái hạnh của Ngài, đúng không? Thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vậy, thì giống y như cái hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. 12 hạnh nguyện của Ngài phải thực hiện cho đủ, trung đạo thực hiện đủ, không thiếu một điều nào hết. Quý đệ tụng kinh đến cái độ mà nhập pháp rồi đắc pháp mới là tụng. Niệm Phật đến cái nào mà nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Tu tụng, tu pháp nào đắc pháp đó. Mình biểu lộ hết những tất cả những gì mình đã học trong cái pháp này, biểu lộ cho tường tận luôn, mình mới đắc được pháp, mình mới nhập pháp rồi đắc pháp. Niệm Phật cũng vậy, phải nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Phải như vậy mới gọi là tu, mới có kết quả. Niệm Phật A-di-đà, con vị này tên là A-di-đà. Ở sách vở là ở phương Tây, còn nếu tu lộn thì về cũng Tây mà Tây Ninh. Con trả lời với ảnh vậy nè, con nói Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là trong tâm ta lúc nào cũng có Phật, là ta kính trọng Phật. Ok, cứ nói theo sự hiểu biết của con là được rồi. Di Đà Phật không vậy được rồi đó, nói sao miễn anh đó vui là được rồi. Cái gì là Phật con? Thực sự huynh đệ mà hiểu được trung đạo nói cái điều này, huynh đệ nghĩ chắc trung đạo nói giỡn nói chơi. Huynh đệ biết thầy xuất thân từ đâu rồi, gia đình là công giáo, công giáo nòi luôn đó, từ ông cố cho đến ông nội đến bố là bốn, ba đời tới thầy là bốn đúng không? Thầy làm thầy chùa mà cả nhà thầy bây giờ vẫn còn là công giáo, mà đặc biệt giờ công giáo mà không đi nhà thờ nữa mà thắp nhang, thầy làm hết luôn, nghĩa là thầy chuyển hết mà vẫn không tu giống thầy được vì không ăn chay được. Anh của thầy là anh thứ năm, cách đây 4-5 tháng anh chết vì bệnh ung thư gan, mà trước khi chết đau đớn la hét sùm. Đây là cái chung trung đạo sẵn đây chỉ cho huynh đệ làm. Nếu trong gia tộc mình, trong gia đình mình có ai nằm mà rên la thảm thiết mà không chết được, huynh đệ làm một mâm cơm chay, trái cây, hoa quả, giữa muối gạo, 6 ly nước, 5 cây nhang, cầu nguyện xong xuôi tụng thời A-di-đà cho em mình, anh mình, chị mình, mẹ mình, ba mình được an lành, được không còn rên la khóc lóc, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi ba mình được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi người thân của mình được tiêu trừ. Tụng thời kinh A Di Đà xong rải muối gạo đi, là nếu cái này có phước, một tiếng hồ sau hết rên la, 2 ngày sau sẽ chết, không chết trong đau khổ. Thì trung đạo dựa vào cái điều này, ông anh mình là công giáo chưa bao giờ biết niệm Phật, chưa khi nào niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời thật, việc thật của gia đình trung đạo đem chia sẻ với huynh đệ. Chúng ta chấp vô từ ngữ và niệm của mình quá, chứ mình thấy nó lạ. Còn trung đạo rất là cởi mở rộng lượng trong cái kiến thức. Cho nên đối với thầy trung đạo là Nam Mô Di Đà Phật là một phương tiện để chúng ta tiến hóa. Anh mình là công giáo, nếu bây giờ ổng gần chết mà mình kêu ổng niệm Nam Mô Di Đà Phật, ổng sẽ chống cự. Tại vì ổng nào giờ là niệm cầu nguyện Chúa không thôi, mẹ Maria không thôi. Bây giờ mình kêu Nam Mô Di Đà Phật, ổng sẽ không chịu. Thì cái thức ổng sẽ chống đối. Mà ổng chống đối trong cái thức này rồi đó thì đi lạc, nó lộn xộn, trước khi chết là không biết đi đâu. Nhưng trung đạo tụng, để mâm cơm tụng xong xuôi, rải muối gạo xong, để tay lên đầu anh mình nói, lúc đó ổng cũng còn tỉnh chút chút chứ không có mê lắm. Mình nói, anh Năm, anh niệm nè, anh nghe tôi đi, anh chết tôi lo cho anh đầy đủ hòm, mọi thứ tôi lo hết, anh yên tâm, anh cứ đi. Anh niệm cho tôi Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa.
anh niệm đi, anh cứ nghe tôi lo hết. Anh niệm Nam Mô A Di Đà Chúa. Mấy ngày sau kêu vợ tới, ê, 5 ngày nữa tao chết. Đúng 5 ngày sau anh của thầy chết. Lúc này thầy đang ở Vĩnh Long. Bà chị gọi xuống nói, thầy ơi, anh Năm mới chết. Cái tiêu rời coi chân tay cái gì nó ấm nói cho thầy nghe. Bà rời chân thì lạnh như đá lờ lên đỉnh đầu, nóng hổi. Chúc mừng đã về với Chúa. Mà ở trong đó đâu có Chúa với Phật, ở đây còn tôn giáo trên kia đâu có. Hiểu không? Ở đây mình nói tôi giáo này giáo nọ giáo kia, ở dưới không có. Thứ một là chui vô cái lỗ đen thùi, chui ra kia quên hết. Đầu thai đó, sao nhớ được mình. Đẻ ra còn, giờ mới ai đẻ ra biết đạo gì nói nghe coi. Mới đẻ ra đạo gì nói, trai hay gái nói, biết chết liền. Mới đẻ còn không biết mình trai hay gái, Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo còn không biết nữa chứ đừng làm gì mà biết. Phải không? Đẻ là trong trắng vô tư, ngây thơ vô tội. Nhưng ba mẹ mình theo cái gì mình theo cái đó. Chứ mình đâu có quyết định đâu. Như nè, không quyết định, như lớn lên quyết định đi chỗ khác thế lợi lạc hơn. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt là anh thầy là Công giáo, mình niệm Nam Mô A Di Đà Chúa vẫn đi ngon lành như thường. Mà thầy không hề đứng đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ổng đâu. Nói trong lỗ tai, mà cái miệng mình á, khi huynh đệ tụng kinh niệm Phật nhiều quá, cái miệng mình trở thành Phật lực. Khi mình kê lỗ tai người gần chết, cái thức nó kém lắm, cái năng lượng nó kém. Mình nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ chưa? Ông gật gật cái đầu là cái chữ này nè, nó chạy trong cái đầu của người đó đó. Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, thành một cái máy. Vì cái miệng mình nó có đạo lực, thành ra mình nói, cái thức nó nằm trong đó, nó quân điệu quân lại hoài. Thành ra khi đi cái đầu nóng hổi. Anh ruột có thầy đó mà là Công giáo, niệm Nam Mô A Di Đà Chúa mà siêu đó. Là gì đà Phật. Thầy không nói vãng đâu. Ông còn phải bị xử cái tội ăn tầm bậy, nhậu tầm bạ chứ đâu phải không? Cho dù mình giúp người ta mà đừng nghĩ rằng là mình sẽ vãng. Đấy tư cách gì? Nếu làm được chư Phật làm hết không tới mình đâu. Nhờ ai xí vô nghiệp chướng người đó phải chịu trách nhiệm đó nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Đây là cách phát âm. Amitabha. Nam Mô A Di Đà Phật, người Tàu á, Nam Mô A Di Đà Phật, cái chữ Mi đó là người chẳng người Tàu, chữ R không nói được, chẳng hạn như là Tỳ Lô Giá Na nó đọc Tỳ Rô, đọc chữ R không được, đọc Tỳ Lô, người ta đọc chữ R không được, người Tàu có người nói chữ con gái nói không được là con ngái, chữ gạo nói không được nó con ngạo, cái phát âm á, tiếng Tàu là Ami, đúng không? Việt Nam mình đâu có A Di Đà, thầy đọc A Di Đà Chúa cũng sao, nó A Di Đà Phật, bác yên tâm đi, mấy cái chữ đó không thành vấn đề, cái lòng của bác mới quan trọng. Mấy cái từ ngữ có thể thay đổi, chẳng hạn thầy tụng niệm Nam Mô A Di Đà Chúa ai biết, nhưng mà cũng đi về Chúa mà, nhưng mà đi về đâu, chỉ có cái ông đó mới biết thôi. Thành ra bác đừng có dính vào cái chỗ là A Mi hay A Di, miễn sao bác vui là được rồi. Bây giờ đi hay không đi là do bác quyết định. Còn bác, những người mà hộ niệm bác á, nếu mà bác để người ta hộ niệm cho bác á, thì bác mặt mũi nào còn nhìn chư Phật. Bác niệm Phật nhiều quá mà nhờ người ta hộ niệm là sao? Mắc cỡ chứ không biết mắc cỡ chư Phật à? Mình niệm Phật quyết định đi đâu đúng không? Mắc chứng như thế ngày gần đi cái nhờ huynh đệ tới niệm là sao? Không biết mắc cỡ gì ổng hay sao? Nên không cần ai á, tự đi luôn. Tự lực cánh sinh. Chấp nhận mình là con cổng, mình có quyền quyết định đi đâu. Không xin ai hết á, không nhờ huynh đệ tới niệm nữa. Nếu mình niệm Phật 30 năm sau nhờ huynh đệ tín niệm hộ niệm thì quá ư là xấu hổ với chư Phật. Biết mắc cỡ không? Biết mắc cỡ chứ. Người tu phải biết mắc cỡ chứ. Niệm Phật 30 năm mà vẫn nằm rên rỉ rồi người ta hộ niệm cho mình thì quá ư là xấu hổ. Cho nên bác thoải mái bác niệm sao cũng được, thầy chấp nhận hết. Miễn sao bác vui vẻ chư Phật là đủ. Bây giờ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy qua Mỹ thầy dạy không Nam Mô A Di Đà Phật đâu có hiểu đâu. Thì gặp người Mỹ á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó hiểu. A Di Đà Phật nói, what? Gì vậy? Gì vậy? Đâu hiểu. Thầy gặp người Mỹ, người Nhật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó hiểu. Còn về Việt Nam, A Di Đà Phật, không hiểu. A Di Đà Phật họ hiểu. Có gì đâu, kể nó chữ nào cũng được mà, thấy không? Những bác vui là đủ. Dễ hiểu lắm bác ơi, thầy dễ vô cùng. Niệm sao không được hết trơn á. Quân đệ tu, miễn sao quân đệ vui hạnh phúc là tôn chỉ đầu tiên chúng ta phải có. Người tu phải hạnh phúc và an lạc. Còn người ta nói gì, niệm chữ gì trật không sao đâu, hiểu không? Bây giờ thí dụ nó nói màu đỏ, kệ nó đi.
mình phải nghe nó thôi, thì nó có quyền hơn mình. Cũng nghe vui mà đâu sao, nhưng mà trong đầu mình nghĩ màu xanh sao nó biết được. Thấy chưa? Kệ nó nói mình nghe không sao chứ, mình nghĩ trong đầu sao tao biết. Nhưng mà ông Phật cũng biết đó. Cứ dễ chịu thôi không sao, đừng khó chịu. Bây giờ mình tu vậy đó, mình tu như vậy nè, bạn mình nó cũng tu giống vậy. Nhưng mà cái trí tuệ, cái căn cơ, sự suy nghĩ, sự so sánh, sự chọn lựa, nó sẽ làm cho bị lệch một chút xíu, nhưng cũng không sao. Chưa chắc đâu, thầy mới giải khí công có mấy tháng, cái thằng đệ tử thầy nó ra, nó chế thêm mấy thế nữa, thầy bắt được, thầy nói, ô mày giỏi quá ha, làm trật cái bài thuốc của người ta. Thì thiếu gì thế gian này, thiếu gì học được chút xíu ra viết thêm chút rồi. Thì đó gọi là tam sao thất bổ, mà từ hồi ông Phật ông bỏ đi tới giờ là mấy tỷ 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 sao rồi, không biết bao nhiêu triệu 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 tỷ rồi. Thì có gì đâu, phải không? Mình là những cái nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, cái lá nhỏ nhỏ, cái rụng về cũng về cái gốc Bồ Đề đó. Nhưng điều kiện là phải tu cho rõ ràng trong chánh pháp mới trở về gốc Bồ Đề được. Còn nếu vớ vẩn là gió thổi bay luôn, không bao giờ quay lại. Tu thoải mái, không bắt bẻ, không bắt lỗi. 1905, thầy nói cái điều này huynh đệ sẽ không bao giờ nghĩ, chắc ông này nói xạo lắm. 1905 ở Hy Mã Lạp Sơn, trong tận cùng, ở chính giữa của nước Tây Tạng, vị Lạc Mai là một tỉnh trưởng. Một tỉnh trưởng. Ngày xưa, tất cả các vị giới chức cao cấp của trong Phật giáo Tây Tạng, những vị một cái chức sắc lớn đều là những chính quyền Tây Tạng, chính quyền là tôn giáo. 1905, Phật tổ có chuyện cần gặp vị huynh đệ này, nắm tay sau khi giảng một bài ngắn gọn, nắm tay huynh đệ nó nói có một câu thôi: này anh em, khi mà anh em phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phê phán chính bản thân mình đó. Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, người tu theo Phật là trước xử mình, sau không xử người. Dùng cái đức để hoán cải người ta, dùng cái đạo hạnh để hướng dẫn người ta, chứ không dùng bằng cái miệng hoặc la rầy chửi bới. Phật tổ không bao giờ la rầy mắng nhiếc ai, ngài chỉ khuyên mình: này anh em, một khi mình phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phê phán chính bản thân mình đó. Tại sao ngài nói câu này? Bởi vì ngài thấy được chúng ta là Phật sẽ thành. Phật mà, phải không? Trong này đều có Phật, thì mình đang phê phán người ta là phê phán chính mình rồi. Bởi vì mình với người ta cùng có tánh thiêng liêng, mà tánh thiêng là tánh chung của nhân loại mà. Tánh này là tánh Phật đó, có phải không? Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, trước xử mình sau không xử ai hết. Mình xử mình chưa xong xử người ta, phải không? Đúng không? Cho nên muốn cho thế giới yên lành á, nó làm sao miệng nó vui là được. Hay làm quá trước mình nói nhỏ nhẹ, hay cùng tiến tu với nhau, chứ không được chửi bới chỉ mặt. Nó nổi điên lên nó bỏ tu là mình phiền lắm á. Người thầy mà làm cho đệ tử bỏ tu là ông thầy đã đọa trước tiên đó. Thành ra phải cẩn thận, trách nhiệm của người thầy đâu phải ít đâu. À, mũi dạy là lái chịu đoàn. Nói như vậy luôn á. Trách nhiệm rất là lớn trong tâm linh. Về thế gian coi không ra nhiệm trong tâm linh là luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Cho nên làm phải cẩn thận, nói phải cẩn thận, nghĩ phải cẩn thận. Luật nhân quả sẽ xử từng chút một, cộng trừ nhân chia ra kết quả, tự xử đi. Rõ ha? A Di Đà Phật. Chúng ta phải cẩn thận đó. Người tu phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tụng Pháp Hoa nhiều năm mở miệng rủa người ta một cái, mấy tháng sau nó chết ngủm cô đeo, chết không cha không mẹ không người chôn luôn. Huynh đệ của thầy á, rủa thằng cháu chút xíu 6 tháng sau nó chết ngoài đường đó, lấy chiếu đắp lại thôi đó. Mà tụng Pháp Hoa nhiều năm mà, mở miệng là chết người đó. Thành ra phải cẩn thận, cái miệng mình trở thành thần khẩu Phật khẩu. Nếu rủa người ta trở thành ác khẩu á, người ta chết mình mang nghiệp. Nhớ không? Cái tôn chỉ của thầy là tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ. Tổ Huệ Năng nói rất rõ, như Phật tổ mới nói xong. Tại sao tổ tiên xử bỉ, trước là xử mình sau không xử ai, hả? Còn xử người ta là cái tôi mình nó còn, hả? Cái tôi còn dứt khoát không học Phật pháp được. Thấy không? Mình còn thấy lỗi lầm ta, tức là cái tôi mình nó còn. Còn Phật để ý coi, không có la ai đâu. Ông ngồi yên kìa. Có la người nào không? Bao giờ la. Ông ngồi làm thinh, ông mỉm cười, ông làm thinh. Nó nói gì nói kệ nó. Chuyện của nhân quả mà mắc chứng như tôi xía vô, phải không? Chuyện của nhân quả.
chúng ta đi tu theo Phật là phải chấp nhận cái luật bất di bất dịch của vũ trụ là nhân quả. Không phải là nhân quả đâu nha. Bình thường đâu, nhân là 1 thành 4. Hả, nói xấu hưởng 4 lần, nói tốt được 4 lần. Không bao giờ ít hơn hoặc nhiều hơn 4 lần. Tất cả trở về là 4 lần. Trung đạo xác định là 4 lần. Có rõ ràng từ đâu mà ra là 4 lần nữa. Hả, nói bậy một cái, nghĩ bậy một điều thôi là 4 lần. Mà mỗi lần mình nghĩ, 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần. 1 tiếng là 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần. Quả báo về là 2.400.000 lần. Trong 10 tiếng đồng hồ là 2.400.000 lần xấu. Là trong một ngày thôi, chưa kể một năm, một đời đi. Bao nhiêu đời nữa nó chồng chất, cái nghiệp chứng mình nó dày còn hơn là cái dãy núi Trường Sơn đó. Đó, mình tạo tác cỡ đó luôn đó. Thì mắc chứng như mình xử người ta, mình còn chưa xử mình xong đây. Thầy đâu có la, đệ tử của thầy đâu không khi nào la thương tụi nó hết mình hết mẩy luôn mà còn chưa đủ nữa. La cái nỗi điên về, cái trí tuệ nó cạn quá, nó về nhà nó nghĩ, nó buồn phiền, nó giận, nó không thèm tụng kinh, nó đau khổ, nó không thèm tụng kinh, mình còn khổ nữa. Hả, mình làm cho vài ba huynh đệ mà thối bồ đề tâm là đời mình bắt đầu cũng thối rồi đó. Thí dụ bây giờ tụm năm tụm bảy lên nói xấu một đứa, nói súng lại ăn hiếp một đứa, đứa đó nó bỏ tu là mấy đứa kia xuống dưới bị tính sẵn sàng hết. Cái tội làm người ta thối bồ đề tâm. Hả, nó thối mình thối theo. Hả, nó bỏ tu đùi đời mình thối. Thầy không dùng chữ thối, dùng chữ thối luôn, là khỏi xài nữa. Đó không? Cho nên hả, mình nói xấu là cái miệng mình thối, lỗ tai nó, cái người nghe xấu cũng thối luôn. Mà hai đứa nó qua nó lại riết á, là bắt đầu cái lỗ tai thúi, cái miệng thúi, rồi đời sẽ thúi, bồ đề tâm cũng thúi quát, rồi xong hết tù. Xuống dưới bắt đầu nó xử cái miệng thúi, cái lỗ tai thúi. Cho nên đàn bà chết, 3 ngày sau cái lưỡi có dòi. Đàn ông chết, 3 ngày sau con mắt có dòi. Chắc chắn là có dòi luôn. Mà tụng tu nhiều, 1 tuần sau con mắt không có dòi là tu tốt. Tháng sau con mắt còn không có dòi là tu quá tốt. Thì người bà tu tốt, 3 ngày sau lưỡi không có dòi là tốt, tuần sau vẫn còn nguyên là đại tốt. Ráng tu niệm Phật tụng kinh sao mà cái miệng mình không có dòi là quá phước, con mắt không có dòi là quá phước. Biết lỗi tại sao rồi phải không? Cần phải thông dịch không? Không. Cho nên ráng tu niệm nhiều vô để cái miệng không bị thối. Thật ra nói lời tốt, làm điều tốt, nghĩ điều tốt, nhìn thấy tốt, cái gì cũng tốt. Huynh đệ mình là Phật, cúi đầu chào huynh đệ với lòng hạnh phúc an lạc để được chào, đó là niềm hạnh phúc nhất, bởi vì cặp mắt mình nhìn thấy Phật tánh của ba tánh chúng sanh.
Bà ngộ một cái hả? Mình làm ác ghê lắm, hả? Ác về với mình bắt đầu mình la trời la đất, than thân trách phận. Chứ lúc mình làm ác mình vui lắm, mình cũng thấy mình đang ác với người ta. Ngay cả ích kỷ với người bên cạnh mình đã ác rồi. Mình ích kỷ một cách tột đỉnh là mình đã ác với mọi người xung quanh rồi. Rõ không? Chứ người tu phải mở lòng, rộng tấm lòng mình dành cho bá tánh chúng sanh. Nếu làm được điều gì an lạc thì làm, nếu không làm được ngồi xuống tụng kinh. Nếu nghĩ điều gì an lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ tiếp tục, còn không nghĩ được ngồi xuống niệm Phật. Nếu không mà nói được điều gì an lạc cho bá tánh sanh, ngồi xuống tụng bài kinh để đừng nói bậy. Cho nên mình giúp cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác là thế. Mà người tu phải luôn luôn như thế. Người tu không được cằn nhằn. Hả, còn cằn nhằn là cái tôi mình nó còn. Người tu không được bắt lỗi huynh đệ. Hả, còn bắt lỗi cái tôi mình còn. Người tu không được hơn. Hả, hơn là sẽ thua. Người tu không được thắng. Hả, muốn thắng là bại. Thua với chính mình mà. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu là phải thắng mình, có đúng không? Không thắng ai hết. Rõ chưa? Cho nên cái tôn chỉ của người tu phải nhớ rõ câu đề tôn chỉ của Trung Đạo này. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết tất cả. Cái người này mới thật sự là dễ thương đó. Thì không có cái gì phiền đó, đó. Nó khen cũng A-di-đà Phật, nó chê cũng A-di-đà Phật, nó chửi cũng A-di-đà Phật, nó lấy của mình đi mình cũng A-di-đà Phật. Thực sự cái người này là rất là dễ thương. Mình tu đến niệm Phật, đến cái lúc mà mình không còn vướng mắc gì rồi, lúc đó mình gọi là tự tại đúng nghĩa. Quý vị hiểu chữ giải thoát không? Trung Đạo đó học sách nhiều quá, cái giải thoát nghe kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm mà nó cao siêu vô cùng. Khi mà hiểu được rồi á, thiệt sự là rất dễ vô cùng. Giải, giải cái gì? Thoát, thoát cái gì? Giải trừ những tánh mê chấp, mê lầm, ngoan cố, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, cứng tai, cứng chân, cứng miệng. Cái gì nói chung là những cái gì mê lầm, mê chấp, mê muội, mê mang, mê tín, si mê của mình giải trừ hết tất cả những cái xấu hư tật xấu của mình rồi đó. Lúc đó mình có hy vọng sống sự an lành 5 phút mình mới thoát được sanh tử. Đơn giản ghê ha. Nhưng mà mình nghĩ ở đâu á, giải thoát phải ghê lắm. Không có đâu. Giải trừ những cái mê lầm mê chấp với thế gian, dễ giải trừ tất cả những thế gian pháp trần gian tánh, không còn vướng mắc nó rồi á, thì thực sự mình hòa nhập vào Phật pháp. Lúc đó mình có hy vọng thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đó là việc làm chúng ta là phải vậy đó. Tụng kinh là phải biết bỏ nha, không được ôm vô. Thầy thấy cái chùa ở chùa nào không nhớ tên, ở Bà Rịa gần Tịnh Xá Ngọc Hải, ở ở Bà Rịa đó, thì để cái chùa lớn khổng lồ, cục đá trước chùa cao thì cao để chữ buông xả. Phải buông xả, phải không? Tu là phải buông xả, đừng có ôm. Nếu mình đều có cái tâm mà buông xả rồi, tự nhiên mình không bao giờ cảm thấy bệnh hoạn mệt mỏi, không có. Trung Đạo lấy bản thân mình chứng minh á, thiệt nhiều người nói câu, nhiều câu sốc ốc hay lắm, Trung Đạo nghe răng cười hè. Chỉ cái chỗ nó muốn chọi đá vô nhà mình mà nó chọi không có được. Nếu mà mình phản ứng lại, tức là mình chụp cục đá mình chọi lại, là hai thằng chọi qua chọi lại, là hai thằng cùng xuống địa ngục hết. Nó chọi cục đá vô nhà Trung Đạo, lấy cục đá giấu luôn, rồi hết đồ chọi, xong chuyện. Thấy chưa? Mắt chứng phải chọi lại chứ. Trung Đạo luôn luôn lấy cục đá người ta giấu luôn, rồi nhe răng ra cười, xong chuyện. Đơn giản mộc mạc. Hết chuyện à. Nó muốn xin chuyện với mình, không cần. Nó muốn giữ cũng kệ nó luôn thì kệ nó. Mà chắc gì nó giữ bằng mình không? Mình giữ con ghê nó phải không? Nhưng mà mình giữ ở cái mặt khác, là mình dám hành hạ mình. Còn nó hành hạ mình là chuyện bình thường. Mình hành hạ mình để chi? Để mình giết chết cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Bên Nam Tông họ ngồi thiền, cái minh sát tuệ của họ là giết cái phàm ngã để nhập vào vô ngã. Còn bên Trung Đạo thì đơn giản lắm. Thằng tôi là cái thằng không nên xài, hết chuyện. Mày đói bữa mày đâu có chết đâu. Mày thiếu cà phê mày đâu có chết. Mày thiếu thuốc lá đâu có chết. Cho mày chết luôn. Mày chết đi tao sướng hơn. Hả, mày còn sống tao còn phiền não. Cho nên mình tu mục đích chính là giết cái thằng phàm phu tục tử ẩn ngự trong cơ thể của mình. Mà thằng này là cái thằng thủ phạm giết chết Phật tánh của chính mình đó. Cái gì là Phật? Có đúng vậy không? Đúng không? Mình gây lộn với người ta cũng vì cái tôi của mình thôi. Nó nói một câu hen mình đâu thích đâu.
nó đẹp trai hơn mình đâu ưa, phải không? Nó phải xấu hơn mình, nó dở hơn mình mới thích, bởi vì cái tôi của mình mà. Và phải nhớ, tất cả chúng ta hả tu theo Phật, hả muốn thắng là sẽ bại, muốn hơn là sẽ thua, có vậy thôi. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất, vĩnh viễn nhất. Hỏi lại coi thế gian này có bao vị, bao nhiêu vị thắng bản thân mình? Rất là hiếm. Người tu thì như lông trâu, thành đạo thì như sừng thỏ, phải không bác? Tu thì nhiều lắm, còn thành đạo thì, thành tổ thì được, tổ chút được. Việt Nam mình đâu cần tu, tổ dân phố đầy, phải không? Chứng tổ dân phố là khắp nơi, còn chứng tổ này chỗ kia thì khó lắm. Bên Trung Quốc chứng tổ mà không có chứng Phật, bởi vì không có chánh pháp cho nên không chứng Phật. Chúng ta tu theo, bắt chước theo cũng không chứng Phật, bởi vì chúng ta không đi vào cái đại thể của việc tu. Tu như thế nào để niệm Phật có kết quả, sống như thế nào để việc tu chúng ta có kết quả. Những điều chúng đạo vừa nói là những cái chứng nghiệm tâm linh cho bản thân này, chứng minh trong cuộc sống. Chúng ta muốn đạt kết quả như ý trong việc niệm Phật, tu tụng, chúng ta phải sống như vậy đó, và sống tròn bổn phận đối với anh em huynh đệ của mình. Thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó huynh đệ mới có cơ hội biểu lộ cái tánh đại từ đại bi của chư Phật. Tánh đại từ đại bi này sẽ giúp cho mình tròn cái nhân đạo. Mà nhân đạo đã tròn rồi thì Phật đạo chắc chắn mở cửa để chờ đón mình đó. Mà huynh đệ không cần phải xin xỏ điều gì, mở mắt dậy, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ này thôi mà không làm được thì dứt khoát việc học đạo chúng ta không thể nào như ước mơ được. Nghĩ thiện làm lành thường xuyên thì đâu còn nghĩ tánh xấu nữa, phải không? Tụng kinh trì chú thì phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành thì tạo phước, phước huệ phải đầy đủ chứ. Mà người tu phải có đủ phước đủ huệ thì mới phát triển, mới tiến hóa được, phải không? Thì đang nghĩ thiện làm lành để giúp chúng ta không vía vớ vẩn bậy bạ thế gian. Tụng kinh thì chú để giải trừ những oan gia trái chủ, giúp đỡ âm linh huynh đệ âm binh siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Vừa có phước dương đức, vừa có phước âm đức, cho nên âm dương đầy đủ là công đức tròn đủ, phước báo cao dày. Người tu phải làm những điều này thì việc tu học mình mới có kết quả như mong muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo cái thói quen của mình là nói chuyện đàm đạo với nhau để chia sẻ tất cả những cái chứng nghiệm, chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bên cạnh đó huynh đệ cũng phải nói lại những điều, hỏi những điều cần thiết trong việc tu học của mình. Trung đạo không muốn có một chiều thâu vô mà không phát ra đó thì nó thiệt là bất công quá. Chúng ta cần phải hỏi nhiều vô, tu như thế nào để được tiến hóa, làm thế nào để bỏ được thói tật xấu. Trung đạo sẵn sàng chỉ và sẽ vui vẻ hạnh phúc để được chia sẻ. Mong rằng huynh đệ phải mở tấm lòng ra để cùng với trung đạo đàm đạo với nhau, mà chúng ta cùng tiến hóa, cùng học hỏi với cùng trở về cha mẹ Như Lai của mình. Rõ không? À, trung đạo nói như vậy huynh đệ có dễ hiểu không? Có dễ làm không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh cái câu đó muốn nghe đó. A Di Đà Phật. Rất là dễ, không có khó. Rất là tu, rất là nếu mình hiểu được cái sự tu á, như vậy đúng cái khuôn á, cho nên mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ngài nói á, nếu con theo ta, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp. Thì sư đạo rị mỏ viết hoài, viết cái sự suy nghĩ của mình, mà đâu biết rằng sự suy nghĩ này là do cái sự gọi là thu thập kiến thức của những sách vở khác đó, cái ngồi viết lại theo cái thứ tự của mình để mình hiểu mà. Nhưng mà càng viết càng ngu, bởi vì toàn là phàm trí không thôi chứ không có thánh trí. Mình lấy cái thuộc lòng của mình ghi lại mà sắp theo thứ tự, rồi ghi tên là Thích Giao Đụng Trung Đạo á, thì mới hiểu được. Nếu đi theo ngài không cần phải viết, bởi chư Phật có bao giờ viết sách đâu, đúng không? Bây giờ huynh đệ có thấy ông A Di Đà viết cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Mẹ Quán Thế Âm viết cái cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Cũng đâu có đâu. Các ngài sống biểu lộ, sống với đạo lý để đạt tới chân lý, chúng ta phải biểu lộ chân lý chứ không có lý luận suông. Nếu mình lý luận suông trở thành lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn hí ngữ,
mình mở miệng là sách, mở miệng là sách, mở miệng là sách, trong khi mình chẳng có gì. Thuộc nhiều sách không có nghĩa là giỏi trong đời sống tâm linh. Thuộc nhiều sách chỉ là một con vẹt, nói đi nói lại trong những từ ngữ mình đã luộm lặt trong sách vở. Tại sao gọi là sách vở? Mình ngốn nhiều sách, ý tưởng của thiên hạ, của bá tánh, của phàm phu nhiều quá, thì tâm tư trí tuệ mình nó vỡ từng miếng một, mà không phải của mình, của người ta không à. Sách vở. Hiểu chữ sách vở chưa? Sách là nó vỡ đó. Việt Nam mình xài chữ vô cùng tuyệt vời luôn. Xá lợi. Xá là có lợi. Cho nên mình xây ra cái chùa Xá Lợi. Tới xá với Phật thì có lợi lắm á, đúng không? Gặp thầy gặp cô xá. Xá là biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cúi đầu trước huynh đệ ba tánh là biểu lộ tánh khiêm nhường. Mà tánh khiêm nhường này cho mình rất là nhiều cơ hội học hỏi. Huynh đệ đừng có tưởng đầu trọc áo vuông. Huynh đệ đây là Bồ Tát sống không à. Bồ Tát không ở trong chùa đâu. Nếu Bồ Tát vô chùa hết á, thầy chùa này đói hết rồi. Lấy gì ăn? Có làm ra tiền không? Không. Trên các ngày sắp xếp, đầu trọc vô chùa ngồi hết, bá tánh Phật Bồ Tát ở ngoài, đến chi? Đem đồ cho thầy chùa Nico ăn chứ, thì mới có sức tu. Tu cho giỏi vô để hồi hướng công đức của huynh đệ, để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên Bồ Tát vô chùa là mấy thầy cô đói hết. Hiểu ý thầy không? Bởi vì cái lòng đại lượng, rộng lượng, khoan dung của các ngài đều là hình tướng của Phật tử, cư sĩ, bá tánh chúng sanh. Mới mở cái hồ bao ra chia sẻ cho các chùa, cho các cô, các thầy có phương tiện ăn uống tu học, mặc quần mặc áo. Người tu đâu có làm ra tiền. Nếu mà tất cả kẹo hết thì mấy ông này là hơi đau tụng, sức đầu nói, đúng không? Cho nên trung đạo là người hiểu được việc này, cho nên rất là cảm niệm công đức, sự kính trọng huynh đệ cho trung đạo có một cơ hội tiến hóa. Cho nên hãy nhận của đàn na tính thí. Chú tôi thiệt là giỏi, 10 phần công đức người tu chỉ có một mà thôi, còn mấy ông kia ngoài kia hưởng tới 9 lần. Nhưng nếu đàn na tính thí đổ hết cho thầy, thầy nhận hết luôn, mà thì tu bê bối hả? Ác là 9 phần, còn huynh đệ bị một phần gọi là cộng nghiệp. Ghê chưa? Đừng có tưởng giỡn nha. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Hiểu không? Cho nên huynh đệ há xá là thầy cúi đầu. Bởi vì huynh đệ là Phật sẽ thành, thầy cũng giống như vậy, cũng là một bá tánh. Nhưng bá tánh này cạo cái đầu mặc cái áo khác màu, khác kiểu thôi. Chứ thực sự lột ra hai thằng xà lõn cũng giống nhau y chang. Đúng không bác? Hai thằng đi bộ ngoài công viên mặc xà lõn giống nhau, có thằng nào chỉ có cái đầu trọc thôi, đội cái nón vô thì ai biết trọc với không trọc. Mình cũng là bá tánh bình thường, nhưng mà mình chấp nhận cuộc đời, hy sinh cuộc đời mình để làm lợi lạc cho bá tánh sanh, mà mình nhận của đàn na tính tí, phải tu cho tròn, không thôi sẽ nợ không bao giờ trả hết được. Thầy nói cái đơn giản để hiểu là sợ liền. Trung đạo có chùa bên Mỹ, đệ tử tới cúng 100 đồng tam bảo thì cái tiền này không đụng tới của cái cô thủ quỹ, còn cúng dường cho thầy 50 đổ xăng thầy lụng vô. Tại vì tam bảo nó có 3 phần: Phật, Pháp, Tăng. Mình là trụ trì thì mình có quyền chứ, thì mình đại diện. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Một ngày tu học của mình là tiền của đàn na tính thí của chùa cung cấp cho mình. Cho nên phải trọn một ngày này, phải làm sao cho lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho quan gia trái chủ, lợi lạc cho của quyền thất tổ, làm lợi lạc cho chùa, thì mình mới làm đủ bổn phận người nhận của đàn na tính thí đó. Sự thật là phải thế. Cho nên trung đạo rất là cảm trọng, cảm ơn, cảm niệm công đức của huynh đệ đã cho trung đạo có cơ hội chia sẻ, và trung đạo ăn mỗi ngày mới có sức nói, mới có sức tu. Nhưng phải tu cho thật là đầy đủ để hưởng công đức lại các vị đã cho trung đạo có phương tiện cơ hội. Mà phải biết nhớ, nhớ ơn. Cái ơn này ngộ lắm. Mình nhớ hoài, mình trả bằng cách là tu cho giỏi để chia sẻ lại chứng nghiệm tu tập, để không có mắc nợ. Đi nó nhẹ nhàng, nhe răng cười rồi xong. Không có dãy đạch đạch. Cho nên huynh đệ cố gắng tu, đừng có dãy đạch đạch. Ăn của đàn na tính thí là phải nhớ. Một ngày tu là một ngày rất là quan trọng, để mình được an lạc một ngày. Đúng không? Một ngày để phải thật là an lạc, để chi?
để cái công phu mình nó được tính toán, kết quả tu học có được như ý. Là thế đó. Thấy chưa? Quan trọng ghê không? Một chút xíu thôi là chết, trật chút xíu là chết. Người tu rất là quan trọng trong cách hành xử, đối xử, cư xử, tiếp xử. Không thôi là phải tự xử. Nói như vậy luôn đó. Thấy ghê không? Ghê lắm đó. Thành ra huynh đệ để ý, Bồ Tát, Phật sống, các ngài nói phụng sự bá tánh chúng sanh là bấy cho chư Phật. Bởi vì bá tánh là Phật, Phật là bá tánh, không sai. Cho nên mình làm việc cho bá tánh bằng cả con tim, trí tuệ, sức mạnh là mình đang báo hiếu chư Phật còn sống. Báo hiếu chư Phật đã quá vạn, đã chứng ngộ. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình thì chẳng có lỗi lầm gì, chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mình không còn vay mượn điều gì cả ở thế gian, cho nên mình bỏ gánh nặng rất là dễ dàng, đi rất là thoải mái, không còn gì để luyến tiếc. Rõ không? Chúng đạo chia sẻ tận tình để huynh đệ có cơ hội, chúng ta cần lấy thì lấy, không cần thì bỏ ngay tức thì, không luyến tiếc nó, để chúng ta không phải mang cái hành trang nặng nề đi trở về kia được. Rõ ràng như thế luôn. Cho nên huynh đệ cúi đầu chào chúng đạo cúi đầu chào huynh đệ. Chúng ta kính trọng lẫn nhau, tôn quý lẫn nhau để cùng tiến tu với nhau. Một câu chuyện rất là đơn giản. Trung đạo đi khắp nơi gặp các thầy các cô đều cúi đầu. Mấy vị đó không cúi đầu cũng không sao. Huynh đệ phải biết rằng là coi vậy chứ ngồi đây nè, ngồi đây nè. Cúi đầu, một ông thầy không có tu hành, chỉ mặc đạo đồ vô thôi mà làm chuyện có thế gian nhiều và vẫn mặc đồ này thôi, mà Bồ Tát bên ngoài cúi đầu chào hoài á, cái tôi của ông nó bự phình, một ngày nó bùm xong luôn. Ông Phật không có chỗ ở, đi lang thang gọi là ma. Người ta cúi đầu đảnh lễ mình phải cẩn thận. Nếu mình coi như mình được như vậy đó thì cái tôi mình sẽ to theo cái lạy của bá tánh, nó càng ngày càng to. Mình không biết ông Phật mình ở đâu hết á, chỉ biết mình thôi. Nếu nó không lạy mình là mình sẽ tức, nó không xá mình sẽ giận, bởi vì nó hỗn. Hỏi lại coi mình xá người ta chưa, mình xá Phật sống chưa? Chưa. Đừng có nghĩ rằng là cái đầu này với cái áo này được mọi người cùng chào, không có đâu. Qua Mỹ nó coi mình như cái cục rác nào đó. Ở đây thầy cô còn nhìn quý chào phải không? Bên Mỹ à, ê khỏe không mày? Ờ mày đàm hôm nay mày làm gì rồi? Kêu mày không à? Nó vậy đó. Thì nó không cần biết thầy chùa hay ông nào á, mày tao hết. Thấy chưa? Chứ mình đâu có gì cái chỗ đó mình giận đâu. Hay là huynh đệ xá mình cũng đâu có vui, cũng vậy mình cũng xá lại, mình đáp lễ lại thôi, để biểu lộ cái tánh khiêm cung tôn kính của mình dành cho ba tánh chúng sanh. Mà ba tánh sanh chính là Phật. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát dạy chúng ta gặp ai cũng cúi đầu đó. Ở đây ai tụng pháp hoa giơ tay lên coi. Ai tụng pháp hoa chưa? Có rồi hả? Vậy tụng pháp hoa học được cái gì trong pháp hoa? Pháp hoa là vua của các kinh, đúng không? Mình tụng xong mình làm vua của bá tánh ha? Không có hả? Vậy là Phật. Vậy cũng phước rồi đó. Khi mình tụng xong mình thấy vua là đời mình đen còn hơn là mắm nữa. Khi mình tụng pháp hoa mình thấy mình trên hết mọi người là mình vô cái địa ngục rồi đó. Cho nên ngài dạy mình phải cúi đầu trước huynh đệ. Các vị là Phật sẽ thành, các vị là Phật sẽ thành các. Bởi vì dạy cho mình cái cách khiêm nhường tuyệt đối với ba tánh chúng sanh. Cho nên cuốn pháp hoa quan trọng nhất là thường bất khinh Bồ Tát. Hỏi lại coi ai có học được cái bài này chưa? Chỉ có một bài duy nhất đó thôi mà phải học cả cuốn pháp hoa đó. Hỏi lại coi bao nhiêu vị biểu lộ được tánh thường bất khinh Bồ Tát chưa? Thấy chưa? Một bài đơn giản mà không ai học hết thì ba tánh chúng sanh chính là Phật. Phụng sự ba tánh là báo hiếu chưa? Là thế. Chứ không phải phụng sự ba tánh báo hiếu cho mấy ông này đâu. Không có, không hề có. Rõ không? Nói gì là Phật. Đừng có giận nha, giận ráng chịu. Trung đạo có viết một bài thơ, ngài nói rõ ràng mà chúng ta không chịu chấp nhận đó là sự thật. Ngài nói, ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Đúng không? Câu này lặp đi lặp lại cả thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng hỏi là coi mấy ai xài cái chữ này? Không ai xài hết. Trung đạo viết thêm, ngài là Phật đã thành,
còn ta là Phật tương lai. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. A Di Đà Phật. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở đâu? Hả? Ngay đây nè, ngay đây luôn. Mình sống trong cõi này, mình sống trong tịnh độ hiện tiền, mình sống trong cực lạc hiện tiền, chính là cực lạc quốc trong này nè. Cho nên vui vẻ hạnh phúc một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi, nhật nhật cứ như thử ngày nào như ngày đó, tức là mình sống trong cõi cực lạc hiện tiền đó. Nếu mà không có cực lạc hiện tiền, đừng có hòng đi cực lạc bên kia, không có đâu. Nếu mà đau khổ hoài, niệm Phật còn đau khổ hoài, thì khi chết dãy đành đạch đạch là cũng vô cảnh khổ thôi. Cái thức cuối cùng của người tu là sẽ cho mình về cảnh giới mình còn ôm ấp nó. Chết rồi 23 năm sau vẫn còn mê một ly cà phê sữa đá. Trước khi chết ba hỏi con còn thích cái gì, nó dạ con thèm cà phê sữa đá. Đứa em gái nhào vô nói em cúng cho chị mỗi ngày. Chỉ có câu này thôi, cô này ở lại tới 23 năm sau mới gặp thầy. Sáng ra phải có ly cà phê sữa đá, không thôi là sẽ kiếm chuyện nhập vô đứa em quậy tan nát cái nhà. Đứa em lấy chồng, thằng chồng chửi đứa em, nó nhập vô đứa em đánh thằng chồng. Nếu mà đứa em nó không cúng ly cà phê sữa đá ngày đó là có chuyện lớn. Một ly cà phê sữa đá ở lại 23 năm, huống chi là một cái gì bự hơn. Ông sư ngoại có thầy ở lại cái chùa 28 năm không chịu siêu, bởi vì cái chùa nó giao cho đứa cháu ngoại, cháu nội đích tôn, mà sợ là nó sẽ làm hư chùa cho nên ở lại canh chùa ở với nó luôn, không chịu đi. Sư ngoại có thầy ở ngoài Vũng Tàu á. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà không đạt tới cảnh giới tịnh độ của chính mình thì dứt khoát chúng ta không thể nào trở về cõi tịnh độ của chư Phật được. Đúng không? Tu niệm mà đây còn đau khổ, phiền não thì dứt khoát vẫn còn tâm phàm phu. Còn tu niệm mà sống với cái tâm chân như an lạc, hạnh phúc, vĩnh viễn thì chứng tỏ rằng mình đang nhập thể với cảnh giới tịnh độ cực lạc. Cho nên từ giờ trở đi hãy hướng vào tim của mình mà niệm Phật. Đừng phóng tâm ra ngoài kiếm cảnh cực lạc, trừu tượng không hiện hữu, không thực thể. Niệm Phật mà tưởng riết sẽ sống trong tưởng thức, và tưởng thức này sẽ thành hình ảnh cho ta vào cảnh giới không thực. Bây giờ mình biết mình là Phật, sống luôn cái tâm Phật của mình, biểu lộ cho bá tánh chúng sanh là mình đang sánh với Phật tánh của chính bản thân mình. Rồi ngày nào đó chính ông Phật của mình sẽ dẫn mình về cha của mình là Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc huynh đệ học đạo tinh tấn, nhìn biết bản thân mình là Phật để được sống với các ngài đã và đang sống, được làm những điều các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, được phụng sự bá tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Đó là tôn chỉ của chư Phật mà chúng ta phải noi gương. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thời gian còn lại huynh đệ hỏi, trung đạo trả lời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Có dễ hiểu không huynh đệ, dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh nhan. Trong con mắt trung đạo, cho dù già trẻ bé lớn, trung đạo được cái phước là đều nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Nhờ vậy mà trung đạo rất là hiền từ với huynh đệ, rất là cung kính huynh đệ là chỗ đó đó. Con mắt mình nhìn được rồi thì cái gì cũng vui hết. Trung đạo không có gì phiền, khó phiền lắm. Muốn chọi đá vô nhà trung đạo là mơ đi. Lụm tao giấu luôn, khỏi chọi lại. Ở dưới là Phật, huynh đệ có hỏi gì thì hỏi nha. Mô Phật, con xin phép thầy. Quỳ lên con... để đúng cái nghi đi. Xin có một người hỏi là em đi chùa, em có hiểu là bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật
tháo chợ nghĩa như thế nào? Nam mô Di Đà Phật, nam mô là kính lễ quy về A Di Đà Phật. Ông Phật này ông tên là A Di Đà. Không thôi là ví dụ nam mô Di Đà Chúa cũng được, ông Chúa này tên A Di Đà. Con tên gì? Dạ thưa con là tên Nga nhưng mà con nam mô A Di Đà Nga. Dạ. Ngồi xuống đi. Ảnh hỏi con vậy, con trả lời với ảnh như vậy, con không biết con trả lời có đúng hay không. Hôm nay con có duyên thầy nên con muốn hỏi thầy để coi. Dạ đúng đó, thì luôn luôn dùng chữ nam mô để mình biểu lộ sự tôn kính, mình quay về niệm danh hiệu của ngài để mình sống được như ngài. Chúng ta niệm Phật là phải sống giống. Mình niệm Phật tức là mình kính quý cái tên này, mình sống giống như cái hạnh của ngài, đúng không? Thì nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát vậy thì giống y như cái hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. 12 hạnh nguyện của ngài phải thực hiện cho đủ, trung đạo thực hiện đủ, không thiếu một điều nào hết. Quý đệ tụng kinh đến cái độ mà nhập pháp rồi đắc pháp mới là tụng. Niệm Phật đến cái nào mà nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Tu tụng, tu pháp nào đắc pháp đó, mình biểu lộ hết những tất cả những gì mình đã học trong cái pháp này, biểu lộ cho tường tận luôn, mình mới đắc được pháp, mình mới nhập pháp rồi đắc pháp. Niệm Phật cũng vậy, phải nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Phải như vậy mới gọi là tu, mới có kết quả. Niệm Phật A Di Đà, con vị này tên là A Di Đà. Ở sách vở là ở phương Tây. Còn nếu tu lộn thì về cũng Tây mà Tây Ninh. Con trả lời với ảnh vậy nè. Con nói Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là trong tâm ta lúc nào cũng có Phật. Là ta kính trọng. Ok, cứ nói theo sự hiểu biết của con là được rồi, Di Đà Phật. Không, vậy được rồi đó. Nói sao miễn anh đó vui là được rồi. Di Đà Phật con. Thực sự huynh đệ mà hiểu được trung đạo nói cái điều này, huynh đệ nghĩ chắc trung đạo nói giỡn nói chơi. Huynh đệ biết thầy xuất thân từ đâu rồi, gia đình là công giáo, công giáo nòi luôn đó, từ ông cố cho đến ông nội đến bố là bốn, ba đời tới thầy là bốn đúng không? Thầy làm thầy chùa mà cả nhà thầy bây giờ vẫn còn là công giáo, mà đặc biệt giờ công giáo mà không đi nhà thờ nữa mà thắp nhang, thầy làm hết luôn, nghĩa là thầy chuyển hết. Mà vẫn không tu giống thầy được vì không ăn chay được. Anh của thầy là anh thứ năm. Cách đây 4 năm tháng anh chết vì bệnh ung thư gan. Mà trước khi chết đau đớn la hét sùm. Đây là cái chung trung đạo sẵn đây chỉ cho huynh đệ làm. Nếu trong gia tộc mình, trong gia đình mình có ai nằm mà rên la thảm thiết mà không chết được, huynh đệ làm một mâm cơm chay, trái cây, hoa quả, giữa muối gạo, 6 ly nước, 5 cây nhang, cầu nguyện xong xuôi tụng thời A Di Đà cho em mình, anh mình, chị mình, mẹ mình, ba mình được an lành, được không còn rên la khóc lóc, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi ba mình được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi người thân của mình được tiêu trừ. Tụng thời kinh A Di Đà xong rải muối gạo đi là nếu cái này có phước, một tiếng hồ sau hết rên la, hai ngày sau sẽ chết, không chết trong đau khổ. Thì trung đạo dựa vào cái điều này, ông anh mình là công giáo, chưa bao giờ biết niệm Phật, chưa khi nào niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời thật, việc thật của gia đình trung đạo đem chia sẻ với huynh đệ. Chúng ta chấp vô từ ngữ và niệm của mình quá, chứ mình thấy nó lạ. Còn trung đạo rất là cởi mở rộng lượng trong cái kiến thức. Cho nên đối với thầy trung đạo là Nam Mô Di Đà Phật là một phương tiện để chúng ta tiến hóa. Anh mình là công giáo, nếu bây giờ ổng gần chết mà mình kêu ổng niệm Nam Mô Di Đà Phật, ổng sẽ chống cự. Tại vì ổng nào giờ là niệm cầu nguyện Chúa không thôi, mẹ Maria không thôi. Bây giờ mình kêu Nam Mô Di Đà Phật, ổng sẽ không chịu. Thì cái thức ổng sẽ chống đối. Mà ổng chống đối trong cái thức này rồi đó thì đi lạc. Nó lộn xộn trước khi chết là không biết đi đâu. Nhân trung đạo tụng để mâm cơm tụng xong xuôi rải muối gạo xong, để tay lên đầu anh mình nói, lúc đó ổng cũng còn tỉnh chút chút chứ không có mê lắm. Mình nói anh Năm, anh niệm nè, anh nghe tôi đi, anh chết tôi lo cho anh đầy đủ hòm, mọi thứ tôi lo hết, anh yên tâm, anh cứ đi, anh niệm cho tôi Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa.
anh niệm đi, anh cứ nghe tôi lo hết. Anh niệm Nam Mô A Di Đà Chúa. Mấy ngày sau kêu vợ tới, ê, 5 ngày nữa tao chết. Đúng 5 ngày sau anh của thầy chết. Lúc này thầy đang ở Vĩnh Long. Bà chị gọi xuống nói, thầy ơi, anh Năm mới chết. Cái điều rờ coi chân tay cái gì nó ấm nói cho thầy nghe. Bà rờ chân thì lạnh như đá lờ lên đỉnh đầu, nóng hổi. Chúc mừng đã về với Chúa. Mà ở trong đó đâu có Chúa với Phật. Ở đây còn tôn giáo trên kia đâu có. Hiểu không? Ở đây mình nói tôi giáo này giáo nọ giáo kia, ở dưới không có. Thứ một là chui vô cái lỗ đen thùi, chui ra kia quên hết. Đào thai đó. Sao nhớ được mình đẻ ra còn. Giờ mới ai đẻ ra biết đạo gì nói nghe coi. Mới đẻ ra đạo gì nói. Trai hay gái nói. Biết chết liền. Mới đẻ còn không biết mình trai hay gái, Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo còn không biết nữa, chứ đừng làm gì mà biết. Phải không? Đẻ là trong trắng vô tư, ngây thơ vô tội. Nhưng ba mẹ mình theo cái gì mình theo cái đó. Chứ mình đâu có quyết định đâu. Như nè, không quyết định, lớn lên quyết định đi chỗ khác thế lợi lạc hơn. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt là anh thầy là Công giáo, mình niệm Nam Mô A Di Đà Chúa vẫn đi ngon lành như thường. Mà thầy không hề đứng đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ổng đâu. Nói trong lỗ tai, mà cái miệng mình á, khi huynh đệ tụng kinh niệm Phật nhiều quá, cái miệng mình trở thành Phật lực. Khi mình kê lỗ tai người gần chết, cái thức nó kém lắm, cái năng lượng nó kém. Mình nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ chưa? Ông gật gật cái đầu là cái chữ này nè, nó chạy trong cái đầu của người đó đó. Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, thành một cái máy. Vì cái miệng mình nó có đạo lực, thành ra mình nói, cái thức nó nằm trong đó, nó quân điệu quân lại hoài. Thành ra khi đi cái đầu nóng hổi. Anh ruột có thầy đó mà là Công giáo, niệm Nam Mô A Di Đà Chúa mà siêu đó. Là gì đà Phật. Thầy không nói vãng đâu. Ông còn phải bị xử cái tội ăn tầm bậy, nhậu tầm bạ chứ đâu phải không? Cho dù mình giúp người ta mà đừng nghĩ rằng là mình sẽ vãng. Lấy tư cách gì? Nếu làm được chư Phật làm hết không tới mình đâu. Nhà ai xí vô nghiệp chướng người đó phải chịu trách nhiệm đó nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Đây nè, cách phát âm. Amitabha. Nam Mô A Di Đà Phật. Người Tàu á ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chữ mi đó là người chẳng người Tàu. Chữ R không nói được, chẳng hạn như là Tỳ Lô. Tỳ Lô Giá Na nó đọc Tỳ Rô, đọc chữ R không được, đọc Tỳ Lô. Người ta đọc chữ R không được, người Tàu có người nói chữ R. Chữ con gái nói không được là con ngái, chữ gạo nói không được là con ngạo. Cái phát âm á tiếng Tàu là Ami. Đúng không? Việt Nam mình đâu có A Di Đà. Thầy đọc A Di Đà Chúa cũng sao, nó A Di Đà Phật. Bác yên tâm đi, mấy cái chữ đó không thành vấn đề. Cái lòng của bác mới quan trọng. Mấy cái từ ngữ có thể thay đổi, chẳng hạn thầy tụng niệm Nam Mô A Di Đà Chúa ai biết. Nhưng mà cũng đi về Chúa mà. Nhưng mà đi về đâu? Chỉ có các ông đó mới biết thôi. Thành ra bác đừng có dính vào cái chỗ là Ami hay A Di, miễn sao bác vui là được rồi. Bây giờ đi hay không đi là do bác quyết định. Còn bác, những người mà hộ niệm bác á, nếu mà bác để người ta hộ niệm cho bác á, thì bác mặt mũi nào còn nhìn chư Phật. Bác niệm Phật nhiều quá mà nhờ người ta hộ niệm là sao? Mắc cỡ chứ không biết mắc cỡ chư Phật à. Mình niệm Phật quyết định đi đâu đúng không? Mắc chứng như thế ngày gần đi cái nhờ huynh đệ tới niệm là sao? Không biết mắc cỡ gì không hay sao? Nên không cần ai á, tự đi luôn. Tự lực cánh sinh. Chấp nhận mình là con cổng, mình có quyền quyết định đi đâu. Không có xin ai hết á. Không nhờ huynh đệ tới niệm nữa. Nếu mình niệm Phật 30 năm sau nhờ huynh đệ tín niệm hộ niệm thì quá ư là xấu hổ với chư Phật. Biết mắc cỡ không? Biết mắc cỡ chứ. Người tu phải biết mắc cỡ chứ. Niệm Phật 30 năm mà vẫn nằm rên rỉ rồi người ta hộ niệm cho mình thì quá ư là xấu hổ. Cho nên bác thoải mái bác niệm sao cũng được, thầy chấp nhận hết. Miễn sao bác vui vẻ chư Phật là đủ. Bây giờ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy qua Mỹ thầy dạy không Nam Mô A Di Đà Phật đâu có hiểu đâu. Thì gặp người Mỹ á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó hiểu. A Di Đà Phật nói, what? Gì vậy? Gì vậy? Đâu hiểu. Thầy gặp người Mỹ, người Nhật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó hiểu. Còn về Việt Nam, A Di Đà Phật không hiểu, A Di Đà Phật họ hiểu. Có gì đâu, kể nó chữ nào cũng được mà, thấy không? Những bác vui là đủ. Dễ hiểu lắm bác ơi, thầy dễ vô cùng. Niệm sao không được hết trơn á. Quân đệ tu miễn sao quân đệ vui hạnh phúc là tôn chỉ đầu tiên chúng ta phải có. Người tu phải hạnh phúc và an lạc. Còn người ta nói gì niệm chữ gì trật không sao đâu. Hiểu không? Bây giờ thí dụ nó nói màu đỏ kệ nó đi.
mình phải nghe nó thôi, chị, nó có quyền hơn mình. Cũng nghe vui mà đâu sao, nhưng mà trong đầu mình nghĩ màu xanh sao nó biết được. Thấy chưa? Kệ nó nói mình nghe không sao chứ, mình nghĩ trong đầu sao người ta biết. Nhưng mà ông Phật không biết đó. Cứ dễ chịu thôi không sao, đừng khó chịu. Bây giờ mình tu vậy đó, mình tu như vậy nè, bạn mình nó cũng tu giống vậy. Nhưng mà cái trí tuệ, cái căn cơ, sự suy nghĩ, sự so sánh, sự chọn lựa, nó sẽ làm cho bị lệch một chút xíu. Nhưng cũng không sao. Chưa chắc đâu, thầy mới giải khí công có mấy tháng, cái thằng đệ tử thầy nó ra, nó chế thêm mấy thế nữa, thầy bắt được, thầy nói: "Ô mày giỏi quá ha, làm trật cái bài thuốc của người ta." Thì thiếu gì thế gian này, thiếu gì học được chút xíu ra viết thêm chút rồi. Thì đó gọi là tam sao thất bổ. Mà từ hồi ông Phật ông bỏ đi tới giờ là mấy tỷ 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 sao rồi, không biết bao nhiêu triệu 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 tỷ rồi. Thì có gì đâu, phải không? Mình là những cái nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, cái lá nhỏ nhỏ, cái rụng về cũng về cái gốc Bồ Đề đó. Nhưng điều kiện là phải tu cho rõ ràng trong chánh pháp mới trở về gốc Bồ Đề được. Còn nếu vớ vẩn là gió thổi bay luôn, không bao giờ quay lại. Tu thoải mái, không bắt bẻ, không bắt lỗi. 1905, thầy nói cái điều này huynh đệ sẽ không bao giờ nghĩ, chắc ông này nói xạo lắm. 1905 ở Hy Mã Lạp Sơn, trong tận cùng, ở chính giữa của nước Tây Tạng, vị Lạc Mai là một tỉnh trưởng. Một tỉnh trưởng. Ngày xưa, tất cả các vị giới chức cao cấp của trong Phật giáo Tây Tạng, những vị một cái chức sắc lớn đều là những chính quyền Tây Tạng, chính quyền là tôn giáo. 1905, Phật tổ có chuyện cần gặp vị huynh đệ này, nắm tay sau khi giảng một bài ngắn gọn, nắm tay huynh đệ nó nói có một câu thôi: "Này anh em, khi mà anh em phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phê phán chính bản thân mình đó. Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, người tu theo Phật là trước xử mình, sau không xử người." Dùng cái đức để hoán cải người ta, dùng cái đạo hạnh để hướng dẫn người ta, chứ không dùng bằng cái miệng hoặc la rầy chửi bới. Phật tổ không bao giờ la rầy mắng nhiếc ai, Ngài chỉ khuyên mình: "Này anh em, một khi mình phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phán chính bản thân mình đó." Tại sao Ngài nói câu này? Bởi vì Ngài thấy được chúng ta là Phật sẽ thành Phật mà, phải không? Trong này đều có Phật, thì mình đang phê phán người ta là phê phán chính mình rồi. Bởi vì mình với người ta cùng có tánh thiêng liêng, mà tánh thiêng là tánh chung của nhân loại mà. Tánh này là tánh Phật đó, có phải không? Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, trước xử mình, sau không xử ai hết. Mình xử mình chưa xong xử người ta, phải không? Đúng không? Cho nên muốn cho thế giới yên lành á, nó làm sao miệng nó vui là được. Hay làm quá trước mình nói nhỏ nhẹ, hay cùng tiến tu với nhau, chứ không được chửi bới chỉ mặt. Nó nổi điên lên nó bỏ tu là mình phiền lắm á. Người thầy mà làm cho đệ tử bỏ tu là ông thầy đã đọa trước tiên đó. Thành ra phải cẩn thận, trách nhiệm của người thầy đâu phải ít đâu. À, mũi dạy là lái chịu đoàn. Nói như vậy luôn á, trách nhiệm rất là lớn trong tâm linh. Về thế gian coi không ra gì, trong tâm linh là luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Cho nên làm phải cẩn thận, nói phải cẩn thận, nghĩ phải cẩn thận. Luật nhân quả sẽ xử từng chút một, cộng trừ nhân chia ra kết quả, tự xử đi. Rõ ha? Hay gì Đạo Phật. Chúng ta phải cẩn thận đó, người tu phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tụng Pháp Hoa nhiều năm mở miệng rủa người ta một cái, mấy tháng sau nó chết ngủm cô đeo, chết không cha, không mẹ, không người chôn luôn. Huynh đệ của thầy á, rủa thằng cháu chút xíu, 6 tháng sau nó chết ngoài đường đó, lấy chiếu đắp lại thôi đó. Mà tụng Pháp Hoa nhiều năm mà mở miệng là chết người đó. Thành ra phải cẩn thận, cái miệng mình trở thành thần khẩu, Phật khẩu. Nếu rủa người ta trở thành ác khẩu á, người ta chết mình mang nghiệp. Nhớ không? Cái tôn chỉ của thầy là tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ. Tổ Huệ Năng nói rất rõ, như Phật tổ mới nói xong. Tại sao tổ tiên xử bỉ, trước là xử mình, sau không xử ai? Hả, còn xử người ta là cái tôi mình nó còn. Hả, cái tôi còn dứt khoát không học Phật Pháp được. Thấy không? Mình còn thấy lỗi lầm ta, tức là cái tôi mình nó còn. Còn Phật để ý coi, không có la ai đâu. Ông ngồi yên kìa. Có la người nào không bao giờ la. Ông ngồi làm thinh, ông mỉm cười, ông làm thinh. Nó nói gì nói kệ nó. Chuyện của nhân quả mà mắc dính như tôi xía vô, phải không? Chuyện của nhân quả,
chúng ta đi tu theo Phật là phải chấp nhận cái luật bất di bất dịch của vũ trụ là nhân quả. Không phải là nhân quả đâu nha. Bình thường đâu, nhân là 1 thành 4. Hả, nói xấu hưởng 4 lần, nói tốt được 4 lần. Không bao giờ ít hơn hoặc nhiều hơn 4 lần. Tất cả trở về là 4 lần. Trung đạo xác định là 4 lần. Có rõ ràng từ đâu mà ra là 4 lần nữa. Hả, nói bậy một cái, nghĩ bậy một điều thôi là 4 lần. Mà mỗi lần mình nghĩ, 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần. 1 tiếng là 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần. Quả báo về là 2.400.000 lần. Trong 10 tiếng đồng hồ là 2.400.000 lần xấu. Là trong một ngày thôi, chưa kể một năm, một đời đi. Bao nhiêu đời nữa nó chồng chất, cái nghiệp chứng mình nó dày còn hơn là cái dãy núi Trường Sơn đó. Đó, mình tạo tác cỡ đó luôn đó. Thì mắc chứng nhà mình xử người ta, mình còn chưa xử mình xong đây. Thầy đâu có la, đệ tử của thầy đâu không khi nào la thương tụi nó hết mình hết mẩy luôn mà còn chưa đủ nữa. La cái nỗi điên về, cái trí tuệ nó cạn quá, nó về nhà nó nghĩ, nó buồn phiền, nó giận, nó không thèm tụng kinh, nó đau khổ, nó không thèm tụng kinh, mình còn khổ nữa. Hả, mình làm cho vài ba huynh đệ mà thối bồ đề tâm là đời mình bắt đầu cũng thối rồi đó. Thí dụ bây giờ tụm năm tụm bảy lên nói xấu một đứa, nói súng lại ăn hiếp một đứa, đứa đó nó bỏ tu là mấy đứa kia xuống dưới bị tính sẵn sàng hết. Cái tội làm người ta thối bồ đề tâm. Hả, nó thối mình thối theo. Hả, nó bỏ tu đùi đời mình thối. Thầy không dùng chữ thối, dùng chữ thối luôn là khỏi xài nữa. Đó không? Cho nên hả, mình nói xấu là cái miệng mình thối, lỗ tai nó, cái người nghe xấu cũng thối luôn. Mà hai đứa nó qua nó lại riết á, là bắt đầu cái lỗ tai thúi, cái miệng thúi, rồi đời sẽ thúi, bồ đề tâm cũng thúi quát, rồi xong hết tu. Xuống dưới bắt đầu nó xử cái miệng thúi, cái lỗ tai thúi. Cho nên đàn bà chết, 3 ngày sau cái lưỡi có dòi. Đàn ông chết, 3 ngày sau con mắt có dòi. Chắc chắn là có dòi luôn. Mà tụng tu nhiều, 1 tuần sau con mắt không có dòi là tu tốt. Tháng sau con mắt còn không có dòi là tu quá tốt. Những người bà tu tốt, 3 ngày sau lưỡi không có dòi là tốt, tuần sau vẫn còn nguyên là đại tốt. Ráng tu niệm Phật tụng kinh sao mà cái miệng mình không có dòi là quá phước, con mắt không có dòi là quá phước. Biết lỗi tại sao rồi phải không? Cần phải thông dịch không? Không. Cho nên ráng tu niệm nhiều vô để cái miệng không bị thối. Thật ra nói lời tốt, làm điều tốt, nghĩ điều tốt, nhìn thấy tốt, cái gì cũng tốt. Huynh đệ mình là Phật, cúi đầu chào huynh đệ với lòng hạnh phúc an lạc để được chào, đó là niềm hạnh phúc nhất. Bởi vì cặp mắt mình nhìn thấy Phật tánh của ba tánh chúng sanh.
Bà ngộ một cái hả? Mình làm ác ghê lắm, mà ác về với mình bắt đầu mình la trời la đất, than thân trách phận. Chứ lúc mình làm ác mình vui lắm, mình không thấy mình đang ác với người ta. Ngay cả ích kỷ người bên cạnh mình đã ác rồi. Mình ích kỷ một cách tột đỉnh là mình đã ác với mọi người xung quanh rồi. Rõ không? Chứ người tu phải mở lòng, rộng tấm lòng mình dành cho bá tánh chúng sanh. Nếu làm được điều gì an lạc thì làm, nếu không làm được ngồi xuống tụng kinh. Nếu nghĩ điều gì an lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ tiếp tục, còn không nghĩ được ngồi xuống niệm Phật. Nếu không mà nói được điều gì an lạc cho bá tánh sanh, ngồi xuống tụng bài kinh để đừng nói bậy. Cho nên mình giúp cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác là thế. Mà người tu phải luôn luôn như thế. Người tu không được cằn nhằn. Hãy còn cằn nhằn là cái tôi mình nó còn. Người tu không được bắt lỗi huynh đệ, hãy còn bắt lỗi cái tôi mình còn. Người tu không được hơn, hãy hơn là sẽ thua. Người tu không được thắng, hả muốn thắng là bại. Thua với chính mình mà. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu là phải thắng mình, có đúng không? Không thắng ai hết. Rõ chưa? Cho nên cái tôn chỉ của người tu phải nhớ rõ câu này, tôn chỉ của Trung Đạo này. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết tất cả. Cái người này mới thật sự là dễ thương đó. Thì không có cái gì phiền đó, đó. Nó khen cũng A-di-đà Phật, nó chê cũng A-di-đà Phật, nó chửi cũng A-di-đà Phật. Nó lấy của mình đi, mình cũng A-di-đà Phật. Thực sự cái người này là rất là dễ thương. Mình tu đến niệm Phật, đến cái lúc mà mình không còn vướng mắc gì rồi, lúc đó mới gọi là tự tại đúng nghĩa. Quý vị hiểu chữ giải thoát không? Chúng nào đó học sách nhiều quá, cái giải thoát nghe kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm, mà nó cao siêu vô cùng. Khi mà hiểu được rồi á, thiệt sự là rất dễ vô cùng. Giải cái gì? Thoát, thoát cái gì? Giải trừ những tánh mê chấp, mê lầm, ngoan cố, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, cứng tai, cứng chân, cứng miệng. Cái gì nói chung là những cái gì mê lầm, mê chấp, mê muội, mê mang, mê tín, si mê của mình. Mình giải trừ hết tất cả những cái xấu hư tật xấu của mình rồi đó. Lúc đó mình có hy vọng sống sự an lành 5 phút mình mới thoát được sanh, tử. Đơn giản ghê ha. Nhưng mà mình nghĩ ở đâu á, giải thoát phải ghê lắm. Không có đâu. Giải trừ những cái mê làm mê chấp với thế gian, dễ giải trừ tất cả những thế gian pháp trần gian tánh, không còn vướng mắc nó rồi á, thì thực sự mình hòa nhập vào Phật pháp. Lúc đó mình có hy vọng thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đó là việc làm chúng ta là phải vậy đó. Tụng kinh là phải biết bỏ nha, không được ôm vô. Thầy thấy cái chùa ở chùa nào không nhớ tên, ở Bà Rịa gần Tịnh Xá Ngọc Hải, ở Bà Rịa đó, để cái chùa lớn khổng lồ, cục đá trước chùa cao thì cao, để chữ buông xả.
phải buông xả, phải không? Tu là phải buông xả, đừng có ôm. Nếu huynh đệ có cái tâm mà buông xả rồi, tự nhiên mình không bao giờ cảm thấy bệnh hoạn mệt mỏi, không có. Trung đạo lấy bản thân mình chứng minh á, thiệt nhiều người nói câu, nhiều câu sốc ốc hay lắm, trung đạo nghe răng cười hè. Vì cái chỗ nó muốn chọi đá vô nhà mình mà nó chọi không có được. Nếu mà mình phản ứng lại, tức là mình chụp cục đá mình chọi lại, là hai thằng chọi qua chọi lại, là hai thằng cùng xuống địa ngục hết. Nó chọi cục đá vô nhà trung đạo, lấy cục đá giấu luôn, rồi hết đồ chọi, xong chuyện. Thấy chưa? Mắt chứng phải chọi lại chứ. Trung đạo luôn luôn lấy cục đá người ta giấu luôn, rồi nhe răng ra cười, xong chuyện. Đơn giản mộc mạc, hết chuyện à. Nó muốn xin chuyện với mình, không cần. Nó muốn giữ cũng kệ nó luôn đi, kệ nó. Mà chắc gì nó giữ bằng mình không? Mình giữ ghê nó phải không? Nhưng mà mình giữ ở cái mặt khác, là mình dám hành hạ mình. Còn nó hành hạ mình là chuyện bình thường. Mình hành hạ mình để chi? Để mình giết chết cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Bên Nam Tông họ ngồi thiền, cái minh sát tuệ của họ là giết cái phàm ngã để nhập vào vô ngã. Còn bên Trung Đạo thì đơn giản lắm. Thằng tôi là cái thằng không nên xài, hết chuyện. Mày đói bữa mày đâu có chết đâu. Mày thiếu cà phê mày đâu có chết. Mày thiếu thuốc lá đâu có chết. Cho mày chết luôn. Mày chết đi tao sướng hơn. Hả, mày còn sống tao còn phiền não. Cho nên mình tu mục đích chính là giết cái thằng phàm phu tục tử ẩn ngự trong cơ thể của mình. Mà thằng này là cái thằng thủ phạm giết chết Phật tánh của chính mình đó. Cái gì là Phật? Có đúng vậy không? Đúng không? Mình gây lộn với người ta cũng vì cái tôi của mình thôi. Nó nói một câu hen mình đâu thích đâu. Nó đẹp trai hơn mình đâu ưa. Phải không? Nó phải xấu hơn mình, nó dở hơn mình mới thích. Bởi vì cái tôi của mình mà. Và phải nhớ, tất cả chúng ta hả tu theo Phật, hả muốn thắng là sẽ bại, muốn hơn là sẽ thua. Có vậy thôi. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất, vĩnh viễn nhất. Hỏi lại coi thế gian này có bao nhiêu vị thắng bản thân mình. Rất là hiếm. Người tu thì như long trâu, thành đạo thì như sừng thỏ. Phải không bác? Tu thì nhiều lắm, còn thành đạo thì, thành tổ thì được. Tổ chút được. Việt Nam mình đâu cần tu, tổ dân phố đầy. Thấy không? Chính tổ dân phố là khắp nơi. Còn chứng tổ này chỗ kia thì khó lắm. Bên Trung Quốc chứng tổ mà không có chứng Phật. Bởi vì không có chánh pháp cho nên không chứng Phật. Chúng ta tu theo, bắt chước theo cũng không chứng Phật. Bởi vì chúng ta không đi vào cái đại thể của việc tu. Tu như thế nào để niệm Phật có kết quả? Sống như thế nào để việc tu chúng ta có kết quả? Những điều chúng đạo vừa nói là những cái chứng nghiệm tâm linh cho bản thân này, chứng minh trong cuộc sống. Chúng ta muốn đạt kết quả như ý trong việc niệm Phật, tu tụng, chúng ta phải sống như vậy đó. Và sống tròn bổn phận đối với anh em huynh đệ của mình. Thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó huynh đệ mới có cơ hội biểu lộ cái tánh đại từ đại bi của chư Phật. Tánh đại từ đại bi này sẽ giúp cho mình tròn cái nhân đạo. Mà nhân đạo đã tròn rồi thì Phật đạo chắc chắn mở cửa để chờ đón mình đó. Mà huynh đệ không cần phải xin xỏ điều gì. Mở mắt dậy, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ này thôi mà không làm được thì dứt khoát việc học đạo chúng ta không thể nào như ước mơ được. Nghĩ thiện làm lành thường xuyên thì đâu còn nghĩ tính xấu nữa, phải không? Tụng kinh trì chú thì phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành thì tạo phước, phước huệ phải đầy đủ chứ. Mà người tu phải có đủ phước đủ huệ thì mới phát triển, mới tiến hóa được, phải không? Thế nên nghĩ thiện làm lành để giúp chúng ta không vía vớ vẩn bậy bạ trong thế gian. Tụng kinh thì chú để giải trừ những oan gia trái chủ, giúp đỡ âm linh huynh đệ âm binh siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Vừa có phước dương đức, vừa có phước âm đức, cho nên âm dương đầy đủ là công đức tròn đủ, phước báo cao dày. Người tu phải làm những điều này thì việc tu học mình mới có kết quả như mong muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo, cái thói quen của mình là nói chuyện đàm đạo với nhau để chia sẻ tất cả những cái chứng nghiệm, chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bên cạnh đó huynh đệ cũng phải nói lại những điều, hỏi những điều cần thiết trong việc tu học của mình. Trung đạo không muốn có một chiều thâu vô mà không phát ra đó thì nó thiệt là bất công quá. Chúng ta cần phải hỏi nhiều vô, tu như thế nào để được tiến hóa,
làm thế nào để bỏ được thói tật xấu. Trung đạo sẵn sàng chỉ và sẽ vui vẻ hạnh phúc để được chia sẻ. Mong đồng huynh đệ phải mở tấm lòng ra để cùng với Trung đạo đàm đạo với nhau, mà chúng ta cùng tiến hóa, cùng học hỏi với cùng trở về cha mẹ Như Lai của mình. Rõ không? À, Trung đạo nói như vậy huynh đệ có dễ hiểu không? Có dễ làm không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh cái câu đó muốn nghe đó. A Di Đà Phật. Rất là dễ, không có khó. Rất là tu, rất là nếu mình hiểu được cái sự tu á, như vậy đúng cái khuôn á, cho nên mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài nói á, nếu con theo ta, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp. Thì sư đạo rị mỏ viết hoài, viết cái sự suy nghĩ của mình, mà đâu biết rằng sự suy nghĩ này là do cái sự gọi là thu thập kiến thức của những sách vở khác đó, cái ngồi viết lại theo cái thứ tự của mình để mình hiểu mà. Nhưng mà càng viết càng ngu, bởi vì toàn là phàm trí không thôi chứ không có thánh trí. Mình lấy cái thuộc lòng của mình ghi lại mà sắp theo thứ tự, rồi ghi tên là Thích Chao Đụng. Trung đạo á thì mới hiểu được. Nếu đi theo ngài không cần phải viết, bởi chư Phật có bao giờ viết sách đâu, đúng không? Bây giờ huynh đệ có thấy ông A Di Đà viết cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Mẹ Quán Thế Một viết cái cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Cũng đâu có đâu. Các ngài sống biểu lộ, sống với đạo lý để đạt tới chân lý. Chúng ta phải biểu lộ chân lý chứ không có lý luận suông. Nếu mình lý luận suông trở thành lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn hí ngữ, mình mở miệng là sách, mở miệng là sách, mở miệng là sách, trong khi mình chẳng có gì. Thuộc nhiều sách không có nghĩa là giỏi trong đời sống tâm linh. Thuộc nhiều sách chỉ là một con vẹt nói đi nói lại trong những từ ngữ mình đã luộm lặt trong sách vở. Tại sao gọi là sách vở? Mình ngốn nhiều sách, ý tưởng của thiên hạ, của bá tánh, của phàm phu nhiều quá, thì tâm tư trí tuệ mình nó vỡ từng miếng một, mà không phải của mình, của người ta không à. Sách vở. Hiểu chữ sách vở chưa? Sách là nó vỡ đó. Việt Nam mình xài chữ vô cùng tuyệt vời luôn. Xá lợi, xá là có lợi, cho nên mới xây ra cái chùa Xá Lợi. Tới xá với Phật thì có lợi lắm á, đúng không? Gặp thầy gặp cô xá, xá là biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cúi đầu trước huynh đệ ba tánh là biểu lộ tánh khiêm nhường, mà tánh khiêm nhường này cho mình rất là nhiều cơ hội học hỏi. Huynh đệ đừng có tưởng đầu trọc áo vuông. Huynh đệ đây là Bồ Tát sống không à? Bồ Tát không ở trong chùa đâu. Nếu Bồ Tát vô chùa hết á, thầy chùa này đói hết rồi. Lấy gì ăn? Có làm ra tiền không? Không. Trên các ngày sắp xếp đầu trọc vô chùa ngồi hết, bá tánh Phật Bồ Tát ở ngoài, đến chi đem đồ cho thầy chùa Nico ăn chứ, thì mới có sức tu, tu cho giỏi vô để hồi hướng công đức của huynh đệ, để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên Bồ Tát vô chùa là mấy thầy cô đói hết. Hiểu ý thầy không? Bởi vì cái lòng đại lượng, rộng lượng, khoan dung của các ngài đều là hình tướng của Phật tử, cư sĩ, bá tánh chúng sanh. Mới mở cái hồ bao ra chia sẻ cho các chùa, cho các cô, các thầy có phương tiện ăn uống tu học, mặc quần mặc áo. Người tu đâu có làm ra tiền. Nếu mà tất cả kẹo hết thì mấy ông này là hơi đau tụng, sức đầu nói, đúng không? Cho nên Trung đạo là người hiểu được việc này, cho nên rất là cảm niệm công đức, sự kính trọng huynh đệ cho Trung đạo có một cơ hội tiến hóa. Cho nên hãy nhận của đàn na tính tí. Chú tôi thiệt là giỏi, 10 phần công đức người tu chỉ có một mà thôi, còn mấy ông kia ngoài kia hưởng tới 9 lần. Nhưng nếu đàn na tính tí đổ hết cho thầy, thầy nhận hết luôn, mà thì tu bê bối hả? Ác là 9 phần, còn huynh đệ bị một phần gọi là cộng nghiệp. Ghê chưa? Đừng có tưởng giỡn nha. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Hiểu không? Cho nên huynh đệ há xá là thầy cúi đầu. Bởi vì huynh đệ là Phật sẽ thành, thầy cũng giống như vậy, cũng là một bá tánh. Nhưng bá tánh này cạo cái đầu mặc cái áo khác màu khác kiểu thôi. Chứ thực sự lột ra hai thằng xà lõn cũng giống nhau y chang, đúng không bác?
Hai thằng đi bộ ngoài công viên mặc xà lõn giống nhau, có thằng nào chỉ có cái đầu trọc thôi, đội cái nón vô thì ai biết trọc với không trọc. Mình cũng là bá tánh bình thường, nhưng mà mình chấp nhận cuộc đời, hy sinh cuộc đời mình để làm lợi lạc cho bá tánh sanh, mà mình nhận của đàn na tính tí, phải tu cho tròn, không thôi sẽ nợ không bao giờ trả hết được. Thầy nói cái đơn giản để hiểu là sợ liền. Trung đạo có chùa bên Mỹ, hả, đệ tử tới cúng 100 đồng tam bảo thì cái tiền này không đụng tới của cái cô thủ quỹ, còn cúng dường cho thầy 50 đổ xăng thầy lụng vô. Tại vì tam bảo nó có 3 phần: Phật, Pháp, Tăng. Mình là trụ trì thì mình có quyền chứ, thì mình đại diện. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Một ngày tu học của mình là tiền của đàn na tín thí của chùa cung cấp cho mình, cho nên phải trọn một ngày này, phải làm sao cho lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho quan gia trái chủ, lợi lạc cho của quyền thất tổ, làm lợi lạc cho chùa, thì mình mới làm đủ bổn phận người nhận của đàn na tín thí đó. Sự thật là phải thế. Cho nên Trung đạo rất là cảm trọng, cảm ơn, cảm niệm công đức của huynh đệ đã cho Trung đạo có cơ hội chia sẻ, và Trung đạo ăn mỗi ngày mới có sức nói, mới có sức tu. Nhưng phải tu cho thật là đầy đủ để hưởng công đức lại các vị đã cho Trung đạo có phương tiện cơ hội. Và phải biết nhớ, nhớ ơn. Cái ơn này ngộ lắm. Mình nhớ hoài, nhớ hoài. Mình trả bằng cách là tu cho giỏi để chia sẻ lại chứng nghiệm tu tập, để không có mắc nợ. Đi nó nhẹ nhàng, nghe răng cười rồi xong, không có dãy đạch đạch. Cho nên huynh đệ cố gắng tu, đừng có dãy đạch đạch. Ăn của đàn na tính thí là phải nhớ. Một ngày tu là một ngày rất là quan trọng, để mình được an lạc một ngày, đúng không? Một ngày để phải thật là an lạc, để chi? Để cái công phu mình nó được tính toán, kết quả tu học có được như ý. Là thế đó. Thấy chưa? Quan trọng ghê không? Một chút xíu thôi là chết, trật chút xíu là chết. Người tu rất là quan trọng trong cách hành xử, đối xử, cư xử, tiếp xử, không thôi là phải tự xử. Nó như vậy luôn đó. Thấy ghê không? Ghê lắm đó. Tình ra huynh đệ để ý, Bồ Tát, Phật sống, các ngài nói phụng sự bá tánh chúng sanh là bấy cho chư Phật. Bởi vì bá tánh là Phật, Phật là bá tánh, không sai. Cho nên mình làm việc cho bá tánh bằng cả con tim, trí tuệ, sức mạnh, là mình đang báo hiếu chư Phật còn sống. Báo hiếu chư Phật đã quá vạn, đã chứng ngộ. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình thì chẳng có lỗi lầm gì, chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mình không còn vay mượn điều gì cả ở thế gian, cho nên mình bỏ gánh nặng rất là dễ dàng, đi rất là thoải mái, không còn gì để luyến tiếc. Rõ không? Chúng đạo chia sẻ tận tình để huynh đệ có cơ hội, chúng ta cần lấy thì lấy, không cần thì bỏ ngay tức thì, không luyến tiếc nó, để chúng ta không phải mang cái hành trang nặng nề đi trở về kia. Rõ ràng như thế luôn. Cho nên huynh đệ cúi đầu chào Trung đạo, Trung đạo cúi đầu chào huynh đệ. Chúng ta kính trọng lẫn nhau, tôn quý lẫn nhau, để cùng tiến tu với nhau. Một câu chuyện rất là đơn giản. Trung đạo đi khắp nơi gặp các thầy các cô đều cúi đầu. Mấy vị đó không cúi đầu cũng không sao. Huynh đệ phải biết rằng là coi vậy chứ, ngồi đây nè, ngồi đây nè, cúi đầu. Một ông thầy không có tu hành, chỉ mặc đạo đồ vô thôi, mà làm chuyện có thế gian nhiều và vẫn mặc đồ này thôi, mà Bồ Tát bên ngoài cúi đầu chào hoài á, cái tôi của ông nó bự phình, một ngày nó cái bùm xong luôn. Ông Phật không có chỗ ở, đi lang thang gọi là ma. Người ta cúi đầu đảnh lễ mình phải cẩn thận. Nếu mình coi như mình được như vậy đó, thì cái tôi mình sẽ to theo cái lạy của bá tánh, nó càng ngày càng to. Mình không biết ông Phật mình ở đâu hết á, chỉ biết mình thôi. Nếu nó không lại mình là mình sẽ tức, nó không xá mình sẽ giận, bởi vì nó hỗn. Hỏi lại coi mình xá người ta chưa, mình xá Phật sống chưa? Chưa. Đừng có nghĩ rằng là cái đầu này với cái áo này được mọi người cùng chào, không có đâu. Qua Mỹ nó coi mình như cái cục rác nào đó. Ở đây thầy cô còn nhìn quý chào phải không? Bên Mỹ à, ê khỏe không mày? Ờ mày đàm hôm nay mày làm gì rồi? Kêu mày không à? Nói vậy đó. Thì nó không cần biết thầy chùa hay ông nào á, mày tao hết. Thấy chưa? Chứ mình đâu có gì cái chỗ đó mình giận đâu. Hay là huynh đệ xá mình cũng đâu có vui, cũng vậy mình cũng xá lại, mình đáp lễ lại thôi, để biểu lộ cái tánh khiêm cung.
tôn kính của mình dành cho ba tánh chúng sanh, mà ba tánh sanh chính là Phật. Cho nên thường Bất Khinh Bồ Tát dạy chúng ta gặp ai cũng cúi đầu đó. Ở đây ai tụng Pháp Hoa giơ tay lên coi. Có ai tụng Pháp Hoa chưa? Có rồi hả? Vậy tụng Pháp Hoa học được cái gì trong Pháp Hoa? Pháp Hoa là vua của các kinh, đúng không? Mình tụng xong mình làm vua của bá tánh ha? Không có hả? Vậy là Phật. Vậy cũng phước rồi đó. Khi mình tụng xong mình thấy vua là đời mình đen còn hơn là mắm nữa. Khi mình tụng Pháp Hoa mình thấy mình trên hết mọi người là mình vô cái địa ngục rồi đó. Cho nên Ngài dạy mình phải cúi đầu trước huynh đệ. Các vị là Phật sẽ thành, các vị là Phật sẽ thành các. Bởi vì dạy cho mình cái cách khiêm nhường tuyệt đối với ba tánh chúng sanh. Cho nên cuốn Pháp Hoa quan trọng nhất là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Hỏi lại coi ai có học được cái bài này chưa? Chỉ có một bài duy nhất đó thôi mà phải học cả cuốn Pháp Hoa đó. Hỏi lại coi bao nhiêu vị biểu lộ được tánh Thường Bất Khinh Bồ Tát chưa? Thấy chưa? Một bài đơn giản mà không ai học hết thì bá tánh chúng sanh chính là Phật. Phụng sự bá tánh là báo hiếu trường là thế, chứ không phải phụng sự bá tánh báo hiếu cho mấy ông này đâu. Không có, không hề có. Rõ không? Nói gì là Phật. Đừng có giận nha, giận ráng chịu. Trung Đạo có viết một bài thơ, Ngài nói rõ ràng mà chúng ta không chịu chấp nhận đó là sự thật. Ngài nói Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Đúng không? Câu này đập đi đập lại cả thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng hỏi là coi mấy ai xài cái chữ này? Không ai xài hết. Trung Đạo viết thêm, Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. A Di Đà Phật. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở đâu? Hả? Ngay đây nè, ngay đây luôn. Mình sống trong cõi này, mình sống trong tịnh độ hiện tiền, mình sống trong cực lạc hiện tiền, chính là cực lạc quốc trong này nè. Cho nên vui vẻ hạnh phúc một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi, nhật nhật cứ như thử ngày nào như ngày đó, tức là mình sống trong cõi cực lạc hiện tiền đó. Nếu mà không có cực lạc hiện tiền, đừng có hòng đi cực lạc bên kia, không có đâu. Nếu mà đau khổ hoài, niệm Phật còn đau khổ hoài, thì khi chết dãy đành đạch đạch là cũng vô cảnh khổ thôi. Cái thức cuối cùng của người tu là sẽ cho mình về cảnh giới mình còn ôm ấp nó. Chết rồi 23 năm sau vẫn còn mê một ly cà phê sữa đá. Trước khi chết ba hỏi, con còn thích cái gì? Nó dạ con thèm cà phê sữa đá. Đứa em gái nhào vô nói, em cúng cho chị mỗi ngày. Chỉ có câu này thôi, cô này ở lại tới 23 năm sau mới gặp thầy. Sáng ra phải có ly cà phê sữa đá, không thôi là sẽ kiếm chuyện. Nhập vô đứa em quậy tan nát cái nhà. Đứa em lấy chồng, thằng chồng chửi đứa em, nhập vô đứa em đánh chồng. Nếu mà đứa em nó không cúng ly cà phê sữa đá ngày đó, đó là có chuyện lớn. Một ly cà phê sữa đá ở lại 23 năm, huống chi là một cái gì bự hơn. Ông sư ngoại có thầy ở lại cái chùa 28 năm không chịu siêu, bởi vì cái chùa nó giao cho đứa cháu ngoại, cháu nội đích tôn, mà sợ là nó sẽ làm hư chùa, cho nên ở lại canh chùa ở với nó luôn, không chịu đi. Sư ngoại có thầy ở ngoài Vũng Tàu á. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà không đạt cái cảnh giới tịnh độ của chính mình thì dứt khoát chúng ta không thể nào trở về khỏi tịnh độ của chư Phật được. Đúng không? Tu niệm mà đây còn đau khổ, phiền não thì dứt khoát vẫn còn tâm phàm phu. Còn tu niệm mà sống với cái tâm chân như an lạc, hạnh phúc, vĩnh viễn thì chứng tỏ rằng mình đang nhập thể với cảnh giới tịnh độ cực lạc.
Cho nên từ giờ trở đi, hãy hướng vào tim của mình mà niệm Phật. Đừng phóng tâm ra ngoài kiếm cảnh cực lạc, trừu tượng không hiện hữu, không thực thể. Niệm Phật mà tưởng, tưởng tưởng riết sẽ sống trong tưởng thức, và tưởng thức này sẽ thành hình ảnh cho ta vào cảnh giới không thực. Bây giờ mình biết mình là Phật, sống luôn cái tâm Phật của mình, biểu lộ cho bá tánh chúng sanh là mình đang sánh với Phật tánh của chính bản thân mình. Rồi ngày nào đó chính ông Phật của mình sẽ dẫn mình về cha của mình là Như Lai. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc huynh đệ học đạo tinh tấn, nhìn biết bản thân mình là Phật để được sống với các ngài đã và đang sống, được làm những điều các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, được phụng sự bá tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Đó là tôn chỉ của chư Phật mà chúng ta phải noi gương. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thời gian còn lại, huynh đệ hỏi trung đạo trả lời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Có dễ hiểu không huynh đệ, dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh nhan. Trong con mắt trung đạo, cho dù già trẻ bé lớn, trung đạo được cái phước là đều nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Nhờ vậy mà trung đạo rất là hiền từ với huynh đệ, rất là cung kính huynh đệ là chỗ đó đó. Con mắt mình nhìn được rồi thì cái gì cũng vui hết. Trung đạo không có gì phiền, khó phiền lắm. Muốn chọi đá vô nhà trung đạo là mơ đi. Lụm tao giấu luôn khỏi chọi lại. Ở dưới là Phật, huynh đệ có hỏi gì thì hỏi nha. Mô Phật, con xin phép thầy. Quỳ lên con... để đúng cái nghi đi. Xin có một người hỏi là em đi chùa, em có hiểu là bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là kính lễ quy về, A Di Đà Phật, ông Phật này ông tên là A Di Đà. Không thôi là ví dụ Nam Mô A Di Đà Chúa cũng được, ông Chúa này tên A Di Đà. Con tên gì? Dạ thưa con là tên Nga, nhưng mà con Nam Mô A Di Đà Nga. Dạ. Ngồi xuống đi. Ảnh hỏi con vậy, con trả lời với ảnh như vậy. Con không biết con trả lời có đúng hay không. Nên nay con có duyên thầy, nên con muốn hỏi thầy để coi. Dạ đúng đó, thì luôn luôn dùng chữ Nam Mô để mình biểu lộ sự tôn kính, mình quay về niệm danh hiệu của ngài để mình sống được như ngài. Chúng ta niệm Phật là phải sống giống. Mình niệm Phật tức là mình kính quý cái tên này, mình sống giống như cái hạnh của ngài, đúng không? Thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, thì giống y như cái hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. 12 hạnh nguyện của ngài phải thực hiện cho đủ. Trung đạo thực hiện đủ, không thiếu một điều nào hết. Huynh đệ tụng kinh đến cái độ mà nhập pháp rồi đắc pháp mới là tụng. Niệm Phật đến cái nào mà nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Tu tụng, tu pháp nào đắc pháp đó. Mình biểu lộ hết những tất cả những gì mình đã học trong cái pháp này, biểu lộ cho tường tận luôn, mình mới đắc được pháp, mình mới nhập pháp rồi đắc pháp. Niệm Phật cũng vậy, phải nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Phải như vậy mới gọi là tu, mới có kết quả. Niệm Phật A-di-đà, con vị này tên là A-di-đà. Ở sách vở là ở phương Tây. Còn nếu tu lộn thì về cũng Tây mà Tây Ninh. Con trả lời với ảnh vậy nè. Con nói Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là trong tâm ta lúc nào cũng có Phật. Là ta kính trọng Phật. Ok, cứ nói theo sự hiểu biết của con là được rồi, Di Đà Phật. Không, vậy được rồi đó. Nói sao miễn anh nói vui là được rồi. Cái gì là Phật con? Thực sự huynh đệ mà hiểu được trung đạo nói cái điều này, huynh đệ nghĩ chắc trung đạo nói giỡn nói chơi. Huynh đệ biết thầy xuất thân từ đâu rồi, gia đình là công giáo, công giáo nòi luôn đó. Từ ông cố cho đến ông nội đến bố là bốn, ba đời tới thầy là bốn, đúng không? Thầy làm thầy chùa mà cả nhà thầy bây giờ vẫn còn là công giáo. Mà đặc biệt giờ công giáo mà không đi nhà thờ nữa mà thắp nhang, thầy làm hết luôn, nghĩa là thầy chuyển hết. Mà vẫn không tu giống thầy được vì không ăn chay được. Anh của thầy là anh thứ năm. Cách đây 4 năm tháng anh chết vì bệnh ung thư gan. Mà trước khi chết đau đớn la hét sùm. Đây là cái chung. Trung đạo sẵn đây chỉ cho huynh đệ làm. Nếu trong gia tộc mình, trong gia đình mình có ai nằm mà rên la thảm thiết mà không chết được,
Huynh đệ là một mâm cơm chay, trái cây, hoa quả, dĩa muối gạo, 6 ly nước, 5 cây nhang. Cầu nguyện xong xuôi tụng thời A-di-đà cho em mình, anh mình, chị mình, mẹ mình, ba mình được an lành, được không còn rên la khóc lóc. Cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi ba mình được tiêu trừ. Cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này được tiêu trừ. Cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi người thân của mình được tiêu trừ. Tụng thời kinh A-di-đà xong rải muối gạo đi, là nếu cái này có phước, một tiếng hồ sau hết rên la, hai ngày sau sẽ chết, không chết trong đau khổ. Thì trung đạo dựa vào cái điều này, ông anh mình là công giáo, chưa bao giờ biết niệm Phật, chưa khi nào niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời thật, việc thật của gia đình trung đạo đem chia sẻ với huynh đệ. Chúng ta chấp vô từ ngữ và niệm của mình quá, chứ mình thấy nó lạ. Còn trung đạo rất là cởi mở rộng lượng trong cái kiến thức. Cho nên đối với thầy trung đạo là Nam Mô A Di Đà Phật là một phương tiện để chúng ta tiến hóa. Anh mình là công giáo, nếu bây giờ ổng gần chết mà mình kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ chống cự. Tại vì ổng nào giờ là niệm cầu nguyện Chúa không thôi, mẹ Maria không thôi. Bây giờ mình kêu Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ không chịu. Thì cái thức ổng sẽ chống đối. Mà ổng chống đối trong cái thức này rồi đó thì đi lạc. Nó lộn xộn trước khi chết là không biết đi đâu. Nên trung đạo tụng, để mâm cơm tụng xong xuôi, rải muối gạo xong, để tay lên đầu anh mình nói. Lúc đó ổng cũng còn tỉnh chút chút chứ không có mê lắm. Mình nói: anh Năm, anh niệm nè, anh nghe tôi đi, anh chết tôi lo cho anh đầy đủ hòm, mọi thứ tôi lo hết, anh yên tâm, anh cứ đi, anh niệm cho tôi Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, anh niệm đi, anh cứ nghe tôi lo hết, anh niệm Nam Mô A Di Đà Chúa. Mấy ngày sau kêu vợ tới: ê, 5 ngày nữa tao chết. Đúng 5 ngày sau anh của thầy chết. Lúc này thầy đang ở Vĩnh Long, bà chị gọi xuống nói: thầy ơi, anh Năm mới chết. Cái tiêu rời coi chân tay cái gì nó ấm nói cho thầy nghe. Bà rời chân thì lạnh như đá lờ lên đỉnh đầu, nóng hổi. Chúc mừng, chúc mừng đã về với Chúa. Mà ở trong đó đâu có Chúa với Phật, ở đây còn tôn giáo trên kia đâu có. Hiểu không? Ở đây mình nói tôi giáo này giáo nọ giáo kia, ở dưới không có. Thứ một là chui vô cái lỗ đen thùi, chui ra kia quên hết. Đầu thai đó, sao nhớ được mình đẻ ra còn. Giờ mới ai đẻ ra biết đạo gì nói nghe coi. Mới đẻ ra đạo gì nói, trai hay gái nói, biết chết liền. Mới đẻ còn không biết mình trai hay gái, công giáo, Phật giáo, Hồi giáo còn không biết nữa, chứ đừng làm gì mà biết. Phải không? Đẻ là trong trắng vô tư, ngây thơ vô tội. Nhưng ba mẹ mình theo cái gì mình theo cái đó, chứ mình đâu có quyết định đâu. Như nè, không quyết định, lớn lên quyết định đi chỗ khác thấy lợi lạc hơn. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt là anh thầy là công giáo, mình niệm Nam Mô A Di Đà Chúa vẫn đi ngon lành như thường. Mà thầy không hề đứng đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ổng đâu, nói trong lỗ tai. Mà cái miệng mình á, khi huynh đệ tụng kinh niệm Phật nhiều quá, cái miệng mình trở thành Phật lực. Khi mình kê lỗ tai người gần chết, cái thức nó kém lắm, cái năng lượng nó kém. Mình nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ chưa? Ông gật gật cái đầu là cái chữ này nè, nó chạy trong cái đầu của người đó đó. Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, thành một cái máy. Vì cái miệng mình nó có đạo lực, thành ra mình nói cái thức nó nằm trong đó, nó quân điệu quân lại hoài. Thành ra khi đi cái đầu nóng hổi. Anh ruột có thầy đó mà là công giáo, niệm Nam Mô A Di Đà Chúa mà siêu đó. A Di Đà Phật. Thầy không nói vãng đâu. Ông còn phải bị xử cái tội ăn tầm bậy, nhậu tầm bạ chứ đâu phải không. Cho dù mình giúp người ta mà đừng nghĩ rằng là mình sẽ vãng. Đấy tư cách gì, nếu làm được chư Phật làm hết không tới mình đâu. Nhà ai xí vô nghiệp chướng người đó phải chịu trách nhiệm đó nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Đây nè, cách phát âm Amitabha. Nam Mô Amitabha, người Tàu á ha. Nam Mô Amitabha, cái chữ Mi đó là người, chẳng người Tàu. Chữ R không nói được, chẳng hạn như là Tỳ Lô. Tỳ Lô Giá Na nó đọc Tỳ Rô, đọc chữ R không được, đọc Tỳ Lô. Người ta đọc chữ R không được. Người Tàu có người nói chữ chữ con gái nói không được là con ngái, chữ gạo nói không được nó con ngạo. Cái phát âm á, tiếng Tàu là Ami, đúng không? Việt Nam mình đâu có A-di-đà. Thầy còn đọc A-di-đà Chúa cũng sao, nó là A-di-đà Phật. Bác yên tâm đi, mấy cái chữ đó không thành vấn đề. Cái lòng của bác mới quan trọng. Mấy cái từ ngữ có thể thay đổi. Chẳng hạn thầy tụng niệm Nam Mô A-di-đà Chúa ai biết.
nhưng mà cũng đi về Chúa mà. Nhưng mà đi về đâu? Chỉ có cái ông đó mới biết thôi. Thành ra bác đừng có dính vào cái chỗ là Ami hay Ai, miễn sao bác vui là được rồi. Bây giờ đi hay không đi là do bác quyết định. Còn bác, những người mà hộ niệm bác á, nếu mà bác để người ta hộ niệm cho bác á, thì bác mặt mũi nào còn nhìn chư Phật. Bác niệm Phật nhiều quá mà nhờ người ta hộ niệm là sao? Mắc cỡ chứ không biết mắc cỡ chư Phật à. Mình niệm Phật quyết định đi đâu đúng không? Mắc chứng như tới ngày gần đi cái nhờ huynh đệ tới niệm là sao? Không biết mắc cỡ gì không hay sao? Nên không cần ai á, tự đi luôn. Tự lực cánh sinh. Chấp nhận mình là con cổng, mình có quyền quyết định đi đâu. Không xin ai hết á, không nhờ huynh đệ tới niệm nữa. Nếu mình niệm Phật 30 năm sau nhờ huynh đệ tới niệm hộ niệm thì quá ư là xấu hổ với chư Phật. Biết mắc cỡ không? Biết mắc cỡ chứ. Người tu phải biết mắc cỡ chứ. Niệm Phật 30 năm mà vẫn nằm rên rỉ rồi người ta hộ niệm cho mình thì quá ư là xấu hổ. Cho nên bác thoải mái bác niệm sao cũng được, thầy chấp nhận hết, miễn sao bác vui vẻ chư Phật là đủ. Bây giờ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy qua Mỹ thầy dạy không Nam Mô A Di Đà Phật đâu có hiểu đâu. Thầy gặp người Mỹ á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà nó hiểu. A Di Đà Phật nói what, gì vậy, gì vậy, đâu hiểu. Thầy gặp người Mỹ người Nhật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà nó hiểu. Còn về Việt Nam A Di Đà Phật không hiểu, A Di Đà Phật họ hiểu. Có gì đâu, kể nó chữ nào cũng được mà, thấy không? Những bác vui là đủ. Dễ hiểu lắm bác ơi, thầy dễ vô cùng. Niệm sao không được hết trơn á. Huynh đệ tu miễn sao huynh đệ vui hạnh phúc là tôn chỉ đầu tiên chúng ta phải có. Người tu phải hạnh phúc và an lạc. Còn người ta nói gì niệm chữ gì trật không sao đâu, hiểu không? Bây giờ thí dụ nó nói màu đỏ, kệ nó đi. Mình phải nghe nó thôi, chỉ nó có quyền hơn mình. Cũng nghe vui mà đâu sao, nhưng mà trong đầu mình nghĩ màu xanh sao nó biết được. Thấy chưa? Kệ nó nói mình nghe không sao chứ. Mình nghĩ trong đầu sao người ta biết. Nhưng mà ông Phật không biết đó. Cứ dễ chịu thôi không sao, đừng khó chịu. Bây giờ mình tu vậy đó, mình tu như vậy nè, bạn mình cũng tu giống vậy. Nhưng mà cái trí tuệ, cái căn cơ, sự suy nghĩ, sự so sánh, sự chọn lựa, nó sẽ làm cho bị lệch một chút xíu. Nhưng cũng không sao. Chưa chắc đâu, thầy mới giải khí công có mấy tháng, cái thằng đệ tử thầy nó ra, nó chế thêm mấy thế nữa. Thầy bắt được thầy nói, ô mày giỏi quá ha, làm trật cái bài thuốc của người ta. Thì thiếu gì thế gian này, thiếu gì học được chút xíu ra viết thêm chút rồi. Thì đó gọi là tam sao thất bổ. Mà từ hồi ông Phật ông bỏ đi tới giờ là mấy tỷ 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 sao rồi, không biết bao nhiêu triệu 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 tỷ rồi. Thì có gì đâu, phải không? Mình là những cái nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, cái lá nhỏ nhỏ, cái rụng về cũng về cái gốc Bồ Đề đó. Nhưng với điều kiện là phải tu cho rõ ràng trong chánh pháp mới trở về gốc Bồ Đề được. Còn nếu vớ vẩn là gió thổi bay luôn, không bao giờ quay lại. Tu thoải mái, không bắt bẻ, không bắt lỗi. 1905 thầy nói cái điều này huynh đệ sẽ không bao giờ nghĩ, chắc ông này nói xạo lắm. 1905 ở Hy Mã Lạp Sơn, trong tận cùng ở chính giữa của nước Tây Tạng, vị Lạc Mai là một tỉnh trưởng. Một tỉnh trưởng ngày xưa, tất cả các vị giới chức cao cấp của trong Phật giáo Tây Tạng, những vị một cái chức sắc lớn đều là những chính quyền Tây Tạng, chính quyền là tôn giáo. 1905 Phật tổ có chuyện cần gặp vị huynh đệ này, nắm tay sau khi giảng một bài ngắn gọn, nắm tay huynh đệ nó nói có một câu thôi: này anh em, khi mà anh em phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phê phán chính bản thân mình đó. Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, người tu theo Phật là trước xử mình, sau không xử người. Dùng cái đức để hoán cải người ta, dùng cái đạo hạnh để hướng dẫn người ta, chứ không dùng bằng cái miệng hoặc la rầy chửi bới. Phật tổ không bao giờ la rầy mắng nhiếc ai, ngài chỉ khuyên mình: này anh em, một khi mình phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phán chính bản thân mình đó. Tại sao người nói câu này? Bởi vì người thấy được chúng ta là Phật sẽ thành Phật mà, phải không? Trong này đều có Phật. Thì mình đang phê phán người ta là phê phán chính mình rồi. Bởi vì mình với người ta cùng có tánh thiêng liêng. Mà tánh thiêng liêng là tánh chung của nhân loại mà. Tánh này là tánh Phật đó, có phải không? Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, trước xử mình sau không xử ai hết. Mình xử mình chưa xong xử người ta, phải không? Đúng không?
Cho nên muốn cho thế giới yên lành á, nó làm sao miệng nó vui là được. Hãy làm quá trước mình nói nhỏ nhẹ, hay cùng tiến tu với nhau, chứ không được chửi bới chỉ mặt. Nó nổi điên lên nó bỏ tu là mình phiền lắm á. Người thầy mà làm cho đệ tử bỏ tu là ông thầy đã đọa trước tiên đó. Thành ra phải cẩn thận, trách nhiệm của người thầy đâu phải ít đâu. À, mũi dạy là lái chịu đoàn. Nói như vậy luôn á, trách nhiệm rất là lớn trong tâm linh. Về thế gian coi không ra nhiệm trong tâm linh là luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Cho nên làm phải cẩn thận, nói phải cẩn thận, nghĩ phải cẩn thận. Luật nhân quả sẽ xử từng chút một, cộng trừ nhân chia ra kết quả, tự xử đi. Rõ ha? Hay gì đập Phật. Chúng ta phải cẩn thận đó. Người tu phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tụng Pháp Hoa nhiều năm mở miệng rủa người ta ăn cái, mấy tháng sau nó chết ngủm cô đeo. Chết không cha không mẹ không người chôn luôn. Huynh đệ của thầy á, rủa thằng cháu chút xíu 6 tháng sau nó chết ngoài đường đó, lấy chiếu đắp lại thôi đó. Mà tụng Pháp Hoa nhiều năm mà, mở miệng là chết người đó. Thành ra phải cẩn thận, cái miệng mình trở thành thần khẩu Phật khẩu. Nếu rủa người ta trở thành ác khẩu á, người ta chết mình mang nghiệp. Nhớ không? Cái tôn chỉ của thầy là tiên sử bỉ hậu bất sử kỷ. Tổ Huệ Năng nói rất rõ, như Phật Tổ mới nói xong. Tại sao tổ tiên sử bỉ, trước là sử mình, sau không sử ai? Hả, còn sử người ta là cái tôi mình nó còn. Hả, cái tôi còn dứt khoát không học Phật Pháp được. Thấy không? Mình còn thấy lỗi lầm ta, tức là cái tôi mình nó còn. Còn Phật để ý coi không có la ai đâu. Ông ngồi yên kìa. Có la người nào không bao giờ la. Ông ngồi làm thinh, ông mỉm cười, ông làm thinh. Nó nói gì nói kệ nó. Chuyện của nhân quả mà mắc chứng như tôi xía vô. Phải không? Chuyện của nhân quả. Chúng ta đi tu theo Phật là phải chấp nhận cái luật bất di bất dịch của vũ trụ là nhân quả. Không phải là nhân quả đâu nha. Bình thường đâu, nhân là 1 thành 4. Hả, nói xấu hưởng 4 lần, nói tốt được 4 lần. Không bao giờ ít hơn hoặc nhiều hơn 4 lần. Tất cả trở về là 4 lần. Trung đạo xác định là 4 lần. Có rõ ràng từ đâu mà ra là 4 lần nữa. Hả, nói bậy một cái, nghĩ bậy một điều thôi là 4 lần. Mà mỗi lần mình nghĩ, 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần. 1 tiếng là 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần. Quả báo về là 2.400.000 lần. Trong 10 tiếng đồng hồ là 2.400.000 lần xấu. Là trong 1 ngày thôi, chưa kể 1 năm, 1 đời đi. Bao nhiêu đời nữa nó chồng chất, cái nghiệp chứng mình nó dày còn hơn là cái dãy núi Trường Sơn nữa đó. Đó, mình tạo tác cỡ đó luôn đó. Thì mắc chứng như mình xử người ta, mình còn chưa xử mình xong đây. Thầy đâu có la, đệ tử của thầy đâu không khi nào la. Thương tụi nó hết mình hết mẩy luôn mà còn chưa đủ nữa. La cái nỗi điên về, cái trí tuệ nó cạn quá, nó về nhà nó nghĩ, nó buồn phiền, nó giận, nó không thèm tụng kinh. Nó đau khổ, nó không thèm tụng kinh, mình còn khổ nữa. Hả, mình làm cho vài ba huynh đệ mà thối bồ đề tâm là đời mình bắt đầu cũng thối rồi đó. Thí dụ bây giờ tụm năm tụm bảy lên nói xấu một đứa, nói súng lại ăn hiếp một đứa, đứa đó nó bỏ tu là mấy đứa kia xuống dưới bị tính sẵn sàng hết. Cái tội làm người ta thối bồ đề tâm. Hả, nó thối mình thối theo. Hả, nó bỏ tu đùi đời mình thối. Thầy không dùng chữ thối, dùng chữ thối luôn là khỏi xài nữa. Đó không? Cho nên hả, mình nói xấu là cái miệng mình thối, lỗ tai nó, cái người nghe xấu cũng thối luôn. Mà hai đứa nó qua nó lại riết là bắt đầu cái lỗ tai thối, cái miệng thối, rồi đời sẽ thối, bồ đề tâm cũng thối quắc, rồi xong hết tu. Xuống dưới bắt đầu nó xử cái miệng thối, cái lỗ tai thối. Cho nên đàn bà chết, 3 ngày sau cái lưỡi có dòi. Đàn ông chết, 3 ngày sau con mắt có dòi. Chắc chắn là có dòi luôn. Mà tụng tu nhiều, 1 tuần sau con mắt không có dòi là tu tốt. Tháng sau con mắt còn không có dòi là tu quá tốt. Người bà tu tốt, 3 ngày sau lưỡi không có dòi là tốt. Tuần sau vẫn còn nguyên là đại tốt. Ráng tu niệm Phật tụng kinh sao mà cái miệng mình không có dòi là quá phước. Con mắt không có dòi là quá phước. Biết lỗi tại sao rồi phải không? Cần phải thông dịch không? Không. Cho nên ráng tu niệm nhiều vô để cái miệng không bị thối. Thật ra nói lời tốt, làm điều tốt, nghĩ điều tốt, nhìn thấy tốt, cái gì cũng tốt. Huynh đệ mình là Phật, cúi đầu chào huynh đệ với lòng hạnh phúc an lạc để được chào. Đó là niềm hạnh phúc nhất. Bởi vì cặp mắt mình nhìn thấy Phật tánh của ba tánh chúng sanh.
Mà ngộ cái hả, mình làm ác ghê lắm, hả, ác về với mình bắt đầu mình la trời la đất, than thân trách phận. Chứ lúc mình làm ác mình vui lắm, mình không thấy mình đang ác với người ta. Ngay cả ích kỷ với người bên cạnh mình đã ác rồi. Mình ích kỷ một cách tột đỉnh là mình đã ác với mọi người xung quanh rồi. Rõ không? Chính người tu phải mở lòng, rộng tấm lòng mình dành cho bá tánh chúng sanh. Nếu làm được điều gì an lạc thì làm, nếu không làm được ngồi xuống tụng kinh. Nếu nghĩ điều gì an lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ tiếp tục, còn không nghĩ được ngồi xuống niệm Phật. Nếu không mà nói được điều gì an lạc cho bá tánh sanh, ngồi xuống tụng bài kinh để đừng nói bậy. Cho nên mình giúp cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác là thế. Mà người tu phải luôn luôn như thế. Người tu không được cằn nhằn. Hả, còn cằn nhằn là cái tôi mình nó còn. Người tu không được bắt lỗi huynh đệ, hả, còn bắt lỗi cái tôi mình còn. Người tu không được hơn, hả, hơn là sẽ thua. Người tu không được thắng, hả, muốn thắng là bại. Thua với chính mình mà. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu là phải thắng mình, có đúng không? Không thắng ai hết. Rõ chưa? Cho nên cái tôn chỉ của người tu phải nhớ rõ câu này, tôn chỉ của Trung Đạo này. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết tất cả. Cái người này mới thật sự là dễ thương đó. Thì không có cái gì phiền đó, đó. Nó khen cũng A-di-đà Phật, nó chê cũng A-di-đà Phật, nó chửi cũng A-di-đà Phật, nó lấy của mình đi mình cũng A-di-đà Phật. Thực sự cái người này là rất là dễ thương. Mình tu đến niệm Phật đến cái lúc mà mình không còn vướng mắc gì rồi, lúc đó mới gọi là tự tại đúng nghĩa. Quý vị hiểu chữ giải thoát không? Trung Đạo đó học sách nhiều quá, cái giải thoát nghe kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm mà nó cao siêu vô cùng. Khi mà hiểu được rồi á, thiệt sự là rất dễ vô cùng. Giải cái gì? Thoát, thoát cái gì? Giải trừ những tánh mê chấp, mê lầm, ngoan cố, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, cứng tai, cứng chân, cứng miệng. Cái gì nói chung là những cái gì mê lầm, mê chấp, mê muội, mê mang, mê tín, si mê của mình. Mình giải trừ hết tất cả những cái xấu hư tật xấu của mình rồi đó. Lúc đó mình có hy vọng sống sự an lành 5 phút mình mới thoát được sanh tử. Đơn giản ghê ha. Nhưng mà mình nghĩ ở đâu á, giải thoát phải ghê lắm. Không có đâu. Giải trừ những cái mê lầm, mê chấp với thế gian, dễ giải trừ tất cả những thế gian pháp, trần gian tánh, không còn vướng mắc nó rồi á, thì thực sự mình hòa nhập vào Phật Pháp. Lúc đó mình có hy vọng thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đó là việc làm chúng ta là phải vậy đó. Tụng kinh là phải biết bỏ nha, không được ôm vô. Thầy thấy cái chùa ở chùa nào không nhớ tên, ở Bà Rịa gần Tịnh Xá Ngọc Hải, ở Bà Rịa đó, để cái chùa lớn khổng lồ, cục đá trước chùa cao thì cao để chữ buông xả. Phải buông xả, phải không? Tu là phải buông xả, đừng có ôm. Nếu mình đều có cái tâm mà buông xả rồi, tự nhiên mình không bao giờ cảm thấy bệnh hoạn mệt mỏi, không có. Trung Đạo lấy bản thân mình chứng minh á, thiệt nhiều người nói câu, nhiều câu sốc ốc hay lắm, Trung Đạo nghe răng cười hè. Chỉ cái chỗ nó muốn chọi đá vô nhà mình mà nó chọi không có được. Nếu mà mình phản ứng lại, tức là mình chụp cục đá mình chọi lại, là hai thằng chọi qua chọi lại, là hai thằng cùng xuống địa ngục hết. Nó chọi cục đá vô nhà Trung Đạo, lấy cục đá giấu luôn, rồi hết đồ chọi, xong chuyện. Thấy chưa? Bắt chứng phải chọi lại chứ. Trung Đạo luôn luôn lấy cục đá người ta giấu luôn, rồi nhe răng ra cười, xong chuyện. Đơn giản mộc mạc. Hết chuyện à. Nó muốn xin chuyện với mình, không cần. Nó muốn giữ không, kệ nó luôn thì kệ nó. Mà chắc gì nó giữ bằng mình không? Mình giữ ghê nó phải không? Nhưng mà mình giữ ở cái mặt khác, là mình dám hành hạ mình. Còn nó hành hạ mình là chuyện bình thường. Mình hành hạ mình để chi? Để mình giết chết cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Bên Nam Tông họ ngồi thiền, cái minh sát tuệ của họ là giết cái phàm ngã để nhập vào vô ngã. Còn bên Trung Đạo thì đơn giản lắm. Thằng tôi là cái thằng không nên xài, hết chuyện. Mày đói bữa mày đâu có chết đâu. Mày thiếu cà phê mày đâu có chết. Mày thiếu thuốc lá đâu có chết. Cho mày chết luôn. Mày chết đi tao sướng hơn. Hả, mày còn sống tao còn phiền não. Cho nên mình tu mục đích chính là giết cái thằng phàm phu tục tử ẩn ngự trong cơ thể của mình. Mà thằng này là cái thằng thủ phạm giết chết Phật tánh của chính mình đó. Cái gì là Phật? Có đúng vậy không? Đúng không? Mình gây lộn với người ta cũng vì cái tôi của mình thôi. Nó nói một câu hen mình đâu thích đâu.
nó đẹp trai hơn mình đâu ưa, thấy không? Nó phải xấu hơn mình, nó dở hơn mình mới thích, bởi vì cái tôi của mình mà. Và phải nhớ, tất cả chúng ta hả tu theo Phật, hả muốn thắng là sẽ bại, muốn hơn là sẽ thua, có vậy thôi. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất, vĩnh viễn nhất. Hỏi lại coi thế gian này có bao nhiêu vị thắng bản thân mình, rất là hiếm. Người tu thì như long trâu, thành đạo thì như sừng thỏ, phải không bác? Tu thì nhiều lắm, còn thành đạo thì thành tổ thì được, tổ chút được. Việt Nam mình đâu cần tu, tổ dân phố đầy, thấy không? Chứng tổ dân phố là khắp nơi, còn chứng tổ này chỗ kia thì khó lắm. Bên Trung Quốc chứng tổ mà không có chứng Phật, bởi vì không có chánh pháp cho nên không chứng Phật. Chúng ta tu theo, bắt chước theo cũng không chứng Phật, bởi vì chúng ta không đi vào cái đại thể của việc tu. Tu như thế nào để niệm Phật có kết quả, sống như thế nào để việc tu chúng ta có kết quả. Những điều chúng đạo vừa nói là những cái chứng nghiệm tâm linh cho bản thân này, chứng minh trong cuộc sống. Chúng ta muốn đạt kết quả như ý trong việc niệm Phật, tu tụng, chúng ta phải sống như vậy đó, và sống tròn bổn phận đối với anh em huynh đệ của mình. Thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó huynh đệ mới có cơ hội biểu lộ cái tánh đại từ đại bi của chư Phật. Tánh đại từ đại bi này sẽ giúp cho mình tròn cái nhân đạo. Mà nhân đạo đã tròn rồi thì Phật đạo chắc chắn mở cửa để chờ đón mình đó. Mà huynh đệ không cần phải xin xỏ điều gì, mở mắt dậy, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ này thôi mà không làm được thì dứt khoát việc học đạo chúng ta không thể nào như ước mơ được. Nghĩ thiện làm lành thường xuyên thì đâu còn nghĩ tánh xấu nữa, phải không? Tụng kinh trì chú thì phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành thì tạo phước, phước huệ phải đầy đủ chứ. Mà người tu phải có đủ phước đủ huệ thì mới phát triển, mới tiến hóa được, phải không? Cho nên nghĩ thiện làm lành để giúp chúng ta không vía vớ vẩn bậy bạ trong thế gian. Tụng kinh trì chú để giải trừ những oan gia trái chủ, giúp đỡ âm linh huynh đệ âm binh siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Vừa có phước dương đức, vừa có phước âm đức, cho nên âm dương đầy đủ là công đức tròn đủ, phước báo cao dày. Người tu phải làm những điều này thì việc tu học mình mới có kết quả như mong muốn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung đạo, cái thói quen của mình là nói chuyện đàm đạo với nhau để chia sẻ tất cả những cái chứng nghiệm, chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bên cạnh đó huynh đệ cũng phải nói lại những điều, hỏi những điều cần thiết trong việc tu học của mình. Trung đạo không muốn có một chiều thâu vô mà không phát ra đó thì nó thiệt là bất công quá. Chúng ta cần phải hỏi nhiều vô, tu như thế nào để được tiến hóa, làm thế nào để bỏ được thói tật xấu. Trung đạo sẵn sàng chỉ và sẽ vui vẻ hạnh phúc để được chia sẻ. Mong rằng huynh đệ phải mở tấm lòng ra để cùng với Trung đạo đàm đạo với nhau, mà chúng ta cùng tiến hóa, cùng học hỏi với cùng trở về cha mẹ Như Lai của mình. Rõ không? À, Trung đạo nói như vậy huynh đệ có dễ hiểu không? Có dễ làm không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh cái câu đó muốn nghe đó. A Di Đà Phật. Rất là dễ, không có khó. Rất là tu, rất là nếu mình hiểu được cái sự tu á, như vậy đúng cái khuôn á, cho nên mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ngài nói á, nếu con theo ta, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp. Thì sư đạo rị mỏ viết hoài, viết cái sự suy nghĩ của mình, mà đâu biết rằng sự suy nghĩ này là do cái sự gọi là thu thập kiến thức của những sách vở khác đó, cái ngồi viết lại theo cái thứ tự của mình để mình hiểu mà. Nhưng mà càng viết càng ngu, bởi vì toàn là phàm trí không thôi chứ không có thánh trí. Mình lấy cái thuộc lòng của mình ghi lại mà sắp theo thứ tự, rồi ghi tên là Thích Chao Đụng. Trung đạo á thì mới hiểu được. Nếu đi theo ngài không cần phải viết, bởi chư Phật có bao giờ viết sách đâu, đúng không? Bây giờ huynh đệ có thấy ông A Di Đà viết cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Mẹ Quán Thế Âm viết cái cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Cũng đâu có đâu. Các ngài sống biểu lộ, sống với đạo lý để đạt tới chân lý. Chúng ta phải biểu lộ chân lý chứ không có lý luận suông. Nếu mình lý luận suông trở thành lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn hí ngữ,
mình mở miệng là sách, mở miệng là sách, mở miệng là sách, trong khi mình chẳng có gì. Thuộc nhiều sách không có nghĩa là giỏi trong đời sống tâm linh. Thuộc nhiều sách chỉ là một con vẹt nói đi nói lại trong những từ ngữ mình đã lượm lặt trong sách vở. Tại sao gọi là sách vở? Mình ngốn nhiều sách, ý tưởng của thiên hạ, của bá tánh, của phàm phu nhiều quá, thì tâm tư trí tuệ mình nó vỡ từng miếng một, mà không phải của mình, của người ta không à. Sách vở. Hiểu chữ sách vở chưa? Sách là nó vỡ đó. Việt Nam mình xài chữ vô cùng tuyệt vời luôn. Xá lợi. Xá là có lợi. Cho nên mình xây ra cái chùa Xá Lợi. Tới xá với Phật thì có lợi lắm á, đúng không? Gặp thầy gặp cô xá. Xá là biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cúi đầu trước huynh đệ ba tánh là biểu lộ tánh khiêm nhường. Mà tánh khiêm nhường này cho mình rất là nhiều cơ hội học hỏi. Huynh đệ đừng có tưởng đầu trọc áo vuông. Huynh đệ đây là Bồ Tát sống không à. Bồ Tát không ở trong chùa đâu. Nếu Bồ Tát vô chùa hết á, thầy chùa này đói hết rồi. Lấy gì ăn? Có làm ra tiền không? Không. Trên các ngày sắp xếp, đầu trọc vô chùa ngồi hết, bá tánh Phật Bồ Tát ở ngoài, đến chi đem đồ cho thầy chùa Nico ăn chứ, thì mới có sức tu, tu cho giỏi vô để hồi hướng công đức của huynh đệ, để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên Bồ Tát vô chùa là mấy thầy cô đói hết. Hiểu ý thầy không? Bởi vì cái lòng đại lượng, rộng lượng, khoan dung của các ngài đều là hình tướng của Phật tử cư sĩ bá tánh chúng sanh. Mới mở cái hồ bao ra chia sẻ cho các chùa, cho các cô, các thầy có phương tiện ăn uống tu học, mặc quần mặc áo. Người tu đâu có làm ra tiền. Nếu mà tất cả kẹo hết thì mấy ông này là hơi đau tụng, sức đầu nói, đúng không? Cho nên trung đạo là người hiểu được việc này, cho nên rất là cảm niệm công đức, sự kính trọng huynh đệ cho trung đạo có một cơ hội tiến hóa. Cho nên hãy nhận của đàn na tính thí. Chú tôi thiệt là giỏi, 10 phần công đức người tu chỉ có một mà thôi, còn mấy ông kia ngoài kia hưởng tới 9 lần. Nhưng nếu đàn na tính thí đổ hết cho thầy, thầy nhận hết luôn, mà thì tu bê bối hả? Ác là 9 phần, còn huynh đệ bị một phần gọi là cộng nghiệp. Ghê chưa? Đừng có tưởng giỡn nha. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Hiểu không? Cho nên huynh đệ há xá là thầy cúi đầu. Bởi vì huynh đệ là Phật sẽ thành thầy cũng giống như vậy, cũng là một bá tánh. Nhưng bá tánh này cạo cái đầu mặc cái áo khác màu khác kiểu thôi. Chứ thực sự lột ra hai thằng xà lõn cũng giống nhau y chang. Đúng không bác? Hai thằng đi bộ ngoài công viên mặc xà lõn giống nhau, có thằng nào chỉ có cái đầu trọc thôi, đội cái nón vô thì ai biết trọc với không trọc. Mình cũng là bá tánh bình thường, nhưng mà mình chấp nhận cuộc đời, hy sinh cuộc đời mình để làm lợi lạc cho bá tánh sanh, mà mình nhận của đàn na tính thí, phải tu cho tròn, không thôi sẽ nợ không bao giờ trả hết được. Thầy nói cái đơn giản để hiểu là sợ liền. Trung đạo có chùa bên Mỹ, đệ tử tới cúng 100 đồng tam bảo thì tiền này không đụng tới của cái cô thủ quỹ, còn cúng dường cho thầy 50 đổ xăng thầy lụng vô. Tại vì tam bảo nó có 3 phần: Phật, Pháp, Tăng. Mình là trụ trì thì mình có quyền chứ, thì mình đại diện. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Một ngày tu học của mình là tiền của đàn na tính thí của chùa cung cấp cho mình. Cho nên phải trọn một ngày này, phải làm sao cho lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho quan gia trái chủ, lợi lạc cho của quyền thất tổ, làm lợi lạc cho chùa. Thì mình mới làm đủ bổn phận người nhận của đàn na tính thí đó. Sự thật là phải thế. Cho nên trung đạo rất là cảm trọng, cảm ơn, cảm niệm công đức của huynh đệ đã cho trung đạo có cơ hội chia sẻ, và trung đạo ăn mỗi ngày mới có sức nói, mới có sức tu. Nhưng phải tu cho thật là đầy đủ để hưởng công đức lại các vị đã cho trung đạo có phương tiện cơ hội. Và phải biết nhớ, nhớ ơn. Cái ơn này ngộ lắm. Mình nhớ hoài, mình trả bằng cách là tu cho giỏi để chia sẻ lại chứng nghiệm tu tập, để không có mắc nợ. Đi nó nhẹ nhàng, nghe răng cười rồi xong, không có dãy đạch đạch. Cho nên huynh đệ cố gắng tu, đừng có dãy đạch đạch. Ăn của đàn na tính thí là phải nhớ. Một ngày tu là một ngày rất là quan trọng, để mình được an lạc một ngày. Đúng không? Một ngày để phải thật là an lạc. Để chi?
để cái công phu mình á được tính toán, kết quả tu học có được như ý, là thế đó. Thấy chưa, cái quan trọng ghê không? Một chút xíu thôi là chết, trật chút xíu là chết. Người tu rất là quan trọng trong cách hành xử, đối xử, cư xử, tiếp xử, không thôi là phải tự xử. Nó như vậy luôn đó. Thấy ghê không? Ghê lắm đó. Tình ra huynh đệ để ý, Bồ Tát, Phật sống, các ngài nói phụng sự bá tánh chúng sanh là bấy cho chư Phật. Bởi vì bá tánh là Phật, Phật là bá tánh, không sai. Cho nên mình làm việc cho bá tánh bằng cả con tim, trí tuệ, sức mạnh là mình đang báo hiếu chư Phật còn sống. Báo hiếu chư Phật đã quá vạn, đã chứng ngộ. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình thì chẳng có lỗi lầm gì, chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mình không còn vay mượn điều gì cả ở thế gian, cho nên mình bỏ gánh nặng rất là dễ dàng, đi rất là thoải mái, không còn gì để luyến tiếc. Rõ không? Chúng đạo chia sẻ tận tình để huynh đệ có cơ hội, chúng ta cần lấy thì lấy, không cần thì bỏ ngay tức thì, không luyến tiếc nó, để chúng ta không phải mang cái hành trang nặng nề đi trở về kia. Rõ ràng như thế luôn. Cho nên huynh đệ cúi đầu chào chúng đạo, chúng đạo cúi đầu chào huynh đệ. Chúng ta kính trọng lẫn nhau, tôn quý lẫn nhau, để cùng tiến tu với nhau. Một câu chuyện rất là đơn giản. Trung đạo đi khắp nơi gặp các thầy các cô đều cúi đầu. Mấy vị đó không cúi đầu cũng không sao. Huynh đệ phải biết rằng là coi vậy chứ, ngồi đây nè, ngồi đây nè, cúi đầu. Một ông thầy không có tu hành, chỉ mặc đạo đồ vô thôi, mà làm chuyện có thế gian nhiều và vẫn mặc đồ này thôi, mà Bồ Tát bên ngoài cúi đầu chào hoài á, cái tôi cộng nó bự phình, một ngày nó cái bùm xong luôn. Ông Phật không có chỗ ở, đi lang thang gọi là ma. Người ta cúi đầu đảnh lễ mình phải cẩn thận. Nếu mình coi như mình được như vậy đó, thì cái tôi mình sẽ to theo cái lạy của bá tánh. Nó càng ngày càng to, mình không biết ông Phật mình ở đâu hết đó, chỉ biết mình thôi. Nếu nó không lạy mình là mình sẽ tức, nó không xá mình sẽ giận, bởi vì nó hỗn. Hỏi lại coi mình xá người ta chưa, mình xá Phật sống chưa? Chưa. Đừng có nghĩ rằng là cái đầu này với cái áo này được mọi người cùng chào, không có đâu. Qua Mỹ nó coi mình như cái cục rác nào đó. Ở đây thầy cô còn nhìn quý chào phải không? Bên Mỹ à, ê khỏe không mày? Ở mày đàm hôm nay mày làm gì rồi? Vô mày không à? Nó vậy đó. Thì nó không cần biết thầy chùa hay ông nào á, mày tao hết. Thấy chưa? Chứ mình đâu có gì cái chỗ đó mình giận đâu. Hay là huynh đệ xá mình cũng đâu có vui, cũng vậy mình cũng xá lại, mình đáp lễ lại thôi, để biểu lộ cái tánh khiêm cung tôn kính của mình dành cho ba tánh chúng sanh, mà ba tánh sanh chính là Phật. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát dạy chúng ta gặp ai cũng cúi đầu đó. Ở đây ai tụng pháp qua giơ tay lên coi. Có ai tụng pháp hoa chưa? Có rồi hả? Vì tụng pháp hoa học được cái gì trong pháp hoa? Pháp hoa là vua của các kinh, đúng không? Mình tụng xong mình làm vua của bá tánh ha? Không có hả? Vì đạo Phật vậy cũng phước rồi đó. Khi mình tụng xong mình thấy vua là đời mình đen còn hơn là mắm nữa. Khi mình tụng pháp hoa mình thấy mình trên hết mọi người là mình vô cái địa ngục rồi đó. Cho nên ngài dạy mình phải cúi đầu trước huynh đệ. Các vị là Phật sẽ thành, các vị là Phật sẽ thành các. Bởi vì dạy cho mình cái cách khiêm nhường, khiêm nhìn tuyệt đối với bá tánh chúng sanh. Cho nên cuốn pháp hoa quan trọng nhất là thường bất khinh Bồ Tát. Hỏi lại coi ai có học được cái bài này chưa? Chỉ có một bài duy nhất đó thôi mà phải học cả cuốn pháp hoa đó. Hỏi là coi bao nhiêu vị biểu lộ được tánh thường bất khinh Bồ Tát chưa? Thấy chưa? Một bài đơn giản mà không ai học á, thì bá tánh chúng sanh chính là Phật. Phụng sự bá tánh là báo hiếu chư Phật, là thế. Chứ không phải phụng sự bá tánh báo hiếu cho mấy ông này đâu. Không có, không hề có. Rõ không? Nói gì là Phật. Đừng có giận nha, giận ráng chịu. Trung đạo có viết một bài thơ, ngài nói rõ ràng mà chúng ta không chịu chấp nhận đó là sự thật. Ngài nói, ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Đúng không? Câu này lặp đi lặp lại cả thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng hỏi là coi mấy ai xài cái chữ này? Không ai xài hết. Trung đạo viết thêm, ngài là Phật đã thành,
còn ta là Phật tương lai. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vần trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. A Di Đà Phật. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở đâu? Hả? Ngay đây nè, ngay đây luôn. Mình sống trong cõi này, mình sống trong tịnh độ hiện tiền, mình sống trong cực lạc hiện tiền, chính là cực lạc quốc trong này nè. Cho nên vui vẻ hạnh phúc một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi, nhật nhật cứ như thử ngày nào như ngày đó, tức là mình sống trong cõi cực lạc hiện tiền đó. Nếu mà không có cực lạc hiện tiền, đừng có hòng đi cực lạc bên kia, không có đâu. Nếu mà đau khổ hoài, niệm Phật còn đau khổ hoài, thì khi chết dãy đành đạch đạch là cũng vô cảnh khổ thôi. Cái thức cuối cùng của người tu là sẽ cho mình về cảnh giới mình còn ôm ấp nó. Chết rồi 23 năm sau vẫn còn mê một ly cà phê sữa đá. Trước khi chết ba hỏi con còn thích cái gì, nó dạ con thèm cà phê sữa đá. Đứa em gái nhào vô nói em cúng cho chị mỗi ngày. Chỉ có câu này thôi, cô này ở lại tới 23 năm sau mới gặp thầy. Sáng ra phải có ly cà phê sữa đá, không thôi là sẽ kiếm chuyện nhập vô đứa em quậy tan nát cái nhà. Đứa em lấy chồng, thằng chồng chửi đứa em, nó nhập vô đứa em đánh chồng. Nếu mà đứa em nó không cúng ly cà phê sữa đá ngày đó, đó là có chuyện lớn. Một ly cà phê sữa đá ở lại 23 năm, huống chi là một cái gì bự hơn. Ông sư ngoại có thầy ở lại cái chùa 28 năm không chịu siêu, bởi vì cái chùa đó giao cho đứa cháu ngoại, cháu nội đích tôn, mà sợ là nó sẽ làm hư chùa, cho nên ở lại canh chùa ở với nó luôn, không chịu đi. Sư ngoại có thầy ở ngoài Vũng Tàu á. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà không đạt tới cảnh giới tịnh độ của chính mình, thì dứt khoát chúng ta không thể nào trở về cõi tịnh độ của chư Phật được, đúng không? Tu niệm mà đây còn đau khổ phiền não thì dứt khoát vẫn còn tâm phàm phu. Còn tu niệm mà sống với cái tâm chân như an lạc hạnh phúc vĩnh viễn, thì chứng tỏ rằng mình đang nhập thể với cảnh giới tịnh độ cực lạc. Cho nên từ giờ trở đi, hãy hướng vào tim của mình mà niệm Phật. Đừng phóng tâm ra ngoài kiếm cảnh cực lạc, trù tượng không hiện hữu, không thực thể. Niệm Phật mà tưởng riết sẽ sống trong tưởng thức, và tưởng thức này sẽ thành hình ảnh cho ta vào cảnh giới không thực. Bây giờ mình biết mình là Phật, sống luôn cái tâm Phật của mình, biểu lộ cho bá tánh chúng sanh là mình đang sánh với Phật tánh của chính bản thân mình. Rồi ngày nào đó chính ông Phật của mình sẽ dẫn mình về cha của mình là Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc huynh đệ học đạo tinh tấn, nhìn biết bản thân mình là Phật, để được sống với các ngài đã và đang sống, được làm những điều các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, được phụng sự bá tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Đó là tôn chỉ của chư Phật mà chúng ta phải noi gương. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thời gian còn lại huynh đệ hỏi, trung đạo trả lời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Có dễ hiểu không huynh đệ, dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh nhan. Trong con mắt trung đạo, cho dù già trẻ bé lớn, trung đạo được cái phước là đều nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Nhờ vậy mà trung đạo rất là hiền từ với huynh đệ, rất là cung kính huynh đệ là chỗ đó đó. Con mắt mình nhìn được rồi thì cái gì cũng vui hết. Trung đạo không có gì phiền, khó phiền lắm. Muốn chọi đá vô nhà trung đạo là mơ đi. Lụm tao giấu luôn, khỏi chọi lại. Ở dưới là Phật, huynh đệ có hỏi gì thì hỏi nha. Mô Phật, con xin phép thầy. Quỳ lên con... để đúng cái nghi đi. Xin có một người hỏi là em đi chùa, em có hiểu là bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật
sáu là chữ. Nghĩa như thế nào? Nam mô Di Đà Phật, nam mô là kính lễ quy về A Di Đà Phật. Ông Phật này ông tên là A Di Đà. Không thôi là ví dụ nam mô Di Đà Chúa cũng được, ông Chúa này tên A Di Đà. Con tên gì? Dạ thưa con là tên Nga nhưng mà con nam mô A Di Đà Nga. Dạ. Ngồi xuống đi. Ảnh hỏi con vậy, con trả lời với ảnh như vậy. Con không biết con trả lời có đúng hay không. Trả lời gì? Con có duyên thầy nên con muốn hỏi thầy để coi. Dạ đúng đó, thì luôn luôn dùng chữ nam mô để mình biểu lộ sự tôn kính, mình quay về niệm danh hiệu của Ngài để mình sống được như Ngài. Chúng ta niệm Phật là phải sống giống. Mình niệm Phật tức là mình kính quý cái tên này, mình sống giống như cái hạnh của Ngài nè, đúng không? Thì nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, thì giống y như cái hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. 12 hạnh nguyện của Ngài phải thực hiện cho đủ, trung đạo thực hiện đủ, không thiếu một điều nào hết. Huynh đệ tụng kinh đến cái độ mà nhập pháp rồi đắc pháp mới là tụng. Niệm Phật đến cái nào mà nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Tu tụng, tu pháp nào đắc pháp đó, mình biểu lộ hết những tất cả những gì mình đã học trong cái pháp này, biểu lộ cho tường tận luôn, mình mới đắc được pháp, mình mới nhập pháp rồi đắc pháp. Niệm Phật cũng vậy, phải nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Phải như vậy mới gọi là tu, mới có kết quả. Niệm Phật A Di Đà, con vị này tên là A Di Đà. Ở sách vở là ở phương Tây. Còn nếu tu lộn thì về cũng Tây mà Tây Ninh. Con trả lời với ảnh vậy nè. Con nói Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là trong tâm ta lúc nào cũng có Phật. Là ta kính trọng Phật. Ok, cứ nói theo sự hiểu biết của con là được rồi, Di Đà Phật. Không, vậy được rồi đó. Nói sao miễn anh đó vui là được rồi. Di Đà Phật con. Thực sự huynh đệ mà hiểu được trung đạo nói cái điều này, huynh đệ nghĩ chắc trung đạo nói giỡn nói chơi. Huynh đệ biết thầy xuất thân từ đâu rồi, gia đình là công giáo, công giáo nòi luôn đó, từ ông cố cho đến ông nội đến bố là bốn, ba đời tới thầy là bốn đúng không? Thầy làm thầy chùa mà cả nhà thầy bây giờ vẫn còn là công giáo, mà đặc biệt giờ công giáo mà không đi nhà thờ nữa mà thắp nhang, thầy làm hết luôn, nghĩa là thầy chuyển hết. Mà vẫn không tu giống thầy được vì không ăn chay được. Anh của thầy là anh thứ năm. Cách đây 4 năm tháng anh chết vì bệnh ung thư gan. Mà trước khi chết đau đớn la hét sùm. Đây là cái chung. Trung đạo sẵn đây chỉ cho huynh đệ làm. Nếu trong gia tộc mình, trong gia đình mình có ai nằm mà rên la thảm thiết mà không chết được, huynh đệ làm một mâm cơm chay, trái cây, hoa quả, giữa muối gạo, 6 ly nước, 5 cây nhang, cầu nguyện xong xuôi tụng thời A Di Đà cho em mình, anh mình, chị mình, mẹ mình, ba mình được an lành, được không còn rên la khóc lóc, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi ba mình được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi người thân của mình được tiêu trừ. Tụng thời kinh A Di Đà xong rải muối gạo đi là nếu cái này có phước, một tiếng hồ sau hết rên la, hai ngày sau sẽ chết, không chết trong đau khổ. Thì trung đạo dựa vào cái điều này, ông anh mình là công giáo, chưa bao giờ biết niệm Phật, chưa khi nào niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời thật, việc thật của gia đình trung đạo đem chia sẻ với huynh đệ. Chúng ta chấp vô từ ngữ và niệm của mình quá, chứ mình thấy nó lạ. Còn trung đạo rất là cởi mở rộng lượng trong cái kiến thức. Cho nên đối với thầy trung đạo là Nam Mô Di Đà Phật là một phương tiện để chúng ta tiến hóa. Anh mình là công giáo, nếu bây giờ ổng gần chết mà mình kêu ổng niệm Nam Mô Di Đà Phật, ổng sẽ chống cự. Tại vì ổng nào giờ là niệm cầu nguyện Chúa không thôi, mẹ Maria không thôi. Bây giờ mình kêu Nam Mô Di Đà Phật, ổng sẽ không chịu. Thì cái thức ổng sẽ chống đối. Mà ổng chống đối trong cái thức này rồi đó thì đi lạc. Nó lộn xộn trước khi chết là không biết đi đâu. Nhân trung đạo tụng để mâm cơm tụng xong xuôi rải muối gạo xong, để tay lên đầu anh mình nói, lúc đó ổng cũng còn tỉnh chút chút chứ không có mê lắm. Mình nói anh Năm, anh niệm nè, anh nghe tôi đi, anh chết tôi lo cho anh đầy đủ hòm, mọi thứ tôi lo hết, anh yên tâm, anh cứ đi, anh niệm cho tôi Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà Chúa.
anh niệm đi, anh cứ nghe tôi lo hết. Anh niệm Nam Mô Di Đà Chúa. Mấy ngày sau kêu vợ tới, ê, 5 ngày nữa tao chết. Đúng 5 ngày sau anh của thầy chết. Lúc này thầy đang ở Vĩnh Long. Bà chị gọi xuống đấy, thầy ơi, anh Năm mới chết. Cái tiêu rờ coi chân tay cái gì nó ấm nói cho thầy nghe. Bà rờ chân thì lạnh như đá lờ lên đỉnh đầu, nóng hổi. Chúc mừng đã về với Chúa. Mà ở trong đó đâu có Chúa với Phật, ở đây còn tôn giáo trên kia đâu có. Hiểu không? Ở đây mình nói tôi giáo này giáo nọ giáo kia, ở dưới không có. Thứ một à, chui vô cái lỗ đen thùi, chui ra kia quên hết. Đầu thai đó. Sao nhớ được mình đẻ ra còn, giờ mới ai đẻ ra biết đạo gì nói nghe coi. Mới đẻ ra đạo gì nói, trai hay gái nói, biết chết liền. Mới đẻ còn không biết mình trai hay gái, Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo còn không biết nữa, chứ đừng làm gì mà biết. Phải không? Đẻ là trong trắng vô tư, ngây thơ vô tội. Nhưng ba mẹ mình theo cái gì mình theo cái đó, chứ mình đâu có quyết định đâu. Như nè, không quyết định, lớn lên quyết định đi chỗ khác thế lợi lạc hơn. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt là anh thầy là Công giáo, mình niệm Nam Mô Di Đà Chúa vẫn đi ngon lành như thường, mà thầy không hề đứng đó niệm Nam Mô Di Đà Phật cho ổng đâu. Nói trong lỗ tai, mà cái miệng mình á, khi huynh đệ tụng kinh niệm Phật nhiều quá, cái miệng mình trở thành Phật lực. Khi mình kê lỗ tai người gần chết, cái thức nó kém lắm, cái năng lượng nó kém. Mình nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ chưa? Ông gật gật cái đầu là cái chữ này nè, nó chạy trong cái đầu của người đó đó. Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, thành một cái máy. Vì cái miệng mình nó có đạo lực, thành ra mình nói, cái thức nó nằm trong đó, nó quân điệu quân lại hoài. Thành ra khi đi cái đầu nóng hổi. Anh ruột có thầy đó mà là Công giáo, niệm Nam Mô Di Đà Chúa mà siêu đó. Là gì đà Phật. Thầy không nói vãng đâu. Ông còn phải bị xử cái tội ăn tầm bậy, nhậu tầm bạ chứ đâu phải không? Cho dù mình giúp người ta mà đừng nghĩ rằng là mình sẽ vãng. Đấy tư cách gì? Nếu làm được chư Phật làm hết không tới mình đâu. Nhưng ai xí vô nghiệp chướng người đó phải chịu trách nhiệm đó nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Đây là cách phát âm. Amitabha. Nam Mô Amitabha, người Tàu á, ha. Nam Mô Amitabha, cái chữ Mi đó là người chẳng người Tàu, chữ R không nói được, chẳng hạn như là Tỳ Lô, Tỳ Lô Giá Na nó đọc Tỳ Rô, đọc chữ R không được, đọc Tỳ Lô, người ta đọc chữ R không được, người Tàu có người nói chữ chữ con gái nói không được là con ngái, chữ gạo nói không được nó con ngạo, cái phát âm á, tiếng Tàu là Ami, đúng không? Việt Nam mình đâu có A Di Đà, thầy còn đọc A Di Đà Chúa còn không sao, nó A Di Đà Phật. Bác yên tâm đi, mấy cái chữ đó không thành vấn đề, cái lòng của bác mới quan trọng. Mấy cái từ ngữ có thể thay đổi, chẳng hạn thầy tụ niệm Nam Mô Di Đà Chúa ai biết, nhưng mà cũng đi về Chúa mà, nhưng mà đi về đâu? Chỉ có cái ông đó mới biết thôi. Thành ra bác đừng có dính vào cái chỗ là A Mi hay A Di, miễn sao bác vui là được rồi. Bây giờ đi không đi là do bác quyết định. Còn bác, những người mà hộ niệm bác á, nếu mà bác để người ta hộ niệm cho bác á, thì bác mặt mũi nào còn nhìn chư Phật. Bác niệm Phật nhiều quá mà nhờ người ta hộ niệm là sao? Mắc cỡ chứ không biết mắc cỡ chư Phật à? Mình niệm Phật quyết định đi đâu đúng không? Mắc chứng gì tới ngày gần đi cái nhờ huynh đệ tới niệm là sao? Không biết mắc cỡ gì ổng hay sao? Nên không cần ai á, tự đi luôn. Tự lực cánh sinh, chấp nhận mình là con cổng, mình có quyền quyết định đi đâu. Không xin ai hết á, không nhờ huynh đệ tới niệm nữa. Nếu mình niệm Phật 30 năm sau nhờ huynh đệ tín niệm hộ niệm thì quá ư là xấu hổ với chư Phật. Biết mắc cỡ không? Biết mắc cỡ chứ, người tu phải biết mắc cỡ chứ. Niệm Phật 30 năm mà vẫn nằm rên rỉ rồi người ta hộ niệm cho mình thì quá ư là xấu hổ. Cho nên bác thoải mái bác niệm sao cũng được, thầy chấp nhận hết, miễn sao bác vui vẻ chư Phật là đủ. Bây giờ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy qua Mỹ thầy dạy không Nam Mô gì Phật đâu có hiểu đâu. Thì gặp người Mỹ á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó hiểu. A Di Đà Phật hả? Qua gì vậy? Gì vậy? Đâu hiểu. Thầy gặp người Mỹ, người Nhật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó hiểu. Còn về Việt Nam, A Di Đà Phật không hiểu, A Di Đà Phật họ hiểu. Có gì đâu, kể nó chữ nào cũng được mà, thấy không? Những bác vui là đủ. Dễ hiểu lắm bác ơi, thầy dễ vô cùng. Niệm sao không được hết trơn á. Huynh đệ tu, miễn sao huynh đệ vui hạnh phúc là tôn chỉ đầu tiên chúng ta phải có. Người tu phải hạnh phúc và an lạc. Còn người ta nói gì, niệm chữ gì trật không sao đâu, hiểu không? Bây giờ thí dụ nó nói màu đỏ, kệ nó đi.
mình phải nghe nó thôi, chị, nó có quyền hơn mình. Cũng nghe vui mà đâu sao, nhưng mà trong đầu mình nghĩ màu xanh sao nó biết được. Thấy chưa? Kệ nó nói mình nghe không sao chứ, mình nghĩ trong đầu làm sao người ta biết. Nhưng mà ông Phật cũng biết đó. Cứ dễ chịu thôi không sao, đừng khó chịu. Bây giờ mình tu vậy đó, mình tu như vậy nè, bạn mình nó cũng tu giống vậy. Nhưng mà cái trí tuệ, cái căn cơ, sự suy nghĩ, sự so sánh, sự chọn lựa, nó sẽ làm cho bị lệch một chút xíu. Nhưng cũng không sao, chưa chắc đâu, thầy mới giải khí công có mấy tháng, cái thằng đệ tử thầy nó ra, nó chế thêm mấy thế nữa, thầy bắt được, thầy nói: "Ô mày giỏi quá ha, làm trật cái bài thuốc của người ta." Thì thiếu gì thế gian này, thiếu gì học được chút xíu ra viết thêm chút rồi. Thì đó gọi là tam sao thất bổ. Mà từ hồi ông Phật ông bỏ đi tới giờ là mấy tỷ 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 sao rồi, không biết bao nhiêu triệu 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 tỷ rồi, thì có gì đâu, phải không? Mình là những cái nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, cái lá nhỏ nhỏ, cái rụng về cũng về cái gốc Bồ Đề đó. Nhưng điều kiện là phải tu cho rõ ràng trong chánh pháp mới trở về gốc Bồ Đề được. Còn nếu vớ vẩn là gió thổi bay luôn, không bao giờ quay lại. Tu thoải mái, không bắt bẻ, không bắt lỗi. 1905, thầy nói cái điều này huynh đệ sẽ không bao giờ nghĩ, chắc ông này nói xạo lắm. 1905 ở Hy Mã Lạp Sơn, trong tận cùng, ở chính giữa của nước Tây Tạng, vị Lạc Mai là một tỉnh trưởng. Một tỉnh trưởng, ngày xưa tất cả các vị giới chức cao cấp của trong Phật giáo Tây Tạng, những vị một cái chức sắc lớn đều là những chính quyền Tây Tạng, chính quyền là tôn giáo. 1905, Phật tổ có chuyện cần gặp vị huynh đệ này, nắm tay sau khi giảng một bài ngắn gọn, nắm tay huynh đệ nó nói có một câu thôi: "Này anh em, khi mà anh em phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phê phán chính bản thân mình đó. Cho nên tiên xử bỉ, hậu bất xử kỹ, người tu theo Phật là trước xử mình, sau không xử người." Dùng cái đức để hoán cải người ta, dùng cái đạo hạnh để hướng dẫn người ta, chứ không dùng một cái miệng hoặc la rầy chửi bới. Phật tổ không bao giờ la rầy mắng nhiếc ai, ngài chỉ khuyên mình: "Này anh em, một khi mình phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phán chính bản thân mình đó." Tại sao ngài nói câu này? Bởi vì ngài thấy được chúng ta là Phật sẽ thành Phật mà, phải không? Trong này đều có Phật, thì mình đang phê phán người ta là phê phán chính mình rồi. Bởi vì mình với người ta cũng có tánh thiêng liêng, mà tánh thiêng liêng là tánh chung của nhân loại mà. Tánh này là tánh Phật đó, có phải không? Cho nên tiên xử bỉ, hậu bất xử kỹ, trước xử mình, sau không xử ai hết. Mình xử mình chưa xong xử người ta, phải không? Đúng không? Cho nên muốn cho thế giới yên lành á, nó làm sao miệng nó vui là được. Hãy làm quá trước mình nói nhỏ nhẹ, hay cùng tiến tu với nhau, chứ không được chửi bới chỉ mặt. Nó nổi điên lên nó bỏ tu là mình phiền lắm á. Người thầy mà làm cho đệ tử bỏ tu là ông thầy đã đọa trước tiên đó. Thành ra phải cẩn thận, trách nhiệm của người thầy đâu phải ít đâu. À, mũi dạy là lái chịu đoàn. Nói như vậy luôn á, trách nhiệm rất là lớn trong tâm linh. Về thế gian coi không ra gì, trong tâm linh là luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Cho nên làm phải cẩn thận, nói phải cẩn thận, nghĩ phải cẩn thận. Luật nhân quả sẽ xử từng chút một, cộng trừ nhân chia ra kết quả, tự xử đi. Rõ ha? Hay gì đạo Phật. Chúng ta phải cẩn thận đó, người tu phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tụng Pháp Hoa nhiều năm mở miệng rủa người ta một cái, mấy tháng sau nó chết ngủm cô đeo, chết không cha không mẹ không người chôn luôn. Huynh đệ của thầy á, rủa thằng cháu chút xíu 6 tháng sau nó chết ngoài đường đó, lấy chiếu đắp lại thôi đó. Mà tụng Pháp Hoa nhiều năm mà, mở miệng là chết người đó. Thành ra phải cẩn thận, cái miệng mình trở thành thần khẩu Phật khẩu, nếu rủa người ta trở thành ác khẩu á, người ta chết mình mang nghiệp. Nhớ không? Cái tôn chỉ của thầy là tiên xử bỉ, hậu bất xử kỹ. Tổ Huệ Năng nói rất rõ, như Phật tổ mới nói xong. Tại sao tổ tiên xử bỉ, trước là xử mình, sau không xử ai? Hả, còn xử người ta là cái tôi mình nó còn. Hả, cái tôi còn dứt khoát không học Phật pháp được. Thấy không? Mình còn thấy lỗi lầm ta, tức là cái tôi mình nó còn. Còn Phật để coi không có la ai đâu. Ông ngồi yên kìa. Có la người nào không? Bao giờ la. Ông ngồi làm thinh, ông mỉm cười, ông làm thinh. Nó nói gì nói kệ nó. Chuyện của nhân quả mà mắc chứng như tôi xía vô, phải không? Chuyện của nhân quả.
chúng ta đi tu theo Phật là phải chấp nhận cái luật bất di bất dịch của vũ trụ là nhân quả. Không phải là nhân quả đâu nha, bình thường đâu, nhân là 1 thành 4. Hả, nói xấu hưởng 4 lần, nói tốt được 4 lần, không bao giờ ít hơn hoặc nhiều hơn 4 lần. Tất cả trở về là 4 lần. Trung đạo xác định là 4 lần. Có rõ ràng từ đâu mà ra là 4 lần nữa. Hả, nói bậy một cái, nghĩ bậy một điều thôi là 4 lần. Mà mỗi lần mình nghĩ, 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần, 1 tiếng là 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần, quả báo về là 2.400.000 lần. Trong 10 tiếng đồng hồ là 2.400.000 lần xấu, là trong một ngày thôi, chưa kể một năm, một đời đi, bao nhiêu đời nữa nó chồng chất, cái nghiệp chứng mình nó dày còn hơn là cái dãy núi Trường Sơn nữa đó. Đó, mình tạo tác cỡ đó luôn đó, thì mắc chứng như mình xử người ta, mình còn chưa xử mình xong đây. Thầy đâu có la đệ tử của thầy đâu, không khi nào la thương tụi nó hết mình hết mẩy luôn mà còn chưa đủ nữa. La cái nỗi điên về, cái trí tuệ nó cạn quá, nó về nhà nó nghĩ, nó buồn phiền, nó giận, nó không thèm tụng kinh, nó đau khổ, nó không thèm tụng kinh, mình còn khổ nữa. Hả, mình làm cho vài ba huynh đệ mà thối bồ đề tâm là đời mình bắt đầu cũng thối rồi đó. Thí dụ bây giờ tụm năm tụm bảy lên nói xấu một đứa, nói súng lại ăn hiếp một đứa, đứa đó nó bỏ tu là mấy đứa kia xuống dưới bị tính sẵn sàng hết. Cái tội làm người ta thối bồ đề tâm. Hả, nó thối mình thối theo. Hả, nó bỏ tu đùi đời mình thối. Thầy không dùng chữ thối, dùng chữ thối luôn là khỏi xài nữa. Đó không? Cho nên hả, mình nói xấu là cái miệng mình thối, lỗ tai nó, cái người nghe xấu cũng thối luôn. Mà hai đứa nó qua nó lại riết á, là bắt đầu cái lỗ tai thúi, cái miệng thúi, rồi đời sẽ thúi, bồ đề tâm cũng thúi quát, rồi xong hết tu. Xuống dưới bắt đầu nó xử cái miệng thúi, cái lỗ tai thúi. Cho nên đàn bà chết, 3 ngày sau cái lưỡi có dòi. Đàn ông chết, 3 ngày sau con mắt có dòi. Chắc chắn là có dòi luôn. Mà tụng tu nhiều, 1 tuần sau con mắt không có dòi là tu tốt. Tháng sau con mắt còn không có dòi là tu quá tốt. Nhưng bà tu tốt, 3 ngày sau lưỡi không có dồi là tốt, tuần sau vẫn còn nguyên là đại tốt. Ráng tu niệm Phật tụng kinh sao mà cái miệng mình không có dồi là quá phước, con mắt không có dồi là quá phước. Biết lỗi tại sao rồi phải không? Cần phải thông dịch không? Không. Cho nên ráng tu niệm nhiều vô để cái miệng không bị thối. Thật ra nói lời tốt, làm điều tốt, nghĩ điều tốt, nhìn thấy tốt, cái gì cũng tốt. Huynh đệ mình là Phật, cúi đầu chào huynh đệ với lòng hạnh phúc an lạc để được chào, đó là niềm hạnh phúc nhất, vì cặp mắt mình nhìn thấy Phật tánh của ba tánh chúng sanh.
Bà ngộ một cái hả? Mình làm ác ghê lắm hả? Ác về với mình bắt đầu mình la trời la đất, than thân trách phận. Chứ lúc mình làm ác mình vui lắm, mình không thấy mình đang ác với người ta. Ngay cả ích kỷ với người bên cạnh mình đã ác rồi. Mình ích kỷ một cách tột đỉnh là mình đã ác với mọi người xung quanh rồi. Rõ không? Chính người tu phải mở lòng, rộng tấm lòng mình dành cho bá tánh chúng sanh. Nếu làm được điều gì an lạc thì làm, nếu không làm được ngồi xuống tụng kinh. Nếu nghĩ điều gì an lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ tiếp tục, còn không nghĩ được ngồi xuống niệm Phật. Nếu không mà nói được điều gì an lạc cho bá tánh sanh, ngồi xuống tụng bài kinh để đừng nói bậy. Cho nên mình giúp cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác là thế. Mà người tu phải luôn luôn như thế. Người tu không được cằn nhằn. Hả còn cằn nhằn là cái tôi mình nó còn. Người tu không được bắt lỗi huynh đệ, hả còn bắt lỗi cái tôi mình còn. Người tu không được hơn, hả hơn là sẽ thua. Người tu không được thắng, hả muốn thắng là bại. Thua với chính mình mà. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu là phải thắng mình, có đúng không? Không thắng ai hết. Rõ chưa? Cho nên cái tôn chỉ của người tu phải nhớ rõ câu này, tôn chỉ của Trung Đạo này. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết tất cả. Cái người này mới thật sự là dễ thương đó. Thì không có cái gì phiền đó, đó. Nó khen cũng A-di-đà Phật, nó chê cũng A-di-đà Phật, nó chửi cũng A-di-đà Phật, nó lấy của mình đi mình cũng A-di-đà Phật. Thực sự cái người này là rất là dễ thương. Mình tu đến niệm Phật, đến cái lúc mà mình không còn vướng mắc gì rồi, lúc đó mới gọi là tự tại đúng nghĩa. Quý vị hiểu chữ giải thoát không? Trung Đạo đó học sách nhiều quá, cái giải thoát nghe kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm mà nó cao siêu vô cùng. Khi mà hiểu được rồi á, thiệt sự là rất dễ vô cùng. Giải cái gì? Thoát, thoát cái gì? Giải trừ những tánh mê chấp, mê lầm, ngoan cố, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, cứng tai, cứng chân, cứng miệng. Cái gì nói chung là những cái gì mê lầm, mê chấp, mê muội, mê mang, mê tín, si mê của mình. Mình giải trừ hết tất cả những cái xấu hư tật xấu của mình rồi đó. Lúc đó mình có hy vọng sống sự an lành, năm phút mình mới thoát được sanh, bệnh, tử. Đơn giản ghê ha. Nhưng mà mình nghĩ ở đâu á, giải thoát phải ghê lắm. Không có đâu. Giải trừ những cái mê làm mê chấp với thế gian, dễ giải trừ tất cả những thế gian pháp trần gian tánh, không còn vướng mắc nó rồi á, thì thực sự mình hòa nhập vào Phật pháp. Lúc đó mình có hy vọng thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đó là việc làm chúng ta là phải vậy đó. Tụng kinh là phải biết bỏ nha, không được ôm vô. Thầy thấy cái chùa ở chùa nào không nhớ tên, ở Bà Rịa gần Tịnh Xá Ngọc Hải, ở Bà Rịa đó, để cái chùa lớn khổng lồ, cục đá trước chùa cao thì cao để chữ buông xả.
phải buông xả, phải không? Tu là phải buông xả, đừng có ôm. Nếu huynh đệ có cái tâm mà buông xả rồi, tự nhiên mình không bao giờ cảm thấy bệnh hoạn mệt mỏi, không có. Trung đạo lấy bản thân mình chứng minh á, thiệt nhiều người nói câu, nhiều câu sốc ốc hay lắm, trung đạo nghe răng cười hè. Vì cái chỗ nó muốn chọi đá vô nhà mình mà nó chọi không có được. Nếu mà mình phản ứng lại, tức là mình chụp cục đá mình chọi lại, là hai thằng chọi qua chọi lại, là hai thằng cùng xuống địa ngục hết. Nó chọi cục đá vô nhà trung đạo, lấy cục đá giấu luôn, rồi hết đồ chọi, xong chuyện. Thấy chưa? Mắt chứng phải chọi lại chứ. Trung đạo luôn luôn lấy cục đá người ta giấu luôn, rồi nhe răng ra cười, xong chuyện. Đơn giản mộc mạc, hết chuyện à. Nó muốn xin chuyện với mình, không cần. Nó muốn giữ cũng kệ nó luôn đi, kệ nó. Mà chắc gì nó giữ bằng mình không? Mình giữ ghê nó phải không? Nhưng mà mình giữ ở cái mặt khác, là mình dám hành hạ mình. Còn nó hành hạ mình là chuyện bình thường. Mình hành hạ mình để chi? Để mình giết chết cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Bên Nam Tông họ ngồi thiền, cái minh sát tuệ của họ là giết cái phàm ngã để nhập vào vô ngã. Còn bên Trung Đạo thì đơn giản lắm. Thằng tôi là cái thằng không nên xài, hết chuyện. Mày đói bữa mày đâu có chết đâu. Mày thiếu cà phê mày đâu có chết. Mày thiếu thuốc lá đâu có chết. Cho mày chết luôn. Mày chết đi tao sướng hơn. Hả, mày còn sống tao còn phiền não. Cho nên mình tu mục đích chính là giết cái thằng phàm phu tục tử ẩn ngự trong cơ thể của mình. Mà thằng này là cái thằng thủ phạm giết chết Phật tánh của chính mình đó. Cái gì là Phật? Có đúng vậy không? Đúng không? Mình gây lộn với người ta cũng vì cái tôi của mình thôi. Nó nói một câu hen mình đâu thích đâu. Nó đẹp trai hơn mình đâu ưa. Phải không? Nó phải xấu hơn mình, nó dở hơn mình mới thích. Bởi vì cái tôi của mình mà. Và phải nhớ, tất cả chúng ta hả tu theo Phật, hả muốn thắng là sẽ bại, muốn hơn là sẽ thua. Có vậy thôi. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất, vĩnh viễn nhất. Hỏi lại coi thế gian này có bao nhiêu vị thắng bản thân mình. Rất là hiếm. Người tu thì như Long Châu, thành đạo thì như sừng thỏ. Phải không bác? Tu thì nhiều lắm, còn thành đạo thì, thành tổ thì được. Tổ chút được. Việt Nam mình đâu cần tu, tổ dân phố đầy. Thấy không? Chính tổ dân phố là khắp nơi. Còn chứng tổ này chỗ kia thì khó lắm. Bên Trung Quốc chứng tổ mà không có chứng Phật. Bởi vì không có chánh pháp cho nên không chứng Phật. Chúng ta tu theo, bắt chước theo cũng không chứng Phật. Bởi vì chúng ta không đi vào cái đại thể của việc tu. Tu như thế nào để niệm Phật có kết quả? Sống như thế nào để việc tu chúng ta có kết quả? Những điều chúng đạo vừa nói là những cái chứng nghiệm tâm linh cho bản thân này, chứng minh trong cuộc sống. Chúng ta muốn đạt kết quả như ý trong việc niệm Phật, tu tụng, chúng ta phải sống như vậy đó. Và sống tròn bổn phận đối với anh em huynh đệ của mình. Thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó huynh đệ mới có cơ hội biểu lộ cái tánh đại từ đại bi của chư Phật. Tánh đại từ đại bi này sẽ giúp cho mình tròn cái nhân đạo. Mà nhân đạo đã tròn rồi thì Phật đạo chắc chắn mở cửa để chờ đón mình đó. Mà huynh đệ không cần phải xin xỏ điều gì. Mở mắt dậy, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ này thôi mà không làm được thì dứt khoát việc học đạo chúng ta không thể nào như ước mơ được. Nghĩ thiện làm lành thường xuyên thì đâu còn nghĩ tánh xấu nữa, phải không? Tụng kinh trì chú thì phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành thì tạo phước, phước huệ phải đầy đủ chứ. Mà người tu phải có đủ phước đủ huệ thì mới phát triển, mới tiến hóa được, phải không? Thế nên nghĩ thiện làm lành để giúp chúng ta không vía vớ vẩn bậy bạ thế gian. Tụng kinh thì chú để giải trừ những oan gia trái chủ, giúp đỡ âm linh huynh đệ âm binh siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Vừa có phước dương đức, vừa có phước âm đức, cho nên âm dương đầy đủ là công đức tròn đủ, phước báo cao dày. Người tu phải làm những điều này thì việc tu học mình mới có kết quả như mong muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo, cái thói quen của mình là nói chuyện đàm đạo với nhau để chia sẻ tất cả những cái chứng nghiệm chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bên cạnh đó huynh đệ cũng phải nói lại những điều, hỏi những điều cần thiết trong việc tu học của mình. Trung đạo không muốn có một chiều thâu vô mà không phát ra đó thì nó thiệt là bất công quá. Chúng ta cần phải hỏi nhiều vô, tu như thế nào để được tiến hóa,
làm thế nào để bỏ được thói tật xấu. Trung đạo sẵn sàng chỉ và sẽ vui vẻ hạnh phúc để được chia sẻ. Mong rằng huynh đệ phải mở tấm lòng ra để cùng với trung đạo đàm đạo với nhau, mà chúng ta cùng tiến hóa, cùng học hỏi với cùng trở về cha mẹ Như Lai của mình. Rõ không? À, trung đạo nói như vậy huynh đệ có dễ hiểu không? Có dễ làm không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh cái câu đó muốn nghe đó. A Di Đà Phật. Rất là dễ, không có khó. Rất là tu, rất là nếu mình hiểu được cái sự tu á, như vậy đúng cái khuôn á, cho nên mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài nói á, nếu con theo ta, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp. Thì sư đạo rị mỏ viết hoài, viết cái sự suy nghĩ của mình, mà đâu biết rằng sự suy nghĩ này là do cái sự gọi là thu thập kiến thức của những sách vở khác đó, cái ngồi viết lại theo cái thứ tự của mình để mình hiểu mà. Nhưng mà càng viết càng ngu, bởi vì toàn là phàm trí không thôi chứ không có thánh trí. Mình lấy cái thuộc lòng của mình ghi lại mà sắp theo thứ tự, rồi ghi tên là Thích Chao Đụng trung đạo á, thì mới hiểu được. Nếu đi theo ngài không cần phải viết, bởi chư Phật có bao giờ viết sách đâu, đúng không? Bây giờ huynh đệ có thấy ông A Di Đà viết cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Mẹ Quán Thế Một viết cái cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Cũng đâu có đâu. Các ngài sống biểu lộ, sống với đạo lý để đạt tới chân lý. Chúng ta phải biểu lộ chân lý chứ không có lý luận suông. Nếu mình lý luận suông trở thành lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn hí ngữ, mình mở miệng là sách, mở miệng là sách, mở miệng là sách, trong khi mình chẳng có gì. Thuộc nhiều sách không có nghĩa là giỏi trong đời sống tâm linh. Thuộc nhiều sách chỉ là một con vẹt nói đi nói lại trong những từ ngữ mình đã luộm lặt trong sách vở. Tại sao gọi là sách vở? Mình ngốn nhiều sách, ý tưởng của thiên hạ, của bá tánh, của phàm phu nhiều quá, thì tâm tư trí tuệ mình nó vỡ từng miếng một, mà không phải của mình, của người ta không à. Sách vở. Hiểu chữ sách vở chưa? Sách là nó vỡ đó. Việt Nam mình xài chữ vô cùng tuyệt vời luôn. Xá lợi, xá là có lợi, cho nên mình xây ra cái chùa Xá Lợi. Tới xá với Phật thì có lợi lắm á, đúng không? Gặp thầy gặp cô xá, xá là biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cúi đầu trước huynh đệ ba tánh là biểu lộ tánh khiêm nhường, mà tánh khiêm nhường này cho mình rất là nhiều cơ hội học hỏi. Huynh đệ đừng có tưởng đầu trọc áo vuông. Huynh đệ đây là Bồ Tát sống không à? Bồ Tát không ở trong chùa đâu. Nếu Bồ Tát vô chùa hết á, thầy chùa này đói hết rồi. Lấy gì ăn? Có làm ra tiền không? Không. Nên các ngài sắp xếp đầu trọc vô chùa ngồi hết, bá tánh Phật Bồ Tát ở ngoài. Đến chi? Đem đồ cho thầy chùa Nico ăn chứ, thì mới có sức tu. Tu cho giỏi vô để hồi hướng công đức của huynh đệ, để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên Bồ Tát vô chùa là mấy thầy cô đói hết. Hiểu ý thầy không? Bởi vì cái lòng đại lượng, rộng lượng, khoan dung của các ngài đều là hình tướng của Phật tử, cư sĩ, bá tánh chúng sanh. Mới mở cái hồ bao ra chia sẻ cho các chùa, cho các cô, các thầy có phương tiện ăn uống tu học, mặc quần mặc áo. Người tu đâu có làm ra tiền. Nếu mà tất cả kẹo hết thì mấy ông này là hơi đau tụng, sức đầu nói, không? Cho nên trung đạo là người hiểu được việc này, cho nên rất là cảm niệm công đức, sự kính trọng huynh đệ cho trung đạo có một cơ hội tiến hóa. Cho nên hãy nhận của đàn na tính thí. Chú tôi thiệt là giỏi, 10 phần công đức người tu chỉ có một mà thôi, còn mấy ông kia ngoài kia hưởng tới 9 lần. Nhưng nếu đàn na tính thí đổ hết cho thầy, thầy nhận hết luôn, mà thầy tu bê bối ác là 9 phần, còn huynh đệ bị một phần gọi là cộng nghiệp. Ghê chưa? Đừng có tưởng giỡn nha. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Hiểu không? Cho nên huynh đệ há xá là thầy cúi đầu. Bởi vì huynh đệ là Phật sẽ thành, thầy cũng giống như vậy, cũng là một bá tánh. Nhưng bá tánh này cạo cái đầu mặc cái áo khác màu khác kiểu thôi, chứ thực sự lột ra hai thằng xà lõn cũng giống nhau y chang, đúng không bác?
Hai thằng đi bộ ngoài công viên mặc xà lỏn giống nhau, có thằng nào chỉ có cái đầu trọc thôi, đội cái nón vô thì ai biết trọc với không trọc. Mình cũng là bá tánh bình thường, nhưng mà mình chấp nhận cuộc đời, hy sinh cuộc đời mình để làm lợi lạc cho bá tánh sanh, mà mình nhận của đàn na tính tí, phải tu cho tròn, không thôi sẽ nợ không bao giờ trả hết được. Thầy nói cái đơn giản để hiểu là sợ liền. Trung đạo có chùa bên Mỹ, hả, đệ tử tới cúng 100 đồng tam bảo thì cái tiền này không đụng tới của cái cô thủ quỹ, còn cúng dường cho thầy 50 đổ xăng thầy lụng vô. Tại vì tam bảo nó có 3 phần: Phật, Pháp, Tăng. Mình là trụ trì thì mình có quyền chứ, thì mình đại diện. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Một ngày tu học của mình là tiền của đàn na tín tí của chùa cung cấp cho mình, cho nên phải trọn một ngày này, phải làm sao cho lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho quan gia trái chủ, lợi lạc cho của quyền thất tổ, làm lợi lạc cho chùa, thì mình mới làm đủ bổn phận người nhận của đàn na tín tí đó. Sự thật là phải thế. Cho nên Trung đạo rất là cảm trọng, cảm ơn, cảm niệm công đức của huynh đệ đã cho Trung đạo có cơ hội chia sẻ, và Trung đạo ăn mỗi ngày mới có sức nói, mới có sức tu. Cho nên phải tu cho thật là đầy đủ để hưởng công đức lại các vị đã cho Trung đạo có phương tiện cơ hội. Và phải biết nhớ, nhớ ơn. Cái ơn này ngộ lắm, mình nhớ hoài nhớ hoài, mình trả bằng cách là tu cho giỏi để chia sẻ lại chứng nghiệm tu tập, để không có mắc nợ, đi nó nhẹ nhàng, nghe răng cười rồi xong, không có dãy đạch đạch. Cho nên huynh đệ cố gắng tu, đừng có dãy đạch đạch. Ăn của đàn na tính thí là phải nhớ. Một ngày tu là một ngày rất là quan trọng, để mình được an lạc một ngày, đúng không? Một ngày để phải thật là an lạc, để chi? Để cái công phu mình nó được tính toán, kết quả tu học có được như ý. Là thế đó. Thấy chưa? Cái quan trọng ghê không? Một chút xíu thôi là chết, trật chút xíu là chết. Người tu rất là quan trọng trong cách hành xử, đối xử, cư xử, tiếp xử, không thôi là phải tự xử. Nó như vậy luôn đó. Thấy ghê không? Ghê lắm đó. Thành ra huynh đệ để ý, Bồ Tát, Phật sống, các ngài nói phụng sự bá tánh chúng sanh là bấy cho chư Phật. Bởi vì bá tánh là Phật, Phật là bá tánh, không sai. Cho nên mình làm việc cho bá tánh bằng cả con tim, trí tuệ, sức mạnh, là mình đang báo hiếu chư Phật còn sống. Báo hiếu chư Phật đã quá vạn, đã chứng ngộ. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình thì chẳng có lỗi lầm gì, chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mình không còn vay mượn điều gì cả ở thế gian, cho nên mình bỏ gánh nặng rất là dễ dàng, đi rất là thoải mái, không còn gì để luyến tiếc. Rõ không? Chúng đạo chia sẻ tận tình để huynh đệ có cơ hội, chúng ta cần lấy thì lấy, không cần thì bỏ ngay tức thì, không luyến tiếc nó, để chúng ta không phải mang cái hành trang nặng nề đi trở về kia. Rõ ràng như thế luôn. Cho nên huynh đệ cúi đầu chào Trung đạo, Trung đạo cúi đầu chào huynh đệ. Chúng ta kính trọng lẫn nhau, tôn quý lẫn nhau, để cùng tiến tu với nhau. Một câu chuyện rất là đơn giản. Trung đạo đi khắp nơi gặp các thầy các cô đều cúi đầu. Mấy vị đó không cúi đầu cũng không sao. Huynh đệ phải biết rằng là coi vậy chứ, ngồi đây nè, cúi đầu. Một ông thầy không có tu hành, chỉ mặc đào đồ vô thôi, mà làm chuyện có thế gian nhiều, và vẫn mặc đồ này thôi, mà Bồ Tát bên ngoài cúi đầu chào hoài á, cái tôi của ông nó bự phình, một ngày nó có cái bùm, xong luôn. Ông Phật không có chỗ ở, đi lang thang gọi là ma. Người ta cúi đầu đảnh lễ mình phải cẩn thận. Nếu mình coi như mình được như vậy đó, thì cái tôi mình sẽ to theo cái lạy của bá tánh. Nó càng ngày càng to, mình không biết ông Phật mình ở đâu hết đó, chỉ biết mình thôi. Nếu nó không lại mình sẽ tức. Nó không xá mình sẽ giận, bởi vì nó hỗn. Hỏi lại coi mình xá người ta chưa, mình xá Phật sống chưa? Chưa. Đừng có nghĩ rằng là cái đầu này với cái áo này được mọi người cùng chào. Không có đâu. Qua Mỹ nó coi mình như cái cục rác nào đó. Ở đây thầy cô còn nhìn quý chào phải không? Bên Mỹ à, ê khỏe không mày? Ờ mày đàm, hôm nay mày làm gì rồi? Kêu mày không à? Nó vậy đó. Thì nó không cần biết thầy chùa hay ông nào á, mày tao hết. Thấy chưa? Chứ mình đâu có gì cái chỗ đó mình giận đâu. Hay là huynh đệ xá mình cũng đâu có vui, cũng vậy mình cũng xá lại, mình đáp lễ lại thôi, để biểu lộ cái tánh khiêm cung.
tôn kính của mình dành cho ba tánh chúng sanh, mà ba tánh chính là Phật. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát dạy chúng ta gặp ai cũng cúi đầu đó. Ở đây ai tụng pháp hoa giơ tay lên coi. Có ai tụng pháp hoa chưa? Có rồi hả? Vậy tụng pháp hoa học được cái gì trong pháp hoa? Pháp hoa là vua của các kinh, đúng không? Mình tụng xong mình làm vua của bá tánh ha. Không có hả? Gì đâu Phật. Vậy cũng phước rồi đó. Khi mình tụng xong mình thấy vua là đời mình đen còn hơn là mắm nữa. Khi mình tụng pháp hoa mình thấy mình trên hết mọi người là mình vô cái địa ngục rồi đó. Cho nên ngài dạy mình phải cúi đầu trước huynh đệ. Các vị là Phật sẽ thành, các vị là Phật sẽ thành các. Bởi vì dạy cho mình cái cách khiêm nhường tuyệt đối với bá tánh chúng sanh. Cho nên cuốn pháp hoa quan trọng nhất là thường bất khinh Bồ Tát. Hỏi lại coi ai có học được cái bài này chưa? Chỉ có một bài duy nhất thôi mà phải học cả cuốn pháp hoa đó. Hỏi lại coi bao nhiêu vị biểu lộ được tánh thường bất khinh Bồ Tát chưa? Thấy chưa? Một bài đơn giản mà không ai học á, thì bá tánh chúng sanh chính là Phật. Phụng sự bá tánh là báo hiếu chưa? Là thế. Chứ không phải phụng sự bá tánh báo hiếu cho mấy ông này đâu. Không có. Không hề có. Rõ không? Nói gì là Phật. Đừng có giận nha. Giận ráng chịu. Trung Đạo có viết một bài thơ. Ngài nói rõ ràng mà chúng ta không chịu chấp nhận đó là sự thật. Ngài nói, Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Đúng không? Câu này lặp đi lặp lại cả thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng hỏi là coi mấy ai xài cái chữ này? Không ai xài hết. Trung Đạo viết thêm, Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vần trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. A Di Đà Phật. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở đâu? Hả? Ngay đây nè. Ngay đây luôn. Mình sống trong cõi này, mình sống trong tịnh độ hiện tiền, mình sống trong cực lạc hiện tiền, chính là cực lạc quốc trong này nè. Cho nên vui vẻ hạnh phúc một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi, nhật nhật cứ như thử ngày nào như ngày đó. Tức là mình sống trong cõi cực lạc hiện tiền đó. Nếu mà không có cực lạc hiện tiền, đừng có hòng đi cực lạc bên kia. Không có đâu. Nếu mà đau khổ hoài, niệm Phật còn đau khổ hoài, thì khi chết dãy đành đạch đạch là cũng vô cảnh khổ thôi. Cái thức cuối cùng của người tu là sẽ cho mình về cảnh giới mình còn ôm ấp nó. Chết rồi 23 năm sau vẫn còn mê một ly cà phê sữa đá. Trước khi chết ba hỏi, con còn thích cái gì? Nó dạ con thèm cà phê sữa đá. Đứa em gái nhào vô nói, em cúng cho chị mỗi ngày. Chỉ có câu này thôi, cô này ở lại tới 23 năm sau mới gặp thầy. Sáng ra phải có ly cà phê sữa đá, không thôi là sẽ kiếm chuyện. Nhập vô đứa em quậy tan nát cái nhà. Đứa em lấy chồng, thằng chồng chửi đứa em, nó nhập vô đứa em đánh chồng. Nếu mà đứa em nó không cúng ly cà phê sữa đá ngày đó, đó là có chuyện lớn. Một ly cà phê sữa đá ở lại 23 năm, huống chi là một cái gì bự hơn. Ông sư ngoại của thầy ở lại cái chùa 28 năm, không chịu siêu. Bởi vì cái chùa đó giao cho đứa cháu ngoại, cháu nội, đích tôn, mà sợ là nó sẽ làm hư chùa, cho nên ở lại canh chùa, ở với nó luôn, không chịu đi. Sư ngoại của thầy ở ngoài Vũng Tàu á. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà không đạt tới cảnh giới tịnh độ của chính mình, thì dứt khoát chúng ta không thể nào trở về cõi tịnh độ của chư Phật được. Đúng không? Tu niệm mà đây còn đau khổ, phiền não, thì dứt khoát vẫn còn tâm phàm phu. Còn tu niệm mà sống với cái tâm chân như an lạc, hạnh phúc, vĩnh viễn, thì chứng tỏ rằng mình đang nhập thể với cảnh giới tịnh độ cực lạc.
Cho nên từ giờ trở đi, hãy hướng vào tim của mình mà niệm Phật. Đừng phóng tâm ra ngoài kiếm cảnh cực lạc, trừu tượng không hiện hữu, không thực thể. Niệm Phật mà tưởng riết sẽ sống trong tưởng thức, và tưởng thức này sẽ thành hình ảnh cho ta vào cảnh giới không thực. Bây giờ mình biết mình là Phật, sống luôn cái tâm Phật của mình, biểu lộ cho bá tánh chúng sanh là mình đang sánh với Phật tánh của chính bản thân mình. Rồi ngày nào đó chính ông Phật của mình sẽ dẫn mình về cha của mình là Như Lai. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc huynh đệ học đạo tinh tấn, nhìn biết bản thân mình là Phật để được sống với các ngài đã và đang sống, được làm những điều các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, được phụng sự bá tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Đó là tôn chỉ của chư Phật mà chúng ta phải noi gương. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thời gian còn lại, huynh đệ hỏi trung đạo trả lời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Có dễ hiểu không huynh đệ, dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh nhan. Trong con mắt trung đạo, cho dù già trẻ bé lớn, trung đạo được cái phước là đều nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Nhờ vậy mà trung đạo rất là hiền từ với huynh đệ, rất là cung kính huynh đệ là chỗ đó đó. Con mắt mình nhìn được rồi thì cái gì cũng vui hết. Trung đạo không có gì phiền, khó phiền lắm. Muốn chọi đá vô nhà trung đạo là mơ đi. Lụm tao giấu luôn khỏi chọi lại. Ở dưới là Phật, huynh đệ có hỏi gì thì hỏi nha. Mô Phật, con xin phép thầy. Quỳ lên con... để đúng cái nghi đi. Xin có một người hỏi là em đi chùa, em có hiểu là bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là kính lễ quy về, A Di Đà Phật, ông Phật này ông tên là A Di Đà. Không thôi là thí dụ Nam Mô A Di Đà Chúa cũng được, ông Chúa này tên A Di Đà. Con tên gì? Dạ thưa con là tên Nga, nhưng mà con Nam Mô A Di Đà Nga. Dạ. Ngồi xuống đi. Ảnh hỏi con vậy, con trả lời với ảnh như vậy. Con không biết con trả lời có đúng hay không. Trả lời gì? Con có duyên thầy nên con muốn hỏi thầy để coi. Dạ đúng đó, thì luôn luôn dùng chữ Nam Mô để mình biểu lộ sự tôn kính, mình quay về niệm danh hiệu của ngài để mình sống được như ngài. Chúng ta niệm Phật là phải sống giống. Mình niệm Phật tức là mình kính quý cái tên này, mình sống giống như cái hạnh của ngài, đúng không? Thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, thì giống y như cái hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. 12 hạnh nguyện của ngài phải thực hiện cho đủ. Trung đạo thực hiện đủ, không thiếu một điều nào hết. Huynh đệ tụng kinh đến cái độ mà nhập pháp rồi đắc pháp mới là tụng. Niệm Phật đến cái nào mà nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Tu tụng, tu pháp nào đắc pháp đó. Mình biểu lộ hết những tất cả những gì mình đã học trong cái pháp này, biểu lộ cho tường tận luôn, mình mới đắc được pháp, mình mới nhập pháp rồi đắc pháp. Niệm Phật cũng vậy, phải nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Phải như vậy mới gọi là tu, mới có kết quả. Niệm Phật A Di Đà, con vị này tên là A Di Đà, ở sách vở là ở phương Tây, còn nếu tu lộn thì về cũng Tây mà Tây Ninh. Con trả lời với ảnh vậy nè. Con nói Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là trong tâm ta lúc nào cũng có Phật, là ta kính trọng. Ok, cứ nói theo sự hiểu biết của con là được rồi. Di Đà Phật không vậy được rồi đó, nói sao miễn anh đó vui là được rồi. Di Đà Phật con. Thực sự huynh đệ mà hiểu được trung đạo nói cái điều này, huynh đệ nghĩ chắc trung đạo nói giỡn nói chơi. Huynh đệ biết thầy xuất thân từ đâu rồi, gia đình là công giáo, công giáo nòi luôn đó, từ ông cố cho đến ông nội đến bố là bốn, ba đời tới thầy là bốn, đúng không? Thầy làm thầy chùa mà cả nhà thầy bây giờ vẫn còn là công giáo, mà đặc biệt giờ công giáo mà không đi nhà thờ nữa mà thắp nhang, thầy làm hết luôn, nghĩa là thầy chuyển hết. Mà vẫn không tu giống thầy được vì không ăn chay được. Anh của thầy là anh thứ năm. Cách đây 4 năm tháng anh chết vì bệnh ung thư gan. Mà trước khi chết đau đớn la hét sùm. Đây là cái chung. Trung đạo sẵn đây chỉ cho huynh đệ làm. Nếu trong gia tộc mình, trong gia đình mình có ai nằm mà rên la thảm thiết mà không chết được,
huynh đệ là một mâm cơm chay, trái cây, hoa quả, dĩa muối gạo, 6 ly nước, 5 cây nhang. Cầu nguyện xong xuôi, tụng thời A Di Đà cho em mình, anh mình, chị mình, mẹ mình, ba mình được an lành, được không còn rên la khóc lóc. Cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi ba mình được tiêu trừ. Cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này được tiêu trừ. Cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi người thân của mình được tiêu trừ. Tụng thời kinh A Di Đà xong rải muối gạo đi, là nếu cái này có phước, một tiếng hồ sau hết rên la, hai ngày sau sẽ chết, không chết trong đau khổ. Thì trung đạo dựa vào cái điều này, ông anh mình là công giáo, chưa bao giờ biết niệm Phật, chưa khi nào niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời thật, việc thật của gia đình trung đạo đem chia sẻ với huynh đệ. Chúng ta chấp vô từ ngữ và niệm của mình quá, chứ mình thấy nó lạ. Còn trung đạo rất là cởi mở rộng lượng trong cái kiến thức. Cho nên đối với thầy, trung đạo là Nam Mô A Di Đà Phật là một phương tiện để chúng ta tiến hóa. Anh mình là công giáo, nếu bây giờ ổng gần chết mà mình kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ chống cự. Tại vì ổng nào giờ là niệm cầu nguyện Chúa không thôi, Mẹ Maria không thôi. Bây giờ mình kêu Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ không chịu. Thì cái thức ổng sẽ chống đối. Mà ổng chống đối trong cái thức này rồi đó, thì đi lạc. Nó lộn xộn trước khi chết là không biết đi đâu. Nhưng trung đạo tụng, để mâm cơm tụng xong xuôi, rải muối gạo xong, để tay lên đầu anh mình nói, lúc đó ổng cũng còn tỉnh chút chút chứ không có mê lắm. Mình nói, anh Năm, anh niệm nè, anh nghe tôi đi, anh chết tôi lo cho anh đầy đủ hòm, mọi thứ tôi lo hết, anh yên tâm, anh cứ đi, anh niệm cho tôi Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Anh niệm đi, anh cứ nghe tôi lo hết, anh niệm Nam Mô A Di Đà Chúa. Mấy ngày sau kêu vợ tới, ê, 5 ngày nữa tao chết. Đúng 5 ngày sau anh của thầy chết. Lúc này thầy đang ở Vĩnh Long, bà chị gọi xuống nói, thầy ơi, anh Năm mới chết. Cái tiêu rời coi chân tay cái gì nó ấm nói cho thầy nghe. Bà rờ chân thì lạnh như đá lờ lên đỉnh đầu, nóng hổi. Chúc mừng đã về với Chúa. Mà ở trong đó đâu có Chúa với Phật, ở đây còn tôn giáo trên kia đâu có. Hiểu không? Ở đây mình nói tôi giáo này giáo nọ giáo kia, ở dưới không có. Thứ một à, chui vô cái lỗ đen thùi, chui ra kia quên hết. Đầu thai đó, sao nhớ được mình đẻ ra còn. Giờ mới ai đẻ ra biết đạo gì nói nghe coi. Mới đẻ ra đạo gì nói, trai hay gái nói, biết chết liền. Mới đẻ còn không biết mình trai hay gái, Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo còn không biết nữa, chứ đừng làm gì mà biết. Phải không? Đẻ là trong trắng vô tư, ngây thơ vô tội. Nhưng ba mẹ mình theo cái gì mình theo cái đó, chứ mình đâu có quyết định đâu. Như nè, không quyết định, lớn lên quyết định đi chỗ khác thấy lợi lạc hơn. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt là anh thầy là công giáo, mình niệm Nam Mô A Di Đà Chúa vẫn đi ngon lành như thường. Mà thầy không hề đứng đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ổng đâu, nói trong lỗ tai. Mà cái miệng mình á, khi huynh đệ tụng kinh niệm Phật nhiều quá, cái miệng mình trở thành Phật lực. Khi mình kê lỗ tai người gần chết, cái thức nó kém lắm, cái năng lượng nó kém. Mình nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ chưa? Ông gật gật cái đầu, là cái chữ này nè, nó chạy trong cái đầu của người đó đó. Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, thành một cái máy. Vì cái miệng mình nó có đạo lực, thành ra mình nói, cái thức nó nằm trong đó, nó quân điệu quân lại hoài. Thành ra khi đi cái đầu nóng hổi. Anh ruột của thầy đó mà là công giáo, niệm Nam Mô A Di Đà Chúa mà siêu đó. A Di Đà Phật. Thầy không nói vãng đâu. Ông còn phải bị xử cái tội ăn tầm bậy, nhậu tầm bạ chứ đâu phải không. Cho dù mình giúp người ta mà đừng nghĩ rằng là mình sẽ vãng. Đấy tư cách gì? Nếu làm được chư Phật làm hết, không tới mình đâu. Nhờ ai xí vô nghiệp chướng người đó phải chịu trách nhiệm đó nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Đây nè, cách phát âm Amitabha. Nam Mô Amitabha, người Tàu á ha. Nam Mô Amitabha, chữ Mi đó là người chẳng người Tàu, chữ R không nói được, chẳng hạn như là Tỳ Lô. Tỳ Lô Giá Na nó đọc Tỳ Rô, đọc chữ R không được, đọc Tỳ Lô. Người ta đọc chữ R không được. Người Tàu có người nói chữ con gái nói không được là con ngái, chữ gạo nói không được là con ngạo. Cái phát âm á, tiếng Tàu là Ami, đúng không? Việt Nam mình đâu có A Di Đà. Thầy đọc A Di Đà Chúa còn không sao, nó A Di Đà Phật. Bác yên tâm đi, mấy cái chữ đó không thành vấn đề. Cái lòng của bác mới quan trọng. Mấy cái từ ngữ có thể thay đổi, chẳng hạn thầy tụng niệm Nam Mô A Di Đà Chúa ai biết.
nhưng mà cũng đi về Chúa mà. Nhưng mà đi về đâu? Chỉ có cái ông đó mới biết thôi. Thành ra bác đừng có dính vào cái chỗ là Ami hay Ai Di, miễn sao bác vui là được rồi. Bây giờ đi không đi là do bác quyết định. Còn bác, những người mà hộ niệm bác á, nếu mà bác để người ta hộ niệm cho bác á, thì bác mặt mũi nào còn nhìn chư Phật. Bác niệm Phật nhiều quá mà nhờ người ta hộ niệm là sao? Mắc cỡ chứ không biết mắc cỡ chư Phật à. Mình niệm Phật quyết định đi đâu đúng không? Mắc chứng gì tới ngày gần đi cái nhờ huynh đệ tới niệm là sao? Không biết mắc cỡ gì không hay sao? Nên không cần ai á, tự đi luôn, tự lực cánh sinh. Chấp nhận mình là con cổng, mình có quyền quyết định đi đâu, không xin ai hết á, không nhờ huynh đệ tới niệm nữa. Nếu mình niệm Phật 30 năm sau nhờ huynh đệ tới niệm hộ niệm thì quá ư là xấu hổ với chư Phật. Biết mắc cỡ không? Biết mắc cỡ chứ, người tu phải biết mắc cỡ chứ. Niệm Phật 30 năm mà vẫn nằm rên rỉ rồi người ta hộ niệm cho mình thì quá ư là xấu hổ. Cho nên bác thoải mái bác niệm sao cũng được, thầy chấp nhận hết, miễn sao bác vui vẻ chư Phật là đủ. Bây giờ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy qua Mỹ thầy dạy không Nam Mô gì Phật đâu có hiểu đâu. Thầy gặp người Mỹ á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó hiểu. A Di Đà Phật nữa. Qua gì vậy? Gì vậy? Đâu hiểu. Thầy gặp người Mỹ người Nhật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó hiểu. Còn về Việt Nam A Di Đà Phật không hiểu, A Di Đà Phật họ hiểu. Có gì đâu, kệ nó, chữ nào cũng được mà, thấy không? Niệm bác vui là đủ. Dễ hiểu lắm bác ơi, thầy dễ vô cùng. Niệm sao không được hết trơn á. Huynh đệ tu miễn sao huynh đệ vui hạnh phúc là tôn chỉ đầu tiên chúng ta phải có. Người tu phải hạnh phúc và an lạc. Còn người ta nói gì niệm chữ gì trật không sao đâu, hiểu không? Bây giờ thí dụ nó nói màu đỏ, kệ nó đi. Mình phải nghe nó thôi thì nó có quyền hơn mình. Cũng nghe vui mà đâu sao, nhưng mà trong đầu mình nghĩ màu xanh sao nó biết được. Thấy chưa? Kệ nó nói mình nghe không sao chứ. Mình nghĩ trong đầu làm sao người ta biết. Nhưng mà ông Phật cũng biết đó. Cứ dễ chịu thôi không sao, đừng khó chịu. Bây giờ mình tu vậy đó, mình tu như vậy nè, bạn mình nó cũng tu giống vậy. Nhưng mà cái trí tuệ, cái căn cơ, sự suy nghĩ, sự so sánh, sự chọn lựa, nó sẽ làm cho bị lệch một chút xíu. Nhưng cũng không sao. Chưa chắc đâu, thầy mới giải khí công có mấy tháng, cái thằng đệ tử thầy nó ra, nó chế thêm mấy thế nữa. Thì bắt được thầy nói, ô mày giỏi quá ha, làm trật cái bài thuốc của người ta. Thì thiếu gì thế gian này, thiếu gì học được chút xíu ra viết thêm chút rồi. Thì đó gọi là tam sao thất bổ. Mà từ hồi ông Phật ông bỏ đi tới giờ là mấy tỷ 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 sao rồi, không biết bao nhiêu triệu 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 tỷ rồi. Thì có gì đâu, phải không? Mình là những cái nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, cái lá nhỏ nhỏ, cái rụng về cũng về cái gốc Bồ Đề đó. Nhưng điều kiện là phải tu cho rõ ràng trong chánh pháp mới trở về gốc Bồ Đề được. Còn nếu vớ vẩn là gió thổi bay luôn, không bao giờ quay lại. Tu thoải mái, không bắt bẻ, không bắt lỗi. 1905, thầy nói cái điều này huynh đệ sẽ không bao giờ nghĩ, chắc ông này nói xạo lắm. 1905 ở Hy Mã Lạp Sơn, trong tận cùng ở chính giữa của nước Tây Tạng, vị Lạc Mai là một tỉnh trưởng. Một tỉnh trưởng, ngày xưa tất cả các vị giới chức cao cấp của trong Phật giáo Tây Tạng, những vị một cái chức sắc lớn đều là những chính quyền Tây Tạng, chính quyền là tôn giáo. 1905, Phật tổ có chuyện cần gặp vị huynh đệ này, nắm tay sau khi giảng một bài ngắn gọn, nắm tay huynh đệ nó nói có một câu thôi: này anh em, khi mà anh em phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phê phán chính bản thân mình đó. Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, người tu theo Phật là trước xử mình, sau không xử người. Dùng cái đức để hoán cải người ta, dùng cái đạo hạnh để hướng dẫn người ta, chứ không dùng bằng cái miệng hoặc la rầy chửi bới. Phật tổ không bao giờ la rầy mắng nhiếc ai, ngài chỉ khuyên mình: này anh em, một khi mình phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phán chính bản thân mình đó. Tại sao ngài nói câu này? Bởi vì ngài thấy được chúng ta là Phật sẽ thành. Phật mà, phải không? Trong này đều có Phật. Thì mình đang phê phán người ta là phê phán chính mình rồi. Bởi vì mình với người ta cũng có tánh thiêng liêng. Mà tánh thiêng liêng là tánh chung của nhân loại mà. Tánh này là tánh Phật đó. Có phải không? Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ. Trước xử mình, sau không xử ai hết. Mình xử mình chưa xong xử người ta. Phải không? Đúng không?
Cho nên muốn cho thế giới yên lành á, nó làm sao miễn nó vui là được. Hãy làm quá trước mình nói nhỏ nhẹ, hay cùng tiến tu với nhau, chứ không được chửi bới chỉ mặt chỉ mặt. Nó nổi điên lên nó bỏ tu là mình phiền lắm á. Người thầy mà làm cho đệ tử bỏ tu là ông thầy đã đọa trước tiên đó. Thành ra phải cẩn thận, trách nhiệm của người thầy đâu phải ít đâu. À, mũi dạy là lái chịu đoàn. Nói như vậy luôn á, trách nhiệm rất là lớn trong tâm linh. Về thế gian coi không ra gì, trong tâm linh là luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Cho nên làm phải cẩn thận, nói phải cẩn thận, nghĩ phải cẩn thận. Luật nhân quả sẽ xử từng chút một, cộng trừ nhân chia ra kết quả, tự xử đi. Rõ ha? Hay gì đập Phật. Chúng ta phải cẩn thận đó, người tu phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tụng pháp hoa nhiều năm mở miệng rủa người ta một cái, mấy tháng sau nó chết ngủm cô đeo, chết không cha không mẹ không người chôn luôn. Huynh đệ của thầy á, rủa thằng cháu chút xíu 6 tháng sau nó chết ngoài đường đó, lấy chiếu đắp lại thôi đó. Mà tụng pháp hoa nhiều năm mà, mở miệng là chết người đó. Thành ra phải cẩn thận, cái miệng mình trở thành thần khẩu Phật khẩu, nếu rủa người ta trở thành ác khẩu á, người ta chết mình mang nghiệp. Nhớ không? Cái tôn chỉ của thầy là tiên sử bỉ hậu bất sử kỷ. Tổ Huệ Năng nói rất rõ, như Phật Tổ mới nói xong. Tại sao tổ tiên sử bỉ, trước là sử mình, sau không sử ai, hả còn sử người ta là cái tôi mình nó còn, hả cái tôi còn dứt khoát không học Phật Pháp được. Thấy không? Mình còn thấy lỗi lầm ta, tức là cái tôi mình nó còn. Còn Phật để ý coi không có la ai đâu. Ông ngồi yên kìa. Có la người nào không bao giờ la. Ông ngồi làm thinh, ông mỉm cười, ông làm thinh. Nó nói gì nói kệ nó. Chuyện của nhân quả mà mắc chứng thì tôi xía vô. Phải không? Chuyện của nhân quả. Chúng ta đi tu theo Phật là phải chấp nhận cái luật bất di bất dịch của vũ trụ là nhân quả. Không phải là nhân quả đâu nha. Bình thường đâu, nhân là 1 thành 4. Hả nói xấu hưởng 4 lần, nói tốt được 4 lần. Không bao giờ ít hơn hoặc nhiều hơn 4 lần. Tất cả trở về là 4 lần. Trung đạo xác định là 4 lần. Có rõ ràng từ đâu mà ra là 4 lần nữa. Hả nói bậy một cái, nghĩ bậy một điều thôi là 4 lần. Mà mỗi lần mình nghĩ, 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần. 1 tiếng là 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần. Quả báo về là 2.400.000 lần. Trong 10 tiếng đồng hồ là 2.400.000 lần xấu. Là trong 1 ngày thôi, chưa kể 1 năm, 1 đời đi. Bao nhiêu đời nữa nó chồng chất, cái nghiệp chứng mình nó dày còn hơn là cái dãy núi Trường Sơn đó. Đó mình tạo tác cỡ đó luôn đó. Thì mắc chứng như mình xử người ta, mình còn chưa xử mình xong đây. Thầy đâu có la đệ tử của thầy đâu, không khi nào la thương tụi nó hết mình hết mẩy luôn mà còn chưa đủ nữa. La cái nỗi điên về, cái trí tuệ nó cạn quá, nó về nhà nó nghĩ, nó buồn phiền, nó giận, nó không thèm tụng kinh, nó đau khổ, nó không thèm tụng kinh là mình còn khổ nữa. Hả mình làm cho vài ba huynh đệ mà thối bồ đề tâm là đời mình bắt đầu cũng thối rồi đó. Thí dụ bây giờ tụm năm tụm bảy lên nói xấu một đứa, nói súng lại ăn hiếp một đứa, đứa đó nó bỏ tu là mấy đứa kia xuống dưới bị tính sẵn sàng hết. Cái tội làm người ta thối bồ đề tâm. Hả nó thối mình thối theo, hả nó bỏ tu đùi đời mình thối. Thầy không dùng chữ thối, dùng chữ thối luôn là khỏi xài nữa. Đó không? Cho nên hả mình nói xấu là cái miệng mình thối, lỗ tai nó, cái người nghe xấu cũng thối luôn. Mà hai đứa nó qua nó lại riết là bắt đầu cái lỗ tai thối, cái miệng thối, rồi đời sẽ thối, bồ đề tâm cũng thối quát, rồi xong hết tu. Xuống dưới bắt đầu nó xử cái miệng thúi, cái lỗ tai thúi. Cho nên đàn bà chết 3 ngày sau cái lưỡi có dòi. Đàn ông chết 3 ngày sau con mắt có dòi. Chắc chắn là có dòi luôn. Mà tụng tu nhiều, 1 tuần sau con mắt không có dòi là tu tốt. Tháng sau con mắt còn không có dòi là tu quá tốt. Người bà tu tốt 3 ngày sau lưỡi không có dòi là tốt. Tuần sau vẫn còn nguyên là đại tốt. Ráng tu niệm Phật tụng kinh sao mà cái miệng mình không có dòi là quá phước, con mắt không có dòi là quá phước. Biết lỗi tại sao rồi phải không? Cần phải thông dịch không? Không. Cho nên ráng tu niệm nhiều vô để cái miệng không bị thối. Ta ra nói lời tốt, làm điều tốt, nghĩ điều tốt, nhìn thấy tốt, cái gì cũng tốt. Huynh đệ mình là Phật, cúi đầu chào huynh đệ với lòng hạnh phúc an lạc để được chào. Đó là niềm hạnh phúc nhất, vì cặp mắt mình nhìn thấy Phật tánh của ba tánh chúng sanh.